chương 976, đều tự gì đó. Quảng Dương tử hòa đơn nghĩa liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được do dự ý. Không nghĩ tới cái này họ tiêu tiểu bối như thế giảo hoạt, rõ ràng che giấu đắc sâu như vậy. Đã không có tất thắng nắm chắc, lại không đứng ở lý thượng, muốn hay không thật sự ra tay, tự đắc hảo hảo nghĩ kỹ rồi, cũng đừng trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nếu như bởi vậy ảnh hưởng đến Lăng Vân Tông cùng trăm hùng minh ước, Tông chủ trước mặt, sợ là không tốt bàn giao. Bảy đại tông môn trong lúc đó cũng chia cái thân sơ chừng đích. Nhưng nếu là cứ như vậy dừng tay, hai vị nguyên anh cao thủ mặt mũi lại hướng ở đâu đặt? Lan truyền đi ra ngoài, cái này quá mất mặt liễu tương đương. Huống hồ, cũng thực sự điểm không nỡ trùng vương di thuế. Có thứ này nơi tay, tiến giai cơ hội muốn tăng nhiều. Một khi tiến giai thành công, tối thiểu lại có thể gia tăng hơn trăm năm thọ nguyên, đây chính là làm cho người tha thiết ước mơ đích trong khoảng thời gian ngắn, tiến thối lưỡng nan. Liền vào lúc này, chân trời mây trắng cuồn cuộn, một đầu cực lớn tàu cao tốc ầm ầm mà bay tới. Audio điện tử võ tấn bền Đây là một chiếc bạch ngọc lâu thuyền, cao tới vài chục trượng, dài đến hơn 10 trượng, hào một cái quái vật khổng lồ, toàn thân dùng bạch ngọc điêu thành, lăng không bay tới, cứ việc tốc độ không nhanh, nhưng lại khí thế cây ếch yêu ta ép người. Bạch ngọc lâu thuyền mũi tàu ở giữa, một mảnh tam diệp thảo xanh tươi ướt át, đúng vậy hạnh lâm dấu hiệu. Tiêu phàm thậm chí lập tức ngay tại lâu trên thuyền cảm ứng được hạnh lâm giúp đỡ chủ phương phi dương khí tức. Xem ra đây là phương phi dương tàu cao tốc liếu tương đương. Trừ lần đó ra, lâu trên thuyền còn có hai gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ khí tức, một người trong đó, đúng vậy theo cửu hoa thành ngàn dặm xa xôi chạy đến đích, được xưng, săn vương, phạm minh. Dùng tiêu phàm thần niệm chi lực cường đại, những này đẳng cấp cao tu sĩ khí tức chỉ cần cảm thụ qua một lần, sẽ một mực ký trong lòng, lại cũng sẽ không quên. Ồ, một cái kinh ngạc thanh âm, tự bạch ngọc lâu trên thuyền truyền tới. Mặc dù là nhẹ nhàng một, ồ, phía dưới mỗi người tuy nhiên cũng nghe được thanh thanh sở sở, rõ ràng. Đủ thấy phương phi dương kim châu thành đệ nhất cao thủ cũng không phải là hư danh nói chơi. Thanh đạo hiếu, quảng dương tử đạo hiếu, đơn đạo hiếu, tiêu đạo hiếu, mấy vị đều ở đây ở phía trong. Nói chuyện phiếm nói chuyện sao? Tàu cao tốc vững vàng tại cách đó không xa không chung dừng lại, bóng trắng lóe lên, Phương Phi Dương hiện thân ra, có chút kinh ngạc hỏi. hữu ý vô ý gian, vị này Kim Châu thành đệ nhất cao thủ đem, tiêu đạo hiếu, cùng thanh đạo hiếu, quảng dương tử đạo hiếu, đơn đạo hiếu đặt song song, đủ thấy tại lòng của hắn trong mắt, tiêu phàm là có thể cùng Nguyên Anh tu sĩ đánh đồng nhân vật. Hắc hắc, Phương bang chủ, Quảng Dương Tử Hòa đơn nghĩa trên mặt đều sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vẻ xấu hổ, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên như thế nào tìm tư. Tiêu phàm hướng về phương phi dương không người làm lễ, cao giọng nói ra, nhận được phương tiền bối xin hỏi, vãn bối tìm được rồi thất lạc nhiều năm xong tu bầu bạn, đúng vậy thanh tiền bối tỏa hạ đệ tử. Vãn bối đã muốn đáp ứng thanh tiền bối mời, gia nhập trăm hùng bang đảm nhiệm trong bang khách khanh chức. A à hát, phương phi dương không khỏi hai hàng lông mày thoảng qua dơ lên có trùng hợp như vậy, tiêu đạo hữu thất lạc nhiều năm cái vị kia song tu bầu bạn, lại là người phương nào? Cơ lụa mỏng nhẹ nhàng khẽ khom người, kiều mỹ nói, khởi bẩm phương tiền bối, th yêu ta ép thân chính là. Phương phi dương cười nói, nguyên lai là lụa mỏng tiên tử, không nghĩ tới tiên tử là tiêu đạo hữu song tu bầu bạn, ha ha, vợ chồng gặp lại, thật đáng mừng. Đa tạ tiền bối, tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng đồng thời ôm quyền, cung kính thanh âm. Tiêu đạo hiếu, không nói gạt ngươi, phương mỗ vốn là muốn mời đạo hiếu gia nhập chúng ta hạnh lâm bang đích, không nghĩ tới bị thanh phu nhân đoạt trước một bước, ha ha. Xem ra phương mỗ muốn sớm cho thanh phu nhân cùng quý bang đạo một tiếng chúc mừng rồi, tiêu đạo hiếu tuổi còn trẻ, cũng đã tu luyện đến như vậy cảnh giới, chẳng những tinh thông y thuật, còn tinh thông trận pháp chi đạo, có thể nói toàn tài. Quý bang có tiêu đạo hiếu gia nhập liên minh, ngày khác nhất định có thể phát dương quang đại, đại phóng dị sắc. Phương Phi Dương nói xong, ôm quyền, sắc mặt trịnh trọng. Tất cả mọi người bị lời nói này kinh trụ. Cái này là bực nào kinh người đánh giá. Do Kim Châu thành đệ nhất cao thủ, Hạnh Lâm giúp đỡ chủ trong miệng nói ra đánh giá như vậy đến, tiêu phàm đại danh, trong nháy muốn chấn động cả Kim Châu thành. Tiêu phàm thầm giật mình, trên mặt lại bất động thanh sắc, lần nữa hướng Phương Phi Dương cúi đầu làm lễ, kính cẩn nói, đa tạ tiền bối thưởng miễn, vãn bối bất tài, xấu hổ không dám nhận. Phương Phi Dương khoát tay áo, nói ra tiêu đạo hữu không cần khiêm tốn, từ xưa chính là sóng sau đẻ sóng trước, người mới thắng người cũ. Chúng ta Kim Châu Thành có thể bảo trì ở địa vị bây giờ, cũng không phải là người người cái đó một môn phái công lao, là mọi người cùng nhau cố gắng kết quả. Tiêu đạo hữu tương lai nếu là có thể tại y thuật thượng nâng cao một bước, đó là chúng ta cả Kim Châu Thành chuyện may mắn, cũng là quảng đại tu chân đồng đạo chi phúc. Làm người tuy không thể tự cao tự đại, lại cũng không thể tự coi nhẹ mình tiêu phàm sắc mặt thay đổi, không người nói ra, vâng, cần tuân phương tiền bối dạy bảo. Phương Phi Dương gật gật đầu, ánh mắt lại đang quảng dương tử hòa đơn nghĩa sư huynh đệ trên mặt quét qua, mỉm cười nói, Lăng Vân Tông cùng Trăm Hùng là Minh Hiếu, hôm nay Trăm Hùng được tiêu đạo Hiếu gia nhập liên minh, hai vị đạo Hiếu nên vậy cũng rất vui mừng ha. Vui mừng, vui mừng, chúc mừng thanh phu nhân. Đơn nghĩa vẫn còn do dự, Quảng Dương Tử đã muốn hai tay ôm quyền, vừa cười vừa nói, nụ cười trên mặt tượng có chuyện như vậy. Đơn nghĩa biết rõ Phương Phi Dương là muốn vì bọn họ điều giải trận này tranh chấp, tuy nhiên trong nội tâm một ngàn cái một vạn cái không vui, đúng là vẫn còn không dám bác Phương Phi Dương mặt mũi. Cần biết vị này Phương Bang chủ tuy tư văn nho nhã, lại cũng không đại biểu cho mặc cho ai đều có thể khiêu chiến quyền uy của hắn. Vì giữ gìn cả hạnh lâm mặt tử hòa địa vị, Phương Phi Dương tùy thời cũng có thể trở mặt. Âm thầm cắn răng một cái, nặng nề phun ra một ngụm chọc khí, đơn nghĩa rốt cục hướng thanh phu nhân cùng tiêu phàm lộ ra một cái so với khóc còn muốn khó coi khuôn mặt tươi cười. Sau một lát, Phương Phi Dương trở lại Bạch Ngọc Lâu trên thuyền, cực lớn lâu thuyền nhẹ nhàng run lên, lại hướng Phương xa bay đi. Thanh phu nhân cũng lập tức mang theo tiêu phàm cơ lụa mỏng bọn người, hướng một phương hướng khác bỏ chạy, Quảng Dương tử đơn nghĩa hầm hừ đích, đi lại là mặt khác một bên. Song song đứng ở Bạch Ngọc Lâu trên thuyền, săn vương nhẹ nhàng loát dưới hàm đoàn dâu, mỉm cười nói, vừa rồi vị kia tiêu đạo hữu rất có ý tứ. Phương Phi Dương quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, Phạm Huynh cứ gì nói ra lời ấy. Phạm nói rõ nói, vị đạo hữu này tuổi còn trẻ, lại tu luyện có yêu thú cấp tột cùng công pháp. Nếu như ta không có nhìn lầm lời mà nói, hắn thân thể mạnh hoành, chỉ sợ không tại bình thường biến hóa yêu thú phía dưới. Biến hóa yêu thú, Phạm Huynh nói là, hắn là yêu thú biến hóa, hắn bản thể là nào đó cực kỳ hiếm thấy quý hiếm yêu thú. Phương Phi Dương có chút kinh ngạc bắt đầu đứng dậy. Phạm Minh lắc đầu, nói ra, Phương Huynh hiểu lầm ý tứ của ta, tiêu đạo hữu nhất định là 100% thuần khiết nhân tộc huyết mạch, tu luyện bổn mạng công pháp cũng chi thuần tránh nhất nhân tộc truyền thừa. Tiểu đệ tuy nhiên tu vi không cao, nhưng ở khí thức cảm ứng phương diện còn có một ít thiên phú. Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, một gã thuần khiết nhân tộc tu sĩ sao có thể có thể đem thú tộc luyện thể thuật tu luyện tới cao như vậy sâu tình trạng. Nếu như một trọi một cận thân chém gỡ yêu ta ít lời mà nói, Lăng Vân Tông hai vị đạo hiếu, hơn phân nửa còn ăn thiệt thòi. Phương Phi Dương nhướng mày, có loại sự tình này. Phạm Minh rất chắc chắn nói, tiểu đệ ứng nên không có nhìn lầm. Những năm gần đây này, tiểu đệ một mực đều ở cùng man hoang thế giới các loại yêu thú liên hệ, đối với yêu thú khí tức, lại quen thuộc bất quá, vị này tiêu đạo hữu trên người nhiễm thú tộc khí thức nặng như vậy, có lẽ hắn trước kia cũng là vị yêu thú thợ săn. Vị này không hỗ được xưng, săn vương, cảm giác quả thật nhạy cảm vô cùng. Tiêu phàm cứ việc cũng không từ tay diệt gờ yêu ta ít quá nhiều yêu thú, nhưng tùy thân mang theo yêu thú nội đan tài liệu nhiều, lại đủ để cùng kiệt xuất nhất yêu thú thợ săn cùng so sánh. Phương Phi Dương cười nói, Phạm Huynh nếu như thế nói, vậy thì tất nhiên sẽ không sai, vị này tiêu đạo hiếu, xác thực rất có ý tứ hai người lập tức chuyển di chủ đề mặc kệ tiêu phàm cỡ nào đặc biệt dưới mắt cũng chỉ là một gã kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ cho dù không lâu về sau tiến giai nguyên anh cũng không coi là nhiều đại sự còn không để tại hai vị này trong mắt phương phi dương vốn là cố ý mời chào tiêu phàm hôm nay bị thanh phu nhân đoạt trên nước thì đưa chư sau đầu liếu tương đương cùng phương phi dương bên này bạch ngọc lâu thuyền tiên phong đạo cốt tương đối mà nói thanh phu nhân bên kia chính là gió yêu ma cuồn cuộn mọi người dưới chân dẫm phải tam giai đại thành năm màu con rết, gió tanh trận trận, về phía trước bay đi. Thanh phu nhân xuất lĩnh lấy mặt khác môn nhân đệ tử đứng ở một đầu đại ngô công trên lưng, tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng tay nắm, khống chế khác một cái lớn con rết phi hành. Cơ lụa mỏng sớm đã đem che mặt lụa đen lấy xuống dưới, lộ ra kiều diễm vô cùng dung nhan, nhẹ nhàng dựa vào tiêu phàm bả vai, mặt mũi tràn đầy nhõng nhẽo cười, vui mừng vô hạn. Tiêu phàm, những năm này, người đều đi nơi nào? ta một mực đều thật lo lắng cho. Cơ lụa mỏng tinh mâu mê ly, thấp giọng hỏi. Cái này đúng vậy một lời khó nói hết, ta cùng Trần Dương theo không gian trong gió lốc một ném đi ra, tự bị bắt tráng đinh. A à cơ lụa mỏng lắp bắp kinh hãi. Tiêu phàm thấp giọng nói ra, chuyện của ta, chậm rãi nói sau, ngược lại ngươi những năm này thế nào? Có hay không chịu đau khổ? Trong giọng nói, đầy cõi lòng yêu mến chi tình. Cơ lụa mỏng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra ta lại không có ăn cái gì đau khổ. Năm đó bị không gian bão táp ném ra, đến kể bên này, một cái rất vô tình, ta liền cho bái tại sư phụ môn hạ. Đừng nhìn sư phụ ta đối với người lạnh như băng đích, đó là thói quen của nàng, đối với chúng ta những này đệ tử, còn thật là tốt đích. Hơn nữa ta tại khu trùng thuật thượng lực lĩnh ngộ coi như là khá lắm rồi, sư phụ rất yêu thích ta. Những năm này tại nàng lão nhân gia đốc xúc phía dưới, trên việc tu luyện cũng có tiến bộ không ít tiêu phàm gật gật đầu, cơ lụa mỏng trên việc tu luyện tiến cảnh, hắn đã muốn thấy được. Ba bốn người trong năm, do chúc cơ hậu kỳ một đường tăng vọt đến kim đan trung kỳ, cơ lụa mỏng tiến cảnh, không thể bảo là không mau lẹ liễu tương đương. Xem ra nàng vận khí coi như không tệ. Một mình ngươi ở chỗ này sao? Có hay không những người khác tin tức? Tân lâm, thiên thiên tin tức của các nàng. Cơ lụa mỏng khẽ lắc đầu, nụ cười trên mặt cũng thu liếm bắt đầu đứng dậy, thở dài một tiếng, Nói ra, không có, ta một mực đều ở nghĩ cách đánh nghe tin tức của các ngươi, cho tới bây giờ đều không có kết quả, ta muốn, khả năng đều bị tách ra truyền đưa đến chỗ xa vô cùng A. À. Ừm, tiêu phàm nhẹ nhàng gõ đầu. Mắt thấy tiêu phàm mặt mũi tràn đầy đều là quải niệm vẻ, cơ lụa mỏng nắm tay của hắn, nhẹ nói nói, không nên gấp, người hiền đều có trời giúp, các nàng đều không có việc gì đích. Một ngày nào đó, chúng ta cũng đều có thể đoàn tụ cùng một chỗ chương 977, trường lão phu nhân. Trăm hùng tổng đàn, ở vào một mảng lớn trong ao đầm. Địa thế thấp bé, ẩm ướt nặng nề, xà trùng hoành hành. Vừa tiếp cận đầm lầy, hai đầu ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng, đen đại ngô công, liền tự nhiên mà vậy mà đem phi độn tốc độ chậm lại. Đứng ở con rết trên đỉnh tiêu phàm đáy mắt lục mang lóng lánh, nhẹ gật đầu, nói ra, thích cổ pháp phòng hộ pháp trận, sợ không có mấy ngàn năm lịch sử rồi. Bên kia còn rét trên đỉnh thanh phu nhân sắc mặt vừa động, nói ra, Tiêu đạo hữu quả nhiên tinh thông trận pháp chi đạo, cái này phòng hộ đại trận, xác thực là theo thời kỳ thượng cổ tựu lưu truyền tới nay đích, một mực tiếp tục sử dụng đến nay. Tiêu Phàm có chút vuốt cầm, nói ra, thì ra là thế, cái này thượng cổ pháp trận, uy lực thì rất mạnh đích. Thanh phu nhân nói nói, Tiêu đạo hữu có lời gì chỉ để ý nói rõ, đều là người một nhà rồi, không cần phải khách khí. Tiêu Phàm cười cười, Nói ra, theo tại hạ biết, thượng cổ pháp trận bình thường đều uy lực cường đại, nhưng bản thân bố trí tương đối đơn giản, gặp được tinh thông trận pháp người, nhưng thật ra là rất dễ dàng tìm được pháp trận nhược điểm đích. Cho dù không thể bằng lần này nhất cử tồi suy sụp đại trận, ít nhất cũng có tự bảo vệ mình phương pháp, lại để cho pháp trận không có chỗ phát triển. Có loại sự tình này, như thế nào lão thân chưa từng nghe người nhắc tới qua. Thanh phu nhân có chút kinh ngạc nói: Tiêu Phàm mỉm cười nói, tổng đàn đã tại Kim Châu Thành ở bên trong, qua nhiều năm như vậy, Kim Châu Thành cũng không có phát sinh quá lớn chiến, cái này phòng hộ đại trận kỳ thật tác dụng cũng không lớn, tiền bối cũng không cần sầu lo. Thanh phu nhân lắc đầu, nói ra, lời nói không thể nói như vậy, đã bố trí xuống cái này đại trận, chính là trông cậy vào tại quan trọng hơn trước mắt có thể phát huy tác dụng. Việc này ta thì sẽ bẩm báo bang chủ, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Tiền bối khách khí đã tại hạ đã muốn đáp ứng gia nhập quý bang trở thành khách khanh cái kia trăm hùng sự tình chính là của chính ta sự tình tiêu phàm rất thành khẩn nói hắn lúc ấy đáp ứng gia nhập trăm hùng trở thành khách khanh tiên sinh ngoại trừ cơ lụa mỏng nguyên nhân bên ngoài cũng bởi vì tình thế cách cấm không thể không gật đầu bất quá tiêu phàm chính là như vậy tính cách đã đáp ứng rồi vậy thì hội làm hết sức tuyệt sẽ không tùy tiện qua loa cho xong lập tức thanh phu nhân trước mở đường hai đầu năm màu con rết tương đi theo hướng đầm lầy ở chỗ sâu trong bay đi ước chừng sau một lát rốt cục đi vào xây tại một mảnh thấp bé trong sơn cốc trăm hùng tổng đàn thanh phu nhân ngón tay bắn ra một đạo hoa mỹ sáng dọi tựa như cầu vồng kinh trải qua thiên loại dắt lấy thật dài đuôi lửa hướng tổng đàn ở giữa xanh tươi sắc đại điện bay đi dưới chân năm màu con rết nhấn xuống độn quang ngoan ngoãn quỳ dạp trên mặt đất tựa hồ đang đợi cái gì tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng đã ở bên kia con rết trên đỉnh lẳng lặng cùng đợi. Sau một lát, tiếng cổ nhạc bỗng nhiên vang lên, một đôi đối với tuấn nam mỹ nữ tự xanh tươi sắc trong đại điện núi đuôi nhau ra, cầm trong tay các loại bất đồng nhạc khí, thổi ra vui sướng tiếp khách khúc. Một gã hơn 40 tuổi, hắc y áo đen, lỏa lồ bắt tay vào làm cánh tay. Mặt mũi tràn đầy biêu hãn trung niên đại hán, cười ha ha lấy, đi nhanh đi ra, đi theo phía sau một đám đồng dạng ăn diện nam nữ vừa thấy được người này biêu hãn trung niên đại hán, tiêu phàm lông mày liền nhẹ nhàng nhảy một chút, người này dĩ nhiên là một gã nguyên anh trung kỳ đại cao thủ. Cơ lụa mỏng nhẹ nói nói, vị này chính là Trăm Hùng, bang chủ Hồng Thiên, cũng là sư phụ ta đại sư huynh. Tiền nhiệm ngũ độc đường trưởng lão. Tiêu phàm nhẹ nhàng gõ đầu. Trăm Hùng không phải tông môn truyền thừa, mà là giang hồ môn phái. Nhưng chăn nuôi linh trùng ngũ độc đường, thủy chung đều là Trăm Hùng chính thức hạch tâm lực lượng mặt khác tất cả đường khẩu, y quán cùng tiệm thuốc, đều là vây quanh ngũ độc đường đến vận chuyển đích. Tượng hắn như vậy khách khanh trưởng lão, nếu như thời gian dài, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời đều có thể trở thành chính thức trưởng lão, xuất trưởng một cái trọng yếu đường khẩu. Chỉ có điều dưới mắt, tiêu phàm xác thực không có thời gian đi quản những này tục vụ. Nhưng là chăm hùng giúp đỡ chủ tự mình ra nghênh đón, cái này thể diện cho khá lớn đích, thanh phu nhân quả nhiên không có nuốt lời, cho tiêu phàm không phải bình thường khách khanh tiên sinh đãi ngộ, mà là khách khanh trưởng lão đãi ngộ. Ha ha ha, tiêu đạo hiếu, hoan nghênh hoan nghênh. Hồng thiên bước đi tới, hai tay ôm quyền, ha ha cười lớn nói. Tiêu phàm lắp bắp kinh hãi, bề bộn tức tự con rét trên đỉnh phi thân mà hạ, rất nhanh nghênh đón tiếp lấy, hai tay ôm quyền, vái chào đến mà, cao giọng nói ra tại hạ tiêu phàm, bái kiến hồng bang chủ. Làm phiền hồng bang chủ xa nghênh, tại hạ xấu hổ không dám nhận tiêu đạo hữu không cần phải khách khí. Trong tiếng cười lớn, hồng thiên ống tay áo run lên, một cổ vô hình kinh lực lao thẳng tới ra, tiêu phàm chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, sẽ bị này cổ kinh lực dơ lên. Lập tức hạo nhiên chính khí vận chuyển, một cổ nhu hòa lực đạo cổ lay động ra, lập tức liền đem cái kia cổ bá đạo đại lực tiêu ở vô hình, theo thế tới, tự nhiên mà vậy mà đứng lên. Hồng thiên trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc hắn lần này ra tay, quả thật có lấy thăm dò tiêu phàm sâu cạn ý tứ. Vừa mới nhận được thanh phu nhân truyền âm phù, nói là vì trong bang mới lung lạc một gã khách khanh trưởng lão, dưới mắt tuy nhiên chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, nhưng khoảng cách nguyên anh kỳ cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Hồng thiên cao hứng rất nhiều, cũng có chút bán tín bán nghi. Thuê kim đan hậu kỳ tu sĩ vì khách khanh trưởng lão, chuyện như vậy không phải là không có tiền lệ, nhưng đều phát sinh ở những kia nhỏ bé môn phái, Tượng Trăm Hùng như vậy nổi tiếng bảy đại tông môn siêu cấp lớn tông, bình thường là không biết làm chuyện loại này đích, bảy đại tông môn trưởng lão, bất kể là chính thức trưởng lão có lẽ hay là khách khanh trưởng lão, Tu Vi sẽ không có nguyên anh kỳ trở xuống đích. Kim đan tu sĩ chỉ có thể đảm nhiệm bình thường khách khanh tiên sinh. Hơn nữa, bình thường mà nói, bảy đại tông môn không có khách khanh tiên sinh. Chính là một gã kim đan tu sĩ, bảy đại tông môn mỗi một tông, đều có hơn 10 trên trăm vị nhiều, trong đó kim đan hậu kỳ tu sĩ, ít nhất cũng có 7-8 cái. Bình thường kim đan tu sĩ, muốn muốn gia nhập 7 đại tông môn còn muốn xem người ta có nguyện ý hay không tiếp nhận, lúc nào đến phiên người tới làm cái gì khách khanh tiên sinh. Chỉ có những tình hình kia cực kỳ đặc thù kim đan tu sĩ mới có thể có được 7 đại tông môn khách khanh tiên sinh thân phận. Hơn nữa nói như vậy, cái này là cái tạm thời tính, danh hiệu, dùng không được bao lâu, cái này vị khách khanh tiên sinh hoặc là chuyển thành chính thức trong bang đệ tử hoặc là rời đi. Có lẽ thuần túy là vì làm việc thuận tiện, mới tạm thời cho như vậy một thân phận, lại để cho mọi người biết rõ hắn là bảy đại tông môn người, cho cái mặt mũi. Thuê một gã kim đan tu sĩ vì bảy đại tông môn khách khanh trưởng lão, còn chưa bao giờ có như vậy tiền lệ. Nhưng Hồng Thiên cũng biết mình vị này sư muội tính nết, người bình thường, tung xem như nguyên anh tu sĩ nàng cũng lười đắc tới nói chuyện, lại càng không cần phải nói kim đan tu sĩ liếu tương đương. Hôm nay lại tự mình ra mặt, mời chào một gã kim đan tu sĩ vì khách khanh trưởng lão cái kia chỉ có thể nói người này kim đan tu sĩ quả thật có lấy không giống tầm thường năng lực hoặc là tình hình cực kỳ đặc thù ai ngờ hồng thiên ra tay thử một lần tựu sâu sắc ra ngoài ý định tiêu phàm có thể chống lại hắn đại lực cũng là tại hợp tình lý nhưng tiêu mất đắc nhẹ nhàng như vậy bất động thanh sắc thậm chí ngay hồng thiên đều không hề phát giác cái này làm cho người ta kinh ngạc hơn nữa hồng thiên liếc có thể nhìn ra tiêu phàm xác thực không phải bình thường kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ có thể so với mà vượt đích, Hồng Thiên cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, một gã kim đan tu sĩ tại pháp lực thượng có thể đạt tới như vậy hùng hậu cảnh giới. Cùng bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đã không có rõ ràng tranh lệch, khác biệt duy nhất ở chỗ, tiêu phàm cảnh giới còn dừng lại tại kim đan kỳ, hắn cần đột phá cũng gần kề chỉ là cảnh giới thượng bình cảnh liễu tương đương. Mà tiêu phàm một khi đột phá, Hồng Thiên cơ hồ có thể kết luận, đại đa số nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Sư muội cái này lệ, phá đắc quả nhiên có lý do. Tiêu đạo hữu có thể gia nhập chúng ta trăm hùng là chúng ta trăm hùng chi phúc, cũng là ta hồng thiên thể diện, ha ha. Đúng rồi, nghe sư muội nói, tiêu đạo hữu cùng lụa mỏng sư điệt là thất lạc nhiều năm song tu bầu bạn. Cơ lụa mỏng bề bộn tức tiến lên vài bước, không người nói ra, hồi bẩm bang chủ, xác thực như thế hồng thiên nhìn nàng một cái liền là không ngừng gật đầu nói ra hảo hảo rất tốt nói như vậy tiêu đạo hiếu cùng chúng ta chăm hùng vốn là có rất sâu sâu xa lúc này đây cũng coi là lá dụng về cội rồi song hỉ lâm môn a hát hoan nghênh hoan nghênh nói xong lại ôm quyền nhún theo sát tại phía sau hắn vài tên kim đan tu sĩ lại đều đều sắc mặt biến hóa đôi mắt nhìn nhau liếc đều lộ ra tức giận bất bình thần sắc cái này họ tiêu ra hỏa rốt cuộc là đánh từ đâu xuất hiện hay sao? Chẳng những không hiểu thấu tự thành khách khanh trưởng lão, còn khẽ vươn tay liền đem trăm hùng đẹp nhất nữ tu cho ôm tới, nửa điểm cũng không dẫn khách khí đích. Đối với mấy cái này hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt, tiêu phàm nhìn như không thấy, không thèm để ý chút nào. Tại cửa đại điện Hàn Huyên khách khí một phen, Hồng Thiên thân thủ mời khách, mời tiêu phàm tiến vào đại điện tự thoại. Cái này xanh tươi sắc đại điện, chiếm diện tích rộng lớn, phong cách cổ xưa thở mạnh, đại điện chính trên cửa, treo một khối tấm biển, lên lớp giảng bài, trăm hùng điện, ba cái kim nước sơn chữ to, tranh sắt ngân cái móc, mạnh mẽ hữu lực, có vẻ rất có khí phách. Không thể nghi ngờ, cái này là trăm hùng nghị sự đại điện liếu tương đương. Cổ nhạc, tránh điện, tăng thêm hồng thiên vị này đứng đầu một bang. Trăm hùng sắc thực cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, xem như cho đủ tiêu phàm thể diện. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì thanh phu nhân ở trong bang địa vị rất cao, nàng tự mình mời chào khách khanh trưởng lão hồng thiên nếu là chậm trễ nhưng cũng không phải là không để cho tiêu phàm mặt mũi mà là không để cho thanh phu nhân mặt mũi lập tức mọi người tại trong đại điện ngồi xuống cơ lụa mỏng một chút do dự có lẽ hay là nhẹ nhàng đứng ở thanh phu nhân sau lưng vô luận như thế nào thanh phu nhân có lẽ hay là sư phụ nàng hơn nữa cái này mấy chục năm gian đối với nàng quả thực rất không tồi cơ lụa mỏng cũng không phải cái không tuân thủ quy của người thanh phu nhân khẽ gật đầu, tựa hồ đối với cơ lụa mỏng biểu hiện rất hài lòng, quay đầu nói ra, lụa mỏng, từ hôm nay bắt đầu, người chính là tiêu trưởng lão phu nhân, tuy nhiên chúng ta có lẽ hay là thầy trò, nhưng người cái này thân phận, có lẽ hay là không giống người thường. Qua bên kia an vị A, à, không cần đứng liễu tương đương. Sư ân sâu nặng, đệ tử tình nguyện đứng tứ hậu sư phụ. Cơ lụa mỏng ven áo thi lễ, kính cần nói, ngữ khí tự nhiên, không có chút nào làm ra vẻ ý thanh phu nhân trên mặt khó được lộ ra dáng tươi cười, mỉm cười nói, ta biết rõ ngươi là hiểu quy củ hài tử, nhưng hôm nay tình thế bất đồng, đi ngồi đi. Vâng, sư phụ, cơ lụa mỏng không có khách khí nữa, lần nữa chỉnh đốn trang phục hành lễ, liền là nhẹ nhàng bước liên tục, đi vào tiêu phàm dưới tay trong ghế, thản nhiên ngồi xuống. Ở địa cầu thời điểm, cơ tổng cũng cho tới bây giờ cũng không phải cái loại này mới ra đời, không dành thế sự tiểu cô nương, các loại đại tràng diện thấy nhiều hơn giờ phút này tự nhiên cũng là không chút hoang mang, khí độ nhiễm nhiên, cùng nàng, trưởng lão phu nhân, thân phận thập phần xứng. chương 978, Trăm Hùng Nguy Cơ Trăm Hùng tổng đàn chỗ mà cái này tấm đầm lầy, tự kêu là Trăm Hùng đầm lầy. Nhiều năm trước kia, chỗ này đầm lầy là khác có tên đích, từ Trăm Hùng tổng đàn nhập chú nơi đây về sau, đoàn người liền dần dần quên nơi này đầm lầy vốn tên là, muôn miệng một lời, gọi hắn là Trăm Hùng đầm lầy đầm lầy dưới mặt nước một chỗ dưới mặt đất trong thông đạo, Hồng Thiên cùng Thanh Phu Nhân ở một gã kim đan đệ tử dẫn dắt phía dưới, chính chậm rãi về phía trước. Ước chừng khắc chung đi qua ba người đổi qua vài đạo quẹo vào, đi vào một chỗ động phủ trước kia. Động phủ cửa đá đóng chặt lại, thạch trên cửa lóng lánh lấy các loại thần bí đến cực điểm ký hiệu, bốn phía trên thạch bích, lại càng chữ khác vào đồ vật lấy từng đạo trận vân, đem tại đây phòng hộ đắc thùng sắt giống nhau, nếu không phải dẫn đường Kim Đan tu sĩ tùy thân mang theo lệnh cấm chế bài, người bình thường thật đúng là vô cùng khó tới gần cái này động phủ. Nhìn qua thạch trên cửa không ngừng lóng lánh thần bí ký hiệu, tên kia Kim Đan tu sĩ hướng Hồng Thiên cùng thanh phu nhân cúi người hành lễ, thấp giọng nói ra, khởi bẩm sư thúc, sư cô, sư phụ còn đang bế quan. Hồng Thiên nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không như vậy rời đi mà là đang ngoài động phủ bên cạnh một cái bàn đá bên cạnh ngồi xuống. Ngoài động phủ nghiễm nhiên là cái khác đại khái qua loa động phủ, bàn đá ghế đá bố trí đầy đủ hết, thanh phu nhân ở hồng thiên đối diện ngồi xuống, tên kia kim đan tu sĩ vội vàng dâng linh trà, sau đó khoanh tay đứng thẳng một bên. Hồng thiên khoát tay áo, nói ra, ra sư điệt, người cũng ngồi đi. Những ngày này đến, người chiếu cố đinh sư huynh cũng khổ cực. Là, đa tạ sư thúc, sư phụ cống hiến sức lực, chính là làm đệ tử bản phận sao dám tự xưng vất vả gia sư điệt vội vàng khiêm tốn mà thi lễ một cái tại hơi nghiêng trên mặt ghế đá ngồi xuống đánh hoành tương bồi thanh phu nhân nhíu mày nói ra sư huynh đinh sư huynh lần này bế quan sắp có ba năm đi à nha còn kém hơn một tháng chính là suốt ba năm hồng thiên nhẹ gật đầu đáp lập tức thật sâu thở dài thanh phu nhân sắc mặt càng thêm âm trầm bắt đầu đứng dậy nói ra, trăm hùng đường thời gian dài không thấy đinh sư huynh lộ diện, gian ngoài đã có chút hít thật không tốt lời đồn đãi truyền truyền ra liếu tương đương. Ta đây biết rõ, bọn hắn trong miệng đinh sư huynh, đúng vậy trăm hùng một vị khác trưởng lão đinh sán, trăm hùng tổng cộng bốn vị nguyên anh kỳ trưởng lão, đinh sán là trong đó nhiều tuổi nhất một vị, cũng là tinh thông nhất y thuật đích. Trăm hùng đối ngoại buôn bán y quán trăm hùng đường, do đinh sán tự mình trưởng quản, đinh sán chính là trăm hùng đường thủ tịch Đại lang Trung cả Kim Châu Thành nổi danh nhất thần y một trong, cùng hạnh lâm huyền thủ tịch Đại lang Trung Bính Lão Tiên Sinh nổi danh. Tại bên ngoài, Đinh Sán Thanh Danh thậm chí so hồng thiên vị này bang chủ còn muốn càng thêm vang dội, được tôn xưng là độc thánh, mà Bính Lão Tiên Sinh ngoại hiệu người xưng, độc phương, hai người đều đều dùng am hiểu giải độc chứ danh. Nhưng là gần ba năm đến, Đinh Sán nhưng vẫn chưa từng tại trăm hùng đường lộ diện. Tuy nhiên trăm hùng đường minh bạch cáo tri ngoại giới, đinh trưởng lão đang bế quan tu luyện, nhưng mà ba năm không lộ diện. Đã khiến cho rất nhiều lời đồn đãi chuyện nhảm, không ít người đều ở phỏng đoán, đinh sán kỳ thật đã muốn tỏa hóa mất. Như vậy phỏng đoán, cũng không phải là không bởi vì. Trăm hùng bốn gã nguyên anh trưởng lão, đinh sán tuổi tác dài nhất. Đã muốn tiếp cận nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cực hạn thọ nguyên. Nếu như không thể tại sắp tới trong tiến giai nguyên anh trung kỳ, cái kia tỏa hóa ngày xác thực liền đã gần ngay trước mắt, đây là trăm hùng sắp tới trong lớn nhất nguy cơ. Đương nhiên, gần kề chỉ là một tên nguyên anh trưởng lão tỏa hóa, còn không đến mức lại để cho trăm hùng tổn thương gân động cốt. Trăm hùng tài đại khí thô tiền nhiều như nước, chỉ cần khai ra điều kiện cũng đủ tốt, thật cũng không sợ mời chào không đến nguyên anh kỳ đồng đạo gia nhập liên minh. Mấu chốt đinh sán như vậy thần y, lại chẳng phải dễ tìm. Một khi đinh sán tỏa hóa, trăm hùng chẳng những thực lực đại tổn, chỉ sợ trăm hùng đường danh vọng cùng sinh ý đều muốn một lạc thiên trường. Đây mới là cần gấp nhất. Tại Kim Châu Thành chỗ dựa, thực tế đưa thân bảy đại tông môn phương diện khác còn có thể hơi yếu một điểm, duy chỉ có y thuật phương diện này tuyệt đối không thể không người kế tục. Cần biết Kim Châu Thành này đây y đạo tại tu chân giới chỗ dựa đích đã không có thần y bang phái tông môn, dựa vào cái gì tại Kim Châu Thành chiếm cứ nhỏ nhoi, hơn nữa chiếm cứ bảy đại tông môn như vậy quyền cao chức trọng huyền hách vị trí. Tuy nhiên Kim Châu Thành tông môn bang phái phần đông y quán tiệm thuốc lại càng san sát nối tiếp nhau nhưng chính thức quyết định cả tòa thành thị lớn nhất lợi ích đích chỉ có thể là bảy đại tông môn. Bất quá, bảy đại tông môn bài danh cũng không phải mãi mãi không thay đổi đích. Nhiều năm trước kia, Kim Châu giữ trật tự đô thị sự tình đã từng là cửu đại tông môn, về sau trải qua các loại biến cố, có ba đại tông môn camera xuống dốc, đã có một cái khác ra tông môn quật khởi, trải qua nhiều lần câu thông cùng lén kịch liệt giao phong, cuối cùng nhất xác định vì bảy đại tông môn. Có thể muốn gặp, nếu như đinh sán tỏa hóa, vừa rồi không có đủ sức nặng bác sĩ, đại phu tiếp nhận hắn thủ tịch Đại lang bên trong vị trí. Trăm Hùng không nói như vậy theo bảy đại tông môn xóa tên, nhưng ở bảy đại tông môn bên trong địa vị, lại nhất định sẽ một lạc thiên trường. Đã không có quyền nói chuyện, các loại thiết thực lợi ích tựu sẽ phải chịu suy yếu, đây là nhất định không thể nghi ngờ đích. Sư Huynh, Thanh Phu Nhân ngẩng đầu nhìn Hồng Thiên liếc, mang theo trưng cầu ý. Hồng Thiên mặt âm trầm, chậm rãi lắc đầu, nói ra ta cũng không thể khẳng định, đinh sư huynh trước khi bế quan tuy nhiên cùng ta trường nói qua một hồi, bất quá nghe sư huynh ngữ khí, chính hắn cũng không có quá lớn nắm chắc. nếu như thật sự tiến dài vô vọng, sư huynh có thể sẽ dùng bí pháp cưỡng ép hát, yêu ta ép diên thảo kéo dài. vậy làm sao có thể? thanh phu nhân không khỏi một tiếng thét kinh hãi, mở to hai mắt nhìn. dùng bí pháp cưỡng ép hát, yêu ta ép kéo dài thảo nguyên, bình thường đều phải dùng tổn thương thần hồn làm làm đại giá thường thường kéo dài hơn 10 năm sống lâu về sau, thần hồn sẽ trở nên suy yếu không chịu nổi, thậm chí cuối cùng nhất tại chỗ tán loạn, ngay lại vào luân hồi tư cách đều không có. Trong lúc này phong hiểm, nhầm người nào cũng biết đích. Đinh Sán thân là thần y, làm sao có thể không rõ ràng lắm. Đinh sư huynh đây cũng là không thể làm gì, liều mạng thần hồn bị thương, cũng muốn nhiều kiên trì vài năm, nhìn xem có phải là có thể tìm kiếm được phù hợp người mới tới đón thay hắn đại lang chung ghế. Cho nên nói sư muội người lúc này xem như vì chúng ta chăm hùng lập được một đại công rồi cũng vì đinh sư huynh giải quyết xong một cái cọc tâm nguyện hồng thiên nhìn qua thanh phu nhân trầm giọng nói ra thanh phu nhân lắc đầu dầu dĩ nói sư huynh cái này cũng khó mà nói theo tiêu đạo hữu tình hình đến xem hắn trong ngắn hạn tiến giai nguyên anh nên vậy chỉ ít có năm thành đã ngoài nắm chắc nhưng y thuật rốt cuộc như thế nào chúng ta ai cũng chưa từng thấy tận mắt thức qua muốn nói có thể tiếp nhận đinh sư huynh thuộc tịch. Cái này còn thực không có gì nắm chắc." Hồng Thiên nói ra, bất kể thế nào nói, có quan hệ hắn cái kia chút ít nghe đồn, ta sớm đã âm thầm phái người điều tra qua, xác thực đều thật sự. Nhất là làm cho người ta giải long nước miếng độc, cái kia giải độc đan phương cũng đã tại Kim Châu thành truyền ra, nhận được rồi mọi người công nhận, xác thực rất hữu hiệu. Chỉ cần dựa vào một cái giải độc đan phương, cũng không thể khẳng định hắn chạy chữa thuật siêu quần. Có lẽ là tổ truyền bí phương đâu này? thanh phu nhân ngược lại đối với tiêu phàm nghi vấn bắt đầu đứng dậy. Hồng thiên nghĩ nghĩ, nói ra, sư muội người nói hắn là dùng một đoạn hồn hương mộc hướng lệ lão quái trao đổi trùng vương di thuế. Đúng, lệ lão quái yêu cầu một đoạn dài ba xích hồn hương mộc. Về sau còn bổ tiêu đạo hữu một trăm vạn linh thạch. Hồng thiên sắc mặt thay đổi, nói ra, dài ba xích hồn hương mộc, lệ lão quái còn tìm bổ hắn một trăm vạn linh thạch cái này đoạn hồn hương mộc chẳng phải là có vạn năm đã ngoài dược linh. Có như vậy một đoạn hồn hương mộc, lệ lão quái cho dù cưỡng ép hát yêu, ta ép dùng bí pháp diên thọ kéo dài, cũng không cần lo lắng thần hồn bị hao tổn liễu tương đương. Thanh phu nhân nói nói, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ sợ lệ lão quái đổi hồn hương mộc mục đích, thì ra là thời khắc mấu chốt cưỡng ép hát yêu ta ép diên thọ kéo dài. Tình hình của hắn, cùng Đinh Sư Huynh là giống nhau. Hồng Thiên không khỏi đứng dậy, tại ngoài động phủ đi qua đi lại nhíu mày nói ra không biết trong tay hắn còn có hay không loại này vạn năm hồn hương mộc nếu như còn có lời mà nói một đoạn đến đinh sư huynh tiến giai tựu nhiều mấy phần nắm chắc rồi nếu không được cũng có thể tại không tổn thương thần hồn dưới tình hình diên thọ kéo dài một hai chục năm thanh phu nhân lắc đầu liên tục trầm giọng nói ra cái này không đại khả có thể a à. vạn năm hồn hương mộc tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu đích ai có thể có hai đoạn a hát thật muốn có hắn cũng sẽ cho mình giữ lại sẽ không dễ dàng lấy ra đích hồng thiên nói ra chúng ta tự nhiên không biết lấy không đồ đạc của hắn cái kia trùng vương di thuế sư muội ngươi cũng không cho hắn cũng đủ đền bù tổn thất sao mặc dù nói hắn xem tại lụa mỏng sư điệt trên mặt không có công phu sư tử hoạc nhưng sư muội cho hắn cái kia chút ít đền bù tổn thất hắn cũng chưa nói tới ăn nhiều thiếu thiệt thòi nếu như hắn thật sự còn có vạn năm hồn hương mộc dù cho hắn yêu cầu cao tới đâu ta cũng vậy tình nguyện thỏa mãn hắn đinh sư huynh vượt qua lần này cửa ải khó mới được là cần gấp nhất đích thanh phu nhân gật gật đầu đối với tiêu phàm chủ động đem trùng vương di thuế giao cho nàng châu báu tỏ vẻ phi thường hài lòng cái này hậu sinh cứ việc tuổi trẻ cái kia trí tuệ khí độ nhưng lại khó lương đã tiêu phàm như thế gọn gàng mà linh hoạt thanh phu nhân từ cũng sẽ không làm một bộ không phóng khoáng bộ dáng lại để cho người trẻ tuổi chê cười đi, cho tiêu phàm không ít đền bù tổn thất. Sư huynh, người nói hắn muốn nhiều như vậy yêu thú máu huyết tài liệu, rốt cuộc là làm làm gì dùng đồ. Vang lên không lâu tại trong đại điện, tiêu phàm hướng nàng nói ra cái kia chút ít yêu cầu, thanh phu nhân không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này hậu sinh không cần phải linh thạch, cũng không muốn tam giai linh trùng, cũng không muốn những kia nhìn về phía trên cực kỳ chân quý linh dược, mà là đưa ra chỉ có thể là nhiều yêu thú máu huyết cùng tài liệu thanh phu nhân cơ hồ đem bao năm qua tồn chữ xuống cái kia chút ít yêu thú máu huyết nội đan cùng tài liệu đều cho hắn. Mặc dù nói yêu thú máu huyết tài liệu, nhất là nội đan tại luyện chế đan dược phương diện có thập phần rộng khắp công dục, nhưng một hơi muốn nhiều như vậy, có lẽ hay là lệnh thanh phu nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này rất nhiều yêu thú tài liệu, hơn nữa đều đều là cửu cấp trở xuống yêu thú, dùng tiêu phàm trước mắt cảnh giới mà nói, thật sự là không dùng được đích, hóa hình kỳ yêu thú còn không sai biệt lắm. Hồng Thiên cười cười, nói ra có lẽ đây chính là hắn bí mật. Hắn có thể cách khác lối tắt giải hết lòng nước miếng độc, đã nói lên hắn tại y thuật trên có chỗ độc đáo. Hắn là theo ngoại giới đến đích, không phải chúng ta Kim Châu thành bản thổ lang chung, khẳng định có chút ít không giống người thường chiêu số. Bất kể thế nào nói, hắn bây giờ là chúng ta trong bang khách khanh trưởng lão, năng lực của hắn càng lớn, đối với chúng ta tự càng có lợi. Như thế, thanh phu nhân liên tục gật đầu, Bỗng nhiên hai hàng lông mày nhăn lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, sư huynh, ta xem lô sư điệt bọn hắn giống như không phục lắm bộ dạng, không biết làm xảy ra chuyện gì đến đây đi. Hồng Thiên mỉm cười, nói ra, sư muội yên tâm đi, chính nhất bọn hắn tự có chừng mực, sẽ không quá qua đích. Ta và ngươi không đều muốn nhìn một chút vị này tiêu trưởng lão bản lĩnh thật sự sao? Đã đã trở thành chúng ta trăm hùng khách khanh trưởng lão, tổng cũng không thể quá yếu tránh khỏi bị người chê cười đi. chương 979, nhà mới phòng mới. Từng bang phái khách khanh trưởng lão, đãi ngộ đều phi thường chuyện tốt. Tiêu phàm tử cũng không ngoại lệ. Tại trăm hùng điện cùng Hồng Thiên Thanh phu nhân tự nói chuyện hậu, Hồng Thiên lúc này phân phó chấp sự đệ tử vì tiêu trưởng lão vợ chồng an bài chỗ ở, hết thảy đều muốn đối chiếu chính thức trưởng lão lệ, quyết không hứa chậm trễ. Chờ thêm đắc vài ngày, mặt khác một vị quân trưởng lão tự đứng ngoài bên cạnh sau khi quay về, muốn cử hành long trọng nghi thức, tế cáo thiên địa cùng bổn bang lịch đại tiền bối bang chủ trưởng lão, chính thức mời tiêu phàm gia nhập trăm hùng. Chấp sự đệ đáy hát úp xilon thanh âm đồng ý. Tiêu phàm tự mình đem chính mình nơi ở chọn lựa tại tổng đàn phương Tây Nam một cái thanh thúy trong sơn cốc. Trăm hùng bởi vì muốn chăn nuôi linh trùng, cả tổng đàn đều xây tại đầm lầy trong đất, núi cao lưu vân hùng vĩ, là rất khó thưởng thức nhận được rồi, nhưng cầu nhỏ nước chảy cảnh trí, lại tùy ý có thể thấy được coi như là mất chi đông góc, thu chi những năm cuối đời. Tiêu phàm lựa chọn chỗ này sơn cốc, rời xa tổng đàn ở trung tâm linh khí nồng nặc nhất chỗ, cơ hồ có rất ít đẳng cấp cao tu sĩ ở chỗ này cuộc sống tu luyện. Chấp sự đệ tử hơi giật mình, rất cẩn thận mà nhắc nhở tiêu phàm, bổn bang trưởng lão giống nhau đều tập trung ở tại tổng đàn trung ương địa vực, nơi này linh khí nồng đậm, có lợi cho tu luyện. Tiêu trưởng lão lựa chọn cái chỗ này, linh khí tương đối mỏng manh, lại rời xa trăm hùng điện, một khi có việc, rất khó kịp thời tìm được tổng đàn chư vị cao nhân che chở, thậm chí ngay kim đan kỳ chấp sự đều không để vào mắt đích, chỉ có chút cơ kỳ trở xuống số ít đệ tử, mới tại một khu vực như vậy cuộc sống tu luyện. Tiêu phàm lại kiên trì muốn chọn tại đó, chấp sự đệ tử cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ phải lập tức bắt tay vào làm an bài. Cơ lụa mỏng dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn, nhẹ nói nói, người xem bên trong là cái này phòng hộ pháp trận sông môn chỗ mà sao. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, nói ra, đúng vậy. Cái chỗ kia là phòng hộ pháp trận sông môn chỗ, theo lý tất cả linh khí đều bị trấn áp xuống dưới, sẽ không còn có chút nào tiết ra ngoài. Hiện tại xem ra, linh khí như trước tương đối nồng đậm, điều này nói rõ cái gì? Cơ lụa mỏng ngầm cười nói, nói rõ tại sông dưới cửa. Có một nơi cực tinh thuần linh nhãn, ngay phòng hộ pháp trận đều trấn ép không được. Đúng rồi, tiêu phàm liền nhẹ nhàng cầm nàng mềm mại bàn tay nhỏ bé. Cơ lụa mỏng cũng tinh thông trận pháp chi đạo, lập tức tự có thể biết được hắn lựa chọn cái kia nơi hoang vu sơn gốc chân thật ý đồ. Về phần pháp trận cấm chế, đối với tiêu phàm loại này cấp đại sư tạo nghệ pháp trận sư mà nói, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Chỉ cần lược gia tăng cải biến, liền có thể đem dưới mặt đất linh nhãn nồng đậm linh khí đều đều hội tụ đến tu luyện trong mật thất, cũng sẽ không ảnh hưởng cả chấn phái đại trận vận hành. Kim Châu thành các tu sĩ, phần lớn tinh nhiên y thuật cùng với cùng y thuật tương quan một ít pháp môn, tại trận pháp phương diện, tựa hồ tinh thông cũng không nhiều. Cứ việc sơn cốc này tương đối hoang vu, dù sao còn có chút công trình xây dựng, cũng có bộ phận đệ tử cấp thấp ở chỗ này tụ cư. Rất nhanh, chấp sự đệ tử tự thanh lý ra một bộ tiểu viện tử, ba tiến ba ra, còn dẫn một cái nho nhỏ hoa viên. Dùng địa cầu tiêu chuẩn đến xem, đây quả thực là thượng đẳng nhất quanh hồ biệt thự, còn dẫn thả câu hồ nước đích, cảnh tượng đẹp hơn, cảnh trí hợp lòng người, chính là thổ hào phù hợp. Bất quá cái kia gã chấp sự đệ tử lại lần nữa hướng tiêu trưởng lão xin lỗi, thật sự là thời gian vội vàng. Chỉ có thể tạm thời ủy khuất tiêu trưởng lão cùng phu nhân, kế tiếp nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, vì tiêu trưởng lão tại cách đó không xa kiến tạo một tòa hào hoa đại chỗ ở. Cung thỉnh hai vị vào ở. Tiêu phàm khoát tay áo, mỉm cười nói cái này cũng rất tốt rồi, không cần xây dựng tòa nhà. Chúng ta người tu chân, không nói cứu những này ngoài thân hưởng thụ. Vâng, cần tuân trưởng lão phân phó. Lã chấp sự này đệ tử cũng có kim đan trung kỳ tu vi, bất quá nhìn về phía trên rất thủ quy củ, tại kim đan hậu kỳ tiêu trưởng lão trước mặt, cung kính, giống như đối mặt những kia nguyên anh trưởng lão lúc giống nhau bộ dáng. Cũng không bởi vì tiêu phàm tạm thời không đặt chân nguyên anh kỳ liền có điều khinh mạn. Xem chừng còn là vì hồng thiên chính miệng phân phó, cái này chấp sự đệ tử tuyệt không dám cải kháng bang chủ mệnh lệnh tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng tại chấp sự đệ tử dẫn dắt phía dưới. Song song đi vào nhà mới. Chỉ thấy một đoàn nha hoàn vú già thị nữ gã sai vặt trong sân bận rột, răng đèn kết hoa. Khoác lụa hồng treo lục, đem nơi ở trang điểm ra nhất phái vui vẻ hòa thuận vui mừng hào khí. Những nha hoàn này vú già thị nữ gã sai vặt, trên người rõ ràng cũng đều có linh lực chấn động, chỉ có điều tu vi đều đều không cao, tất cả đều là luyện khí kỳ cảnh giới. Tu vi cao nhất một người trung niên hán tử, cũng không quá đáng là luyện khí kỳ 9 tầng, mà quan gia phục sức đang tại đốc suốt đoàn người bố trí nhà mới. thấy chấp sự đệ tử dẫn dắt lấy tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng tiến đến, trung niên hán tử lập tức bước nhanh tiến lên, lại dài đến mà cung kính thanh âm tiểu nhân bành bảy, bái kiến tiêu trưởng lão, bái kiến chủ mẫu. chấp sự đệ tử ngầm cười nói, tiêu trưởng lão, cái này bành bảy, đệ tử tạm thời an bài hắn trong phủ quản sự, người này không có cái khác sở trường lại thắng nơi tay chân chịu khó, trung hậu trung thực. Trưởng lão nếu là đúng hắn không hài lòng, vì thời cũng có thể đổi đi hắn. Mặt khác hắn vợ Mang thị cũng trong phủ quản sự, nội viện sự tình, tự giao cho hắn vợ đi làm lý. Lúc này lại mời đến một gã dáng người đầy đặn, hình cầu mặt thiếu phụ đang trổ hoa tới, bái kiến Tiêu trưởng lão cùng chủ mẫu. Đúng vậy bành bảy vợ Mang thị, nội phủ quản gia, cũng có luyện khí kỳ 4 năm tầng tu vi. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu nói ra, rất tốt, chính là chỗ này làm sao đây, không nên thay người liễu tương đương. Dùng hắn tướng nhân chi thuật, tự nhiên liếc có thể nhìn ra, vô luận bành bẩy có lẽ hay là mang thị, đều đều là cái loại này trung hậu trung thực loại người, hoàn toàn có thể tin được đích. Chấp sự đệ tử lần đầu tiên cùng hắn liên hệ, không biết hắn yêu thích, tất nhiên là muốn an bài loại này người thành thật tới hầu hạ hắn, bảo đảm nhất. Ở địa cầu thời điểm, tiêu chân nhân ở tại chỉ thủy quan, vẫn đều có tân lâm cùng thất diệu cung sáu gã nữ đệ tử hầu hạ, rốt cuộc quả nhiên là cơm đến há miệng quần áo đến thân thủ, như vậy hưởng thụ ngược lại thói quen đích. Cơ lụa mỏng ở địa cầu thời điểm, lại càng đại danh đỉnh đỉnh cơ tổng, cơ thị tập đoàn chủ tịch, ngày thường bắt đầu cuộc sống hàng ngày cũng có chuyên gia chiếu cố. Dưới mắt nha hoàn vú già thành đàn, hai người đều không có chút nào không khỏe. Lập tức một đoàn nha hoàn vú già tạp dịch gã sai vật đều đều tới bái kiến gia chủ cùng chủ mẫu, 20 người quy củ mà đứng thành mấy hàng, chờ ra chủ phát biểu, khoanh tay mà đứng, kính cần nghiêm túc và trang trọng. Tiêu phàm chỉ là khoát tay áo, lạnh nhạt nói ra, mà thôi, đều an tâm làm việc, sẽ không bạc đãi các ngươi. Dạ, đoàn người ầm ầm đáp ứng. Thật vất vả thu thập ra cái bộ dáng đến, ngày đã muốn ngã về Tây. Mắt thấy mọi việc đều bị, chấp sự đệ tử trong trong ngoài ngoài cẩn thận xem xét một lần, xác nhận không có gì bỏ sót, lúc này mới kho người thi lễ, cáo từ mà đi. Mang thì cùng hai gã tiểu nha hoàn kính cẩn mà dẫn dắt lấy ra chủ cùng chủ mẫu, trước hướng hậu viện phòng ngủ. Hành lang hai bên, trang điểm lấy chén nhỏ chén nhỏ màu hồng phấn đèn cung đình, tản ra nhu hòa sáng bóng, có vẻ cực kỳ ấm áp động lòng người. Cơ lụa mỏng nhẹ nhàng lôi kéo tiêu phàm bàn tay lớn, một lòng bỗng nhiên bang bang mà nhảy lên, kiều diễm nắng trên gương mặt, chút bất chi bất giác nhiễm lên hai đóa đỏ hồng. Hiện tại mỗi người đều cho rằng, bọn họ là thất lạc nhiều năm, xa cách từ lâu gặp lại vợ chồng son, lão phu lão thê, chỉ có cơ lụa mỏng tự mình biết, nàng cùng tiêu phàm trong lúc đó, thật sự thật là thuần khiết đích, ít nhất sao sao thượng thuần khiết. Về phần ở sâu trong nội tâm, nàng sớm đã đem tiêu phàm trở thành nam nhân của mình, tiêu phàm cũng đem nàng trở thành nữ nhân của mình. Đêm nay thượng, thực tế chính là đêm động phòng hoa trúc. Chỉ có điều không ai làm hạ, chủ yếu là không tốt tới quấy giày bọn hắn. Nếu như là tân hôn, dùng tiêu phàm trăm hùng khách khanh trưởng lão tôn quý thân phận, khẳng định phải tổ chức một cái long trọng song tu đại điển, chiêu cáo Kim Châu thành tất cả tu chân đồng đạo. Được phép cảm nhận được cơ lụa mỏng khẩn trương, tiêu phàm thoảng qua chậm lại một điểm bước chân, quay đầu nhìn qua nàng, cười nhẹ, thấp giọng nói ra, khẩn trương sao. Chán ghét, cơ lụa mỏng cắn cắn bờ môi, theo trong cổ ở chỗ sâu trong nhẹ nhàng tóe ra như vậy hai chữ đến, cho tiêu phàm cái khinh khỉnh cầu. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên một vòng danh mãnh dáng tươi cười. Đêm nay thượng, hắn cũng không ý định buông tha cơ lụa mỏng. Cơ lụa mỏng tốt muốn biết người này trong nội tâm không muốn chuyện tốt, bỗng nhiên nặng nề bấm véo tay của hắn vai, vác thoáng một tí, véo đắc phi thường nặng, tiêu phàm nếu không phải tu vi cao thâm, chỉ sợ trên mu bàn tay lập tức sẽ tím xanh một mảnh. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, trở tay đem nàng tinh xảo bàn tay cầm thật chặt một ít, mang thị cùng hai gã tiểu hoàn cách đắc rất xa, tự nhiên ai cũng nhìn không tới gia chủ cùng chủ mẫu nói lý ra những này mờ ám. Tung tính toán nhìn thấy, đó cũng là ai cũng không dám lên tiếng đích. Kim đan kỳ trưởng lão cùng bọn họ những này luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp ở giữa tranh lệch, quả thực là thiên xoa địa viễn, nhất cử tay gian có thể làm cho các nàng thần hồn câu diệt. Tiểu viện không lớn, hành lang gấp khúc tự cũng không quá dài, rất nhanh, tự thấy được hậu viện bố trí được xa hoa phòng ngủ cả tòa tiểu viện đều xây tại dưới mặt đất linh nhãn chính phía trên trong sân tràn ngập tầng tầng đám xương tựa như ảo mộng cảnh trí tuyệt hảo cái kia phòng ngủ đại môn chính phía trên cũng treo từng dãy phấn hồng đèn cung đình khoác lụa hồng bị thương đích vui mừng hào khí cực kỳ nồng đậm sớm có hai gã cầm trong tay đèn cung đình tiểu hoàn chờ ở cửa lượn lờ na na mà đón chào quỳ gối làm lễ nũng nịu nói ra bái kiến lão ra, phu nhân tất cả đứng lên a Cơ lụa mỏng lạnh nhạt nói ra. Thoáng qua trong lúc đó, thẹn thùng tân nương lại biến thành đoan trang rộng lượng chủ mẫu. Dạ, hai gã tiểu hoàn vạn phúc mà dậy, dẫn dắt lấy hai người đi vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ, chỉ thấy trong phòng bố trí được tràn ngập không khí phấn khởi tươi đẹp, đèn màu cao chiếu, cực lớn cái giá đỡ trên giường, hồng diễm diễm áo ngủ bằng gấm rất là chói mắt. Cơ lụa mỏng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, lần nữa bay lên bôi đỏ hồng rất là diễm lệ. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, lại tổng là có người muốn tới mất hứng quấy rối. Hai người vừa vừa đi vào phòng ngủ, bành Bảy liền trêu chọc lấy áo choàng, một đường tiểu chạy vào hậu viện, tại cửa phòng ngủ ngoại trưởng ấp đến mà, thở hào hển nói ra, khởi bẩm lão ra, có khách nhân đến bái. Nói xong, hai tay trên mặt đất một quả danh TH Iota F. Tu chân giới danh TH Iota F, tự nhiên cũng cùng phàm tục thế giới bất đồng là một quả ngọc núi trúc chế tác thẻ tre trên mặt giống tuếch cũng không có ghi danh tự tiêu phàm tiện tay nhận lấy thần niệm chi lực quét qua khóe miệng hiện lên một tia nụ cười thản nhiên đưa cho cơ lụa mỏng cơ lụa mỏng thần niệm chi lực xa không bằng tiêu phàm cường đại như vậy tiếp nhận danh THU ta ép dán tại trên trán lập tức khuôn mặt liền trầm xuống nhẹ nhàng hừ một tiếng cũng khó trách cơ lụa mỏng tức giận bên này mới vừa vặn vào phòng ngủ còn không có động phòng đâu rồi quấy rối ra hỏa tựu đánh lên cửa liễu. chương 980, không phục. Nhà mới trong phòng khách, đầu người nhiều, khách quý trật nhà, phi thường náo nhiệt. Đến khách nhân quả thực không ít, tổng cộng 8 cái. Trong đó 6 gã có kim đan hậu kỳ tu vi, hai gã kim đan trung kỳ tu vi. Vài vị là tiêu phàm ban đêm tại trăm hùng biện bái kiến đích, đi theo tại bang chủ hồng ngày sau. Lúc này đại mã kim đao mà ngồi ở tiêu chỗ ở phòng khách ghế bành ở phía trong, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí độ nhiễm nhiên, chút nào cũng không có cầu kiến trưởng lão kính cẩn chú ý ý. Tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng song song đi vào phòng khách, ôm quyền nói ra, lao các vị đồng môn đợi lâu, thật có lỗi. Chủ tân vị tay trái tờ thứ nhất ghế bành ở phía trong ngồi một gã năm mươi mấy tuổi lão giả, thân mặc một bộ màu xanh nhạt trường bào, làm nho sinh cách ăn mặc, một đôi mắt tam giác ở phía trong sạch bong lập lè, trên người linh lực chấn động đã muốn đạt đến tại kim đan hậu kỳ đại thành cảnh giới, đúng vậy chăm hùng giúp đỡ chủ hồng thiên đệ tử truyền chăm hùng đường chủ lô chính nhất ban đêm nghinh đón tiêu phàm thời điểm lô chính nhất xếp hàng hồng ngày sau đệ nhất vị dưới mắt lại là ngồi ở thủ tịch bởi vậy có thể thấy được chăm hùng bang kim đan kỳ chấp sự này đây lô chính nhất làm chủ mấy vị khác kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng nguyên một đám pháp lực thâm hậu khí độ bất phàm cái kia hai gã kim đan trung kỳ tu sĩ đều đều đạt đến tại kim đan trung kỳ đỉnh phong trạng thái theo trên thân người đặc thù khí tức để phán đoán hai vị này tu luyện công pháp đều rất đặc biệt nên vậy thuộc về kiếm đi nhập để cái chủng loại kia đường đi khó trách cùng một đám kim đan hậu kỳ tu sĩ cùng một chỗ hai người đều là thần sắc thản nhiên không có chút nào bất an những người khác cũng đi theo bảy mùng tám lưỡi mà thảo luận mà nói ra tham kiến thoại ngữ trong miệng nói là tham kiến trên mặt nhưng không có nửa phần vẻ kính cẩn càng không có thở dài hành lễ cái kia ý tứ rõ ràng, tất cả mọi người là kim đan tu sĩ, dựa vào cái gì ta muốn tham kiến, ngươi. Cho ngươi hành lễ. Chỉ cần một cái, khách khanh trưởng lão, danh tiếng, gì cũng không đỉnh. Lô chính nhất nhóm người này, mới được là trăm hùng chính thức trung kiên lực lượng, ngoại trừ vài tên nguyên anh kỳ trưởng bối tọa chấn, trong bang mọi việc, hơn phân nửa đều là bọn hắn tại xử trí đích, tầm thường sự vụ, nguyên anh trưởng bối tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Cũng xác thực không cần nhúng tay, một đại bang kim đan tu sĩ, ai mà không sống một hai trăm tuổi, cũng sớm đã thành tinh, xử lý một ít bang phái tục vụ. Còn muốn sư môn trưởng bối quan tâm, chẳng phải là chê cười. Lại càng không cần phải nói tu sĩ vốn là phàm phu tục tử bên trong ngàn trọn vạn tuyển ra tới nhất nhân vật đứng đầu liễu tương đương. Luận đến trong bang thực quyền, luận đến cùng Hồng Thiên Thanh phu nhân bọn người thân dày trình độ, tiêu phàm một cái người từ ngoài đến, đó là thúc ngựa đều cản không nổi đích. Nếu như Tiêu Phàm chỉ là một tên bình thường khách khanh tiên sinh, tại Thanh phu nhân ngũ độc đường cư trú, cũng thì thôi, lô chính nhất bọn người chỉ là cười trừ. Trong đó có lẽ không thiếu có cơ lụa mỏng người ngưỡng mộ, thấy Tiêu Phàm cái này chính chủ xuất hiện. Tuy hiểu ý chung tức giận, cũng sẽ không công nhiên biểu lộ ra. Như vậy khách khanh tiên sinh, bảy đại tông môn đều có không ít, đến đi đi, cũng không cần quá để ý. Nhưng, khách khanh trưởng lão tuyệt đối là cái ngoại lệ khách khanh trưởng lão đãi ngộ, cùng chính thức trưởng lão là giống như đúc đích, chỉ là không có cụ thể quản hạt sự vụ. Nhưng có chuyện gì phân phó xuống, phía dưới các đệ tử đồng dạng nhất định phải toàn lực ứng phó. Hơn nữa hàng năm đều có rất nhiều linh thạch cung phụng. Xa so kim đan kỳ chấp sự các loại đãi ngộ muốn phong phú nhiều lắm. Cái này nhưng tự khiến người khó chịu liễu tương đương. Dựa vào cái gì a -H? Luận tu vi, tất cả mọi người là kim đan kỳ, luận đối với trong bang cống hiến. Tiêu Phàm cơ hồ gì đều không làm qua, lô chính nhất bọn hắn đúng vậy xuất sinh nhập tử, lập nhiều qua vô số công lao. Kết quả cái này họ tiêu từ bên ngoài đến tiểu tử vừa xài bước tới, đem trăm hùng xinh đẹp nhất nữ tu kéo vào trong ngực không nói, còn công khai mà đặt mông ngồi xuống khách khanh trưởng lão trên vị trí, nghiễm nhiên người liên can tiền bối. Cái này thật sự không thể nhẫn nhịn. Hồng Thiên Thanh phu nhân đợi nguyên anh cao thủ tuy có thể nhìn ra Tiêu Phàm không giống người thường, biết rõ hắn dự khuyết nguyên anh tu sĩ, thân phận cùng với không thua nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thực lực, làm gì được lô chính nhất bọn người nhưng không có như vậy nhãn lực. Cho dù có thể nhìn ra một chút như vậy mánh khóe, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Không có có một chút bản lĩnh thật sự, nghĩ tại bảy đại tông môn một trong trăm hùng trong bang ngồi vững vàng khách khanh trưởng lão vị trí, hồ phong hoán vũ, làm mưa làm gió, đó là muốn cũng không muốn muốn. Tu chân giới không có loại này trời sập chuyện tốt, cái này không, lô chính nhất hét quát một tiếng, vài tên kim đan hậu kỳ tu sĩ liền kết bạn mà đến. Vốn là có người đề nghị, đợi ngày mai trở lên môn, thỉnh giáo, cũng không muộn, cái này không, người ta vợ chồng son xa cách từ lâu gặp lại, dù thế nào cũng muốn làm cho nhân gia hảo hảo hưởng thụ một buổi tối nói sau. Cứ như vậy đến thăm đi xấu đôi chuyện tốt, nhưng là phải ghi hận đích. Cuối cùng vẫn là bị phủ quyết rồi. Ai quản những này? Muốn an an ổn ổn tại Trăm Hùng Đương làm tốt cái này khách khanh trưởng lão, trước xuất ra điểm bổn sự cho đoàn người nhìn một cái nói sau. Không có cái kia năng lực, cũng đừng quái đoàn người đến thăm đến vẽ mặt. Đối với đây hết thảy, tiêu phàm lòng dạ biết rõ, cơ lụa mỏng càng lòng dạ biết rõ, nàng dù sao tại Trăm Hùng sinh sống 340. Nhiều năm, cùng những người này coi như là sớm chiều ở chung, đều là những thứ gì mặt hàng, trong lòng là những thứ gì cách nghĩ, đã từng phong vân một gói trưởng quản hàng tỷ sản nghiệp cơ tổng làm sao có thể không rõ ràng lắm. Tiêu phàm vẫn là rất cao hứng mà tiếp đãi bọn này ngày xưa người xa lạ hôm nay trong bang đồng môn. Hắn biết rõ tất cả mọi người không phục, thậm chí ngay Hồng Thiên Thanh phu nhân đều trong nội tâm tràn ngập nghi kỵ cho một gã kim đan tu sĩ khách khanh trưởng lão địa vị, tuyệt đối là phá lệ, bọn hắn cần phải biết rằng cái này lệ phá đắc có lý do. Đang lo không có cơ hội lại để cho mọi người biết một chút về đâu rồi, Lô Chính Nhất đám người này còn tự đưa tới cửa đến Liễu Tương Đương. Rất tốt, tránh khỏi còn muốn tìm cơ hội. Lô Đường Chủ, khách khí A. Tiêu Phàm mỉm cười, lạnh nhạt nói ra. Lô Chính Nhất như trước vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, không dám nhận, thỉnh Tiêu Trưởng Lão gọi thẳng Chính Nhất tính danh chính là. Trong bang quy củ, Trưởng Lão là trưởng bối, Chính Nhất không dám phá lệ. Tiêu Phàm cười cười, nói ra, dân gian có câu tục ngữ, thiếu niên thúc cháu vì huynh đệ. Đã trong bang đồng môn, mọi người không cần câu nệ, tùy ý là tốt rồi. Lô chính nhất bọn người nụ cười trên mặt lập tức đều là trì trệ. Bọn hắn luôn miệng nói lấy, trưởng bối, tham kiến, không dám các loại. Lời nói, kỳ thật tự là muốn táo một táo tiêu phàm, lại để cho hắn không có ý tứ. Ai ngờ người này vậy mà không chút khách khí tự lấy trưởng bối tự cho mình là rồi, minh bạch nói cho mọi người, thiếu niên thúc cháu vì huynh đệ, nhưng ít hơn nữa năm thúc thúc, hắn cũng có lẽ hay là thúc thúc, có lẽ hay là trưởng bối, đây là xác định không thể nghi ngờ đích. Tiêu phàm ý tứ cũng rõ ràng, ta đã trở thành cái này khách khanh trưởng lão, tự muốn đem hắn đương làm tốt rồi, đem bả vị trí ngồi vững vàng trở thành. Không quản các người phục, có lẽ hay là không phục. Theo tiêu phàm ở một bên ghế bành ở phía trong ngồi xuống, cơ lụa mỏng kiều mị khóe miệng hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, một đôi đen nhánh mắt xét tại lô chính nhất bọn người trên mặt chậm rãi đảo qua. Những người này không biết tiêu phàm tính cách. Tiêu phàm là cái loại này nhất điển hình ngoài tròn trong vuông. Tại giao dịch hội bên ngoài chàng bên cạnh, đối mặt Quảng Dương tử hòa đơn nghĩa hai gã nguyên anh tu sĩ uy áp, vẻ này bình tĩnh, bình tĩnh tự nhiên khí độ, lô chính nhất những người này không thấy được. Nếu không nghe lời, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ kỹ, không đến mức như vậy rậm rạp đụng đụng mà tại người ta xa cách từ lâu gặp lại đại ngày tốt lành ở phía trong sông vào cửa. Chư vị đồng môn, mời ngồi. Tiêu phàm tỷ lệ xuất lĩnh, ngồi xuống trước, lúc này mới nhẹ nhàng nhấc tay chúi xuống, bình tĩnh nói. Lô chính nhất bọn người liếc mắt nhìn nhau, vài trong mắt người nổi lên một vòng sắc mặt giận dữ. Người này, thật đúng là đem chính mình trở thành tiền bối, đắn đo lên. Bất quá lô chính nhất dù sao không phải nhân vật tầm thường, rất nhanh liền đem lửa giận trong lòng cưỡng ép hát yêu ta ép đẻ ép xuống dưới, đánh trúng trường bào vạt áo, thản nhiên an vị. Thấy hắn ngồi, những người khác cũng đi theo ngồi xuống, giả vờ dáng tươi cười đã muốn trở nên thập phần miễn cưỡng. Tiêu trưởng lão, chúng ta cái này mấy cái đồng môn là tới chúc đích. Đến một lần chúc mừng tiêu trưởng lão gia nhập liên minh chúng ta trăm hùng sau này tất cả mọi người là người một nhà liễu tương đương. Thứ hai chúc mừng tiêu trưởng lão cùng lụa mỏng sư muội xa cách từ lâu gặp lại. Hắc hắc, không dối gạt tiêu trưởng lão nói lụa mỏng sư muội là chúng ta trăm hùng xinh đẹp nhất nữ tu thậm chí tại cả kim châu thành đều cũng có tên đích ngưỡng mộ chi không ít người không có muốn đánh nhau lụa mỏng sư muội là tiêu trưởng lão xong tu bầu bạn thất lạc lâu như vậy rốt cục lại nắng hơn nữa tụ quả nhiên là thật đáng mừng chúng ta đoàn người thừa cơ hội này đến thăm đòi chén rượu uống ha ha tiêu trưởng lão không biết trách móc a à. vừa vừa ngồi xuống lô chính nhất liền đập vào ha ha nói ra tuy nhiên trong miệng có lẽ hay là kêu tiêu trưởng lão nhưng tiền bối tham kiến các loại lời nói nhưng lại không thấy bóng dáng đã tiêu phàm đã muốn đối với tiền bối thân phận cư chi không nghi ngờ lô chính nhất bọn hắn cũng không cái này nghĩa vụ cho hắn cổ động tiêu phàm mỉm cười nói ra đa tạ chư vị ý tốt khó được đêm nay ánh trăng nắng chúng ta ngay tại trong nội viện đưa rượu mọi người đồng mưu một say như thế nào hảo hảo lần này người liên can đợi ngược lại ầm ầm trầm trồ khen ngợi người tu chân tuy nhiên tích cốc không ăn nhân gian khói lửa lại cũng không tránh rượu không ít tu sĩ thậm chí còn là lão thao đặc biệt bị thích rượu bởi vậy kim châu trong thành cũng tùy ý có thể thấy được quán rượu quán trà vì khách nhân cung cấp các loại nước trà rượu ngon tự nhiên cũng sẽ cung cấp mỹ vị nhắm rượu đồ ăn cái này nhà mới bên trong quả nhiên là mọi việc đủ dưới mặt đất trong hầm rượu cất giấu không ít rượu tương tuy nhiên chưa nói tới là cực phẩm rượu ngon, nhưng nếu là cho khách khanh trưởng lão dự bị đích, tự cúng sẽ không kém đến nổi khó có thể nuốt xuống. Chủ mẫu một tiếng phân phó xuống dưới, bành bẩy nhất thời liền té cứ té đái, một chồng thanh âm mà hét lớn một đám tạp dịch gã sai vặt nha hoàn vú giả, đồng loạt động thủ, ngay tại tiền viện triển khai tiệc rượu, lần lượt từng cái một tinh mỹ án vải triển khai, một vò đàn rượu ngon nâng đi lên, một cái đĩa điệp tinh mỹ quả vặt cùng các loại hàng tươi hoa quả, có trong hồ sơ vài thượng xếp thành một hàng, bất quá một lát trong lúc đó, liền mọi sự đã chuẩn bị. Bành bầy cẩn thận từng ly từng tí mà đi vào phòng khách, không người thỉnh lão ra phu nhân cùng chư vị tiền bối ngồi vào vị trí. Đến, lô đường chủ, chư vị đồng môn, thỉnh. Tiêu phàm đứng dậy, ống tay áo bãi xuống, cao giọng nói ra. Tiêu trưởng lão thỉnh, lụa mỏng sư muội thỉnh. Người liên can ngẩng đầu ưỡn ngực, nối đuôi nhau ra, phân biệt ngồi xuống. Lần này, lô chính nhất bọn người cũng không khách khí nữa, không đợi tiêu phàm phân phó, đặt mông tựu ngồi xuống, cũng không đi quản cái gì tôn ti cao thấp liếu tương đương. Đoàn người đêm khuya tới chơi, vốn cũng không là tới lôi kéo tình cảm giảng khách khí đích. Cái này tôn ti cao thấp muốn hay không giảng, còn phải xem đêm nay bái phỏng kết quả như thế nào. Audio điện tử võ tấn bền chương 981, Cửu Phẩm Liên Trang sáng cao chiếu, ánh mặt trăng như nước, chiếu lên tiền viện một mảnh ngân bạch, có phần có vài phần lịch sự tao nhã. Đến, chư vị huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ kính tiêu trưởng lão một ly, hy vọng tiêu trưởng lão gia nhập liên minh về sau, chúng ta trăm hùng có thể nâng cao một bước. Lô chính nhất dơ lên chén rượu, cười ha hả nói, nhìn về phía trên tượng có chuyện như vậy. Người liên can vốn là dùng lô chính nhất cầm đầu, lúc này nguyên một đám dơ lên chén rượu, hướng tiêu phàm mời rượu. Tiêu phàm cũng không khách khí, nâng chén ý bảo, uống một hơi cạn sạch. Tiêu trưởng lão giống như không phải sinh trưởng ở địa phương Kim Châu người A. Dựa qua ba tuần, Lô Chính Nhất buông ly, cười hỏi. Vấn đề tương tự, hắn cũng đã từng hỏi qua cơ lụa mỏng, bất quá bị cơ lụa mỏng chuyển hướng chủ đề, tựa hồ không lớn nguyện ý cùng hắn thảo luận việc này. Thật sự không gian bão táp sự tình, cũng không nên tuyên chi tại chúng. Nhược quả lại để cho như vậy một cái cường đại tu chân giới diện lần nữa mở ra đi thông địa cầu thông đạo, đã muốn phát triển khởi nhất định khoa học kỹ thuật văn minh địa cầu sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, thật đúng là rất khó nói. Tiêu Phàm cười cười, nói ra, Tiêu Mỗ xác thực không phải sinh trưởng ở địa phương Kim Châu người, theo nhạc Tây khu mà đến. Nhạc Tây khu? Người liên can không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vẫn còn lệ thú dãy núi dùng Tây. Khơi khoảnh, Lô Chính nhất hỏi hai hàng lông mày nhăn bắt đầu đứng dậy. Thật sự lệ thú dãy núi đối với bọn hắn mà nói, quá mức xa xôi. Nơi này cách man hoang thế giới đều có nghìn vạn dặm xa, mà lệ thú dãy núi càng tại man hoang thế giới dùng Tây. Muốn đi lệ thú dãy núi, phải xuyên qua cả man hoang thế giới. Cái kia quả nhiên là quá điên cuồng, cho tới bây giờ không có người như vậy thử qua. Nếu như nhất định phải đi nhạc Tây Khu, tự nhiên cũng là thông qua viễn trình truyền tống trận, tuyệt sẽ không có người thật sự sẽ đi bay qua man hoang thế giới đích. Cái kia tuyệt đối trăm phần trăm là muốn chết. Đúng vậy. Tiêu phàm gật gật đầu, đáp. Lô chính nhất nhẹ nhẹ thở vào một cái, nói ra, lại không biết tiêu trưởng lão theo già như vậy xa địa phương đuổi tới Kim Châu Thành, rốt cuộc là vì cái gì? Người cùng lụa mỏng sư muội trước kia đều ở nhạc Tây khu tu luyện sao? Đúng vậy. Tiêu phàm lại gật đầu đáp. Cơ lụa mỏng quay đầu liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy người khiêm tốn tiêu chân nhân, vung khởi dối đến. Cũng là mặt không hồng tim không nhảy, chấn định đắc vô cùng. Tiêu phàm cũng chỉ có thể nói như vậy, đi vào thoi ma giới ba 40 năm, cũng chỉ có đối với nhạc Tây Quốc khôn ngoan lược quen thuộc một điểm. Hắn tại Kim Châu thành điều tra không thiểu điển tịch, ý đồ tìm được có quan hệ vô cực môn ghi lại. Tại tuyên bố rõ ràng chân quân, Hattori giới xử trí chờ thêm cổ nguyên anh tu sĩ trong miệng, vô cực môn là thoi ma giới nổi danh nhất chính đạo tông môn, bị vô số đồng đạo tôn sùng là chính đạo đứng đầu, lãnh tụ. Cường đại như vậy chính đạo tông môn, tung tính toán Kim Châu thành chỗ Nam Châu đại lục Tây Nam góc, cũng có thể có nghe thấy. Tối thiểu nhất trong biển tịch sẽ có ghi lại. Ai ngờ thực tế tình hình lại hoàn toàn không phải như vậy. Tiêu phàm chẳng những tại Kim Châu Thành đánh nghe không được có quan hệ vô cực môn hết thảy, thậm chí tại trong biển tịch cũng không thấy được có quan hệ vô cực môn tin tức. Tất cả cùng vô cực môn tương quan ghi lại, đều chỉ đến thứ 33 đời trưởng giáo tổ sư Thái hứng chấn người chỗ đó mới thôi. Những kia sách cổ ghi lại, ngược lại cùng tuyên bố rõ ràng chân quân cùng với uy linh lão ma năm đó nói nhất trí, ngàn năm trước kia, vô cực môn xác thực là danh chấn thoi ma giới chính đạo tông môn đứng đầu, lãnh thụ trong môn cao thủ nhiều như mây, đơn nguyên anh tu sĩ liền nhiều đến hơn 10 vị, bất cứ lúc nào, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều có 4 năm người nhiều. Có như vậy một đám nghiêu nhân tỏa chấn, cái này chính đạo tông môn đứng đầu, lãnh tụ địa vị, tự nhiên là vững như Thái Sơn. Thực tế quan trọng hơn chính là, thường cách một đoạn thời gian. Vô cực môn sẽ hiện lên ra một gã ngộ linh kỳ tu sĩ đến, đó là chân chính đại năng, vương giả bên trong vương giả, lực lượng một người, đủ để diệt quốc. Nhưng đây hết thảy, đều ở ngàn năm trước không gian thông đạo sụp đổ lúc hết hạn. Thái hứng chân nhân cùng vô cực môn những cao nhân khác, đều không có theo trung thổ giới phản hồi thoi ma giới, tựa hồ là ngưng lại tại trung thổ giới liễu tương đương. Hai cái giới diện trong lúc đó, triệt để mất đi liên lạc. Theo cái kia về sau, vô cực môn liền từ thoi ma giới biến mất, sơn môn dần dần suy tàn. Hơn nghìn năm đi qua vậy mà không còn có vô cực môn tin tức. Lần đầu chứng kiến cái này ghi lại thời điểm, tiêu phàm cơ hồ từ đầu mắt đến chân. Bởi vì hắn biết rõ, thái hứng chân nhân cùng vô cực môn mặt khác tiền bối, cũng không ngưng lại tại trung thổ giới, mà là tiến nhập không gian thông đạo sau đó, biến mất không thấy. Căn cứ tiêu phàm đối không gian thông đạo hiểu rõ, tám phần có thể suy đoán ra, thái hứng chân nhân cùng vô cực môn mặt khác tiền bối, vô cùng có khả năng là bị chiếm đóng tại không gian trong thông đạo. Không gian bão táp đáng sợ, tuyệt đối không phải nguyên anh kỳ phía dưới tu sĩ có thể chống cự được đích, tung xem như ngộ linh kỳ tu sĩ, cũng hơn nửa khó có thể tự bảo vệ mình. Thế giới dưới lòng đất đầu kia tương đương với ngộ linh kỳ tu sĩ trưởng thành biển chim cú vọ tụ tự, tự mình nghiệm chứng qua, Tuy nhiên Tiêu Phàm không tin tưởng lắm to như vậy vô cực môn, cứ như vậy tan biến tại vô hình, nhưng không có ở thoi ma giới tìm được vô cực truyền thừa trước kia, Tiêu Phàm không có ý định trước mặt người khác tự xưng là vô cực đệ tử. Bằng trực giác, Tiêu Phàm đã cảm thấy, trong lúc này nên vậy còn có chút mặt khác ẩn tình. Không nghĩ tới nhạc tây khu như vậy chỗ thật xa, còn có như thế cao minh y thuật truyền thừa. Nghe nói Tiêu trưởng lão đối với giải độc chi đạo thực tế am hiểu, lô chính nhất biến đổi biện pháp nghe ngóng tiêu phàm chi tiết tiêu phàm cười cười nói ra không dám tự xưng cao minh y thuật thượng cũng chỉ là lược có tâm đắc hiểu được một ít giải độc pháp môn mà thôi hắn càng là nói như vậy lại càng là lại để cho lô chính nhất đợi trong lòng người phiền muộn cái này rõ ràng chính là đắn đo lô chính nhất ha ha cười một tiếng nói ra tiêu trưởng lão xin thứ cho ta mạo muội ta xem tiêu trưởng lão chẳng những bề ngoài tuổi trẻ Số tuổi thật sự nên vậy cũng không lớn a. À. Lại không biết tiêu trưởng lão tu luyện chính là loại nào công pháp, rõ ràng tuổi còn trẻ tự tu luyện đến kim đan hậu kỳ đại thành cảnh giới, làm ta đợi rất tốt bội phục. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, chưa trả lời, trong bữa tiệc tựu vang lên cái khác ôn hòa thanh âm. Lô sư huynh, cái này cũng khó mà nói, cũng hứa tiêu trưởng lão thân mình thiên phú cực cao, cùng hắn tu luyện công pháp cũng không có quá nhiều quan hệ. Cái loại này có thể rất nhanh tăng lên cảnh giới nhưng tranh đấu bắt đầu đứng dậy lại cái gì cũng sai công pháp chúng ta kim châu thành cũng có không ít tiêu phàm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy người nói chuyện là một gã thon gầy ba mươi mấy tuổi nam tử thật dài một mặt ngựa trắng bệch trên gương mặt còn giữ gồ ghề hố nhỏ tựa hồ là bệnh sởi lưu lại di chứng một đầu thân hình như thủy xà lệnh cả người hắn nhìn về phía trên đều có một loại u ám cảm giác bất quá người này tu vi cũng không tại lô chính nhất phía dưới cũng có kim đan hậu kỳ đại thành tiêu chuẩn sớm đi thời điểm đi theo hồng thiên sau lưng cùng tiêu phàm trào thời điểm hồng thiên chính miệng tiến cử là trăm hùng đường thủ tịch đại lang trung đinh sán đệ tử truyền tại trăm hùng một đám kim đan tu sĩ bên trong luận thân phận địa vị gần với lô chính nhất bởi vậy không chút khách khí đại còi còi mà ngồi ở lô chính nhất đối diện nhưng người này xem xét cũng biết là cái loại này cực kỳ tranh chua không chịu làm cho người tính cách lời nói này cũng đã xác minh tính cách của hắn cơ hồ rõ ràng mà chỉ hướng tiêu phàm, đừng nhìn ngươi thật giống như cũng có kim đan hậu kỳ đại thành cảnh giới, nhưng chân thật tiêu chuẩn như thế nào, cái kia còn khó mà nói. Tiêu phàm biết rõ, quả thật có chút công pháp là chuyên môn dùng để rất nhanh tăng lên cảnh giới đích, một ít không muốn chịu khổ tu sĩ, thường thường ưa thích loại công pháp này, rất nhanh tăng lên cảnh giới, gia tăng thọ nguyên, sau đó có thể tại cấp thấp tu sĩ thậm chí phàm nhân trước mặt diễu võ dương oai một phen. Nếu bàn về chân thật tu vi cùng với thần thông, cùng cùng giai tu sĩ so sánh với, cái kia là xa xa không bằng. Một khi tranh đấu bắt đầu đứng dậy, cơ hồ 100% không phải cùng giai tu sĩ địch thủ, thậm chí thấp nhất giai tu sĩ đều có thể đánh bại hắn. Cũng không trách thân hình như thủy xà hoài nghi, thật sự tiêu phàm quá trẻ tuổi, loại này, hiểm nghi, rất lớn. Tiêu phàm sắc mặt bình tĩnh, cười mà không nói. Cơ lụa mỏng lại khuôn mặt có chút trầm xuống, lạnh nhạt nói ra, tiêu sư huynh, đinh sư bá cửu phẩm liên, không phải giao cho sư huynh đảm bảo đấy sao? thân hình như thủy xà nam tử tiêu sư huynh cười hắc hắc nói ra lụa mỏng sư muội tựa hồ đối với người vị này song tu bầu bạn có phần có lòng tin ah hát. đôi mắt gắt cao nhìn thẳng cơ lụa mỏng nắng tuyệt luân gò má chút nào cũng không cấm kỵ cơ lụa mỏng lúc trước mới bái nhập thanh phu nhân môn hạ thời điểm không biết dẫn tới bao nhiêu đồng môn tâm động thần trì, thân hình như thủy xà tiêu sư huynh tựu là một người trong số đó đã từng tự mình hướng thanh phu nhân cầu qua hôn phối, bị cơ lụa mỏng không chút khách khí mà cự tuyệt. Mặc dù nói tu chân giới bất luận đẹp xấu, chỉ nói thực lực, nhưng tiêu sư huynh bộ dạng này mặt mày cũng thật sự làm cho người rất ngán liễu tương đương. Nếu là thật sự gả cho người như vậy, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến cơ lụa mỏng tu luyện. Cơ lụa mỏng tự nhiên cười nói, nhẹ nói nói, đối với mình gia tướng công đều không có tin tưởng, cái kia tiểu muội nên vậy đối với ai có lòng tin đâu này? Hào Hào, đã như vậy, chúng ta đây sẽ không phương cầm cửu phẩm liên tới thử thử, quyền cho là trò chơi một phen tốt rồi. Đúng đúng, cầm cửu phẩm liên đi ra, coi như là thú vị. Lập tức thì có những người khác phụ họa theo đuôi. Tiêu Phàm thủy chung sắc mặt như thường, không có chút nào thay đổi. Hắn cứ việc không đại thanh sở, cửu phẩm liên rốt cuộc là vật gì, nhưng nếu là cơ lụa mỏng chủ động nói ra đích, vậy thì chắc chắn sẽ không có vấn đề. Tại một đám người tiếng phụ họa ở bên trong, thân hình như thủy xà thủ đoạn một phen, một cái nho nhỏ ngọc bồn di động hiện ra. Chỉ thấy ngọc này bồn lớn nhỏ bất quá vài tấc, ông ánh trắng noán, tinh xảo dị thường. Ngọc trong chậu, cái đĩa hơn phân nửa bồn nước trong, trên mặt nước tác chính là nổi lơ lửng vài miếng xanh biếc lá sen, lá sen trong lúc đó, run rẩy mà trường lấy vài đóa màu hồng phấn tiểu hoa lôi, nhìn kỹ phía dưới, nhưng lại vài đóa nụ hoa chớm nở hoa sen cả tòa bồn cây cảnh tuy nhiên rất nhỏ, không chút nào thu hút, lại làm cho người ta một loại cực độ sinh cơ, vừa mới lấy ra, một cổ tràn trề linh khí liền thẳng bước mà đến. Tiêu phàm không khỏi tán thán nói, tốt tinh thuần sinh khí. Lô chính nhất hai hàng lông mày có chút sơ lên, trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Tiêu phàm một lời lên đường phá cái này cửu phẩm liên tinh diệu chỗ, ánh mắt quả nhiên không giống người thường. Nếu là bình thường tu sĩ, nhất định sẽ bị cửu phẩm liên tràn trề linh khí hấp dẫn, lại không để mắt đến cái loại này tựa hồ thập phần hư vô mờ mịt sinh khí. Thân hình như thủy xà nam tử chi tiết lấy trong tay cửu phẩm liên, cười hắc hắc nói ra, cái này cửu phẩm liên là sư phụ trước khi bế quan giao cho ta đảm bảo đích, tác dụng khác cũng không phải quá rõ ràng, nhưng dùng để khảo thí chúng ta tu sĩ pháp lực sâu cạn, lại thập phần linh nghiệm. A ah, tiêu phàm vừa nghe, đảo thật sự đến vài phần hứng thú còn có loại này thần kỳ công hiệu bảo vật. Xác thực như thế, chúng ta tại tiến giai trước kia, bình thường đều hướng đinh sư bá mượn cửu phẩm liên, kiểm tra một chút pháp lực của mình rốt cuộc đến loại cảnh giới nào, phải chăng đủ để trèo chống tiến giai. Như vậy đi tiến hành chuẩn bị, trong nội tâm thì có ngọn nguồn rồi, nếu không luôn tương đối mù quáng. Cơ lụa mỏng mỉm cười giải thích vài câu. chương 982, nở rộ. Tiêu phàm tự cười. Nếu như cái này cửu phẩm liên thật sự chỉ có như vậy một loại gân gà công hiệu, cái kia khẳng định không đáng một gã nguyên anh tu sĩ coi trọng như thế, chỉ có điều dưới mắt tự nhiên không phải bào căn cứu để thời điểm. Thân hình như thủy xà tiêu sư huynh xuất ra cái này cửu phẩm liên đến, rất rõ ràng tựu là muốn phân cao thấp. Bất quá là văn so. Nếu như đọ võ, đến một lần không khỏi quá mức lấy tương, thứ hai ai cũng không có mười phần nắm chắc, thật có thể so qua được tiêu phàm vạn nhất tiêu phàm tu luyện không phải cái loại này đặc biệt dễ dàng tăng lên cảnh giới, sức chiến đấu nhược tiểu chính là công pháp, mà là mạnh mẽ tu luyện đến hiện nay cảnh giới, vậy cũng tựu không xong liếu tương đương. Lời nói thật nói, bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua một gã kim đan tu sĩ có thể ở cảnh giới thượng như thế tiếp cận Nguyên Anh Kỳ, theo ý nào đó mà nói, cái này kỳ thật cũng là một loại đột phá. Hạ sư đệ, trước đó vài ngày, người không phải hướng ta mượn cửu phẩm liên sao. Biết được thực không có phương tiện, thỉnh sư đệ thứ lỗi. Thân hình như thủy xà tiêu sư huynh ánh mắt chuyển hướng một gã dáng người thập phần cường tráng, bàng rộng rãi eo tròn, thân cao chừng tám thước đã ngoài tráng hán, vừa cười vừa nói, khoát tay, đem cửu phẩm liên hướng tráng hán vứt tới. Tên kia tráng hán ngồi ở lô chính nhất dưới tay, cũng có kim đan hậu kỳ tu vi, hơn nữa tiếp cận đại thành cảnh giới. Người này dáng người tráng kiện vô cùng, nhìn qua có thể biết ngay, chính là thần lực chi sĩ. Thấy cửu phẩm liên ném qua đến, liền là ở chỗ sâu trong quạt hương bổ loại bàn tay lớn, tiếp được ngọc bồn, tuét ra miệng rộng ha ha cười một tiếng, nói ra, đa tạ tiêu sư huynh ban thưởng bảo. Lại xông tiêu phàm nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tiêu trưởng lão chê cười, ta kiểm tra một chút. Tiêu phàm cười cười, khoát tay chặn lại, nói ra, hạ đạo hữu xin cứ tự nhiên. Người này tráng hán ban đêm gặp mặt lúc cũng không ở đây, hắn tạm thời cũng không biết người này trong bang ở loại nào chức vị, đành phải dùng đạo hữu tương xứng hạ tính tráng hán lúc này đem ngọc bồn đặt tại cực lớn trong lòng bàn tay, trong miệng hét quát một tiếng, một cổ khổng lồ pháp lực, lập tức tràn vào ngọc trong chậu. Chỉ thấy ngọc trong chậu nước trong dần dần nổi lên một hồi rung động, một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa dẫn đầu tách ra ra, đón gió nộ phóng. Cực kỳ diễm lệ, ngay sau đó, thứ hai đóa hoa sen cũng tách ra ra. Thô thô xem xét, tựa hồ cùng đệ nhất đóa không cũng không khác biệt gì, nhưng cẩn thận phân biệt rõ, có thể nhìn ra được, vẫn có lấy rất nhỏ khác nhau, thứ hai đóa liên hoa đua nở trình độ, không bằng đệ nhất đóa, lược có một chút giữ lại. Mà đệ tam đóa hoa sen tràn ra thời điểm, lại không bằng thứ hai đóa như vậy diễm lệ, cùng đệ nhất đóa tương đối, khác nhau thì càng gia tăng rõ ràng. Kế tiếp là thứ tư đóa thứ năm đóa hoa sen tách ra. Nhìn ra được, thứ năm đóa hoa sen tách ra thời điểm, đã muốn có chút miễn cưỡng, bất quá cuối cùng là một tách ra ra, so sánh với đệ nhất đóa hoa sen kiểu diễm, tự nhiên không thể so sánh nổi. Thứ năm đóa hoa sen tách ra về sau, ngọc trong chậu cũng chưa có động tính. Tráng hán trên trán gân xanh một cây bạo chán mà dậy, mồ hôi thẩm thấu đi ra. Hả, mà bật hơi thanh âm. Chỉ thấy ngọc trong chậu, thứ sáu đóa hoa sen rốt cục chậm rãi, từng điểm từng điểm mà tách ra ra. Bất quá chạy đến một nửa, sẽ thấy cũng không nổi nữa. Lúc này, hạ tính tráng hán cánh tay đều nhẹ nhàng run rẩy lên, nước trong thượng dung động cũng càng ngày càng cái gì, cho thấy đắc đã muốn đem hết toàn lực. Cái này thứ sáu đóa hoa sen cũng không chi chống bao lâu, nửa mở cánh hoa lại một biện thu vào, cuối cùng nhất trở lại như cũ thành khéo léo nụ hoa, nụ hoa chấm nở. Tráng hán đỉnh đầu nhiệt khí bốc hơi, mồ hôi rơi như mưa. Thẹn thùng cười một tiếng, nói ra, thực xin lỗi. Lô sư huynh, tiêu sư huynh, tiểu đệ đã muốn tận lực. Lô chính nhất mỉm cười nói, hạ sư đệ pháp lực so sánh với ngày trước lại tinh tiến không ít, đợi một thời gian, thứ sáu đóa hoa sen cũng có thể toàn bộ tách ra, cái kia có thể chuẩn bị trùng kích nguyên anh kỳ bình cảnh liễu tương đương. Hắc hắc, lô sư huynh rất cao dơ lên ta, tiểu đệ là khối cái gì có khiếu, ta trong lòng mình đều biết, trùng kích nguyên anh kỳ. Đời này là không cần nghĩ liễu tương đương, có thể tại kim đan hậu kỳ cảnh giới càng tiến một bước, đạt tới lô sư huynh cùng tiêu sư huynh như vậy tiêu chuẩn, thì đủ hài lòng. Cái này hạ tính tráng hán ngược lại cái thật sự người. Ta tới thử xem. Thân hình như thủy xà tiêu sư huynh sắc mặt thoảng qua trầm xuống, đem cửu phẩm liên tiếp tới, tiện tay ném đi, cửu phẩm liên liền bay lên, ở trước mặt hắn chậm rãi xoay tròn. Tiêu sư huynh bình tĩnh một mặt ngựa, tay trái niết quyết, tay phải thực trung hai chỉ vừa nhấc một đạo pháp lực rót vào ngọc trong chậu. Chỉ thấy ngọc trong chậu nụ hoa thứ tự cởi mở, rất nhanh liền chạy đến thứ tư đóa hoa sen. Tiêu Phạm âm thầm vật đầu. Mặc dù mọi người đều là kim đan hậu kỳ cảnh giới, cái này Tiêu sư huynh tu vi rõ ràng tại hạ sư đệ phía trên, chỉ có điều một đạo pháp lực có thể thúc đẩy sinh trưởng bốn đóa hoa sen. Nhưng cái này cửu phẩm liên là càng về sau càng khó thúc đẩy sinh trưởng. Thân hình như thủy xà sư huynh đánh vào đạo thứ hai pháp lực, thúc đẩy sinh trưởng ra thứ năm đóa hoa sen, thứ sáu đóa không hề có động tĩnh gì. Thân hình như thủy xà mặt âm trầm, hít một hơi thật sâu ống tay áo giống như ăn no phong buồm, dần dần phồng lên. Theo thân hình như thủy xà một tiếng quát tháo, tay phải thực trung hai chỉ chỉ tay về phía trước, một đạo khổng lồ pháp lực mãnh liệt bắn ra ra, rót vào ngọc trong chậu. Chỉ thấy cửu phẩm liên nhẹ nhàng chấn động, thứ sáu đóa hoa sen từ từ mở ra, trọn vẹn chạy đến sáu bảy phân bộ dạng, không ngừng run rẩy lấy, tựa hồ vẫn còn đem hết toàn lực, muốn lại tách ra đắc kiểu diếm chút ít, pháp lực lại đã đến cuối cùng, lại cũng khó có thể đi vào nửa phần trọn vẹn nửa chén trà nhỏ quang cảnh đi qua sáu đoán nở rộ hoa sen, mới chậm rãi thu vào, một lần nữa biến thành nụ hoa chớm nở nụ hoa. Thân hình như thủy xà âm thầm thở vào một cái, trên mặt lại bất động thanh sắc, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Hạ sư đệ liền ở chỗ sâu trong cà rốt phẩm chất ngón tay cái, khen tiêu sư huynh, lợi hại. Thân hình như thủy xà, hừ, một tiếng, nói ra cái này tính toán cái gì, chính thức lợi hại, còn muốn xem lô sư huynh đích. Lô Sư Huynh mới là chúng ta trăm hùng nguyên anh tu sĩ chi thiên hạ đệ nhất người. Lô Chính Nhất vội vàng khoát tay, vừa cười vừa nói, tiêu sư đệ ngàn vạn không nếu như vậy giảng, tiêu trưởng lão lúc này, ta gì dám ba hoa. Hắc hắc, Lô Sư Huynh cũng đừng có khiêm tốn rồi, tiểu đệ nói đều là đại lời nói thật. Thân hình như thủy xa cười hắc hắc, ánh mắt hữu ý vô ý gian tại tiêu phàm trên mặt đảo qua, khiêu khích thần sắc đã muốn hết sức rõ ràng liếu tương đương. Tiêu phàm bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, trên mặt như trước mang theo lễ phép mỉm cười, đối với thân hình như thủy xà cái này khiêu khích ánh mắt, hoàn toàn làm như không thấy. Lô sư huynh, người tự bộc lộ tài năng A, lại để cho các tiểu đệ mở mang tầm mắt. Mặt khác kim đan tu sĩ đi theo ồn ào. Cơ lụa mỏng vũ mị mắt to sẽ cực kỳ nhanh quét tới, khóe miệng nhếch lên, hiện lên một tia khinh thường nếp nhăn trên mặt khi cười, nhàn nhạt đích. Lô chính nhất nghĩ nghĩ, hướng tiêu phàm vừa chắp tay nói ra tiêu trưởng lão cái kia chính nhất tựu bêu xấu lô đường chủ thỉnh tiêu phàm vẫn đang bất động thanh sắc bình tĩnh như trước thoảng qua khoát tay nói ra lô chính nhất cử động tay khẽ vẫy cái kia cử phẩm liên liền quay tròn mà xoay tròn lấy đã rơi vào trên tay của hắn lô chính một đôi tay ngực phẳng vén phóng ở trước ngực ngọc bồn liền nhẹ nhàng đặt tại hữu trưởng của hắn trong lòng lô chính nhất hai mắt khép hờ miệng lẩm bẩm một cổ khổng lồ pháp lực, liên tục không ngừng mà dũng mãnh vào đến ngọc trong chậu. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt mà nhìn thẳng này ngọc bồn, chỉ thấy trong chậu nước trong, thanh trên nước lá sen, lá sen phụ trợ lấy hoa sen, đều không hề có động tính gì, phảng phất đã muốn cứng lại thành làm một thể, hóa thành thạch điêu. Ngồi ở khá xa nơi mấy người, trên mặt lộ ra hồ nghi thần sắc, tựa hồ bọn hắn cũng là đầu một hồi thấy lô chính nhất thúc dục cái này cửu phẩm liên, lại không biết như vậy không hề có động tĩnh gì, rốt cuộc là loại tình huống nào. Ngay tại tất cả mọi người kinh nghi bất định thời điểm, chỉ thấy ngọc trong chậu nước trong nổi lên một hồi nhẹ nhàng rung động, mấy cây tinh xảo hoa cảnh có chút chập trần một chút, sáu đóa hoa sen đồng thời tràn ra. Theo đệ nhất đóa đến thứ sáu đóa, không có trước sau khác nhau, đều mở ra tươi đẹp nụ hoa, đón gió phấp phới, kiều diễm ướt át, thứ sáu đóa liên hoa đua nở trình độ, cùng đệ nhất đóa không có bất kỳ khác nhau. Tốt hạ tính tráng hán dẫn đầu uống lên màu đến, vươn trắng kiện ngón tay cái. Tốt! Lô sư huynh khó lường. Những người khác cũng hào ào trầm trồ khen ngợi. Chỉ có tiêu sư huynh trầm trồ khen ngợi đồng thời, trong mắt nhanh chóng hiện lên một vòng hâm mộ ghen ghét thần sắc. Xem ra cái này kim đan kỳ đệ nhất danh hào, tiêu sư huynh cũng cũng không phải cam tâm tình nguyện, lại để cho cho lô chính nhất đích. Lô đường chủ, tốt tinh thuần hùng hậu pháp lực. Tiêu phàm cũng tán thán nói, thân sắc chân thành, chút nào cũng không giống là giả bộ. Hắn tạm thời còn không có thử qua, không biết thúc giục cái này cửu phẩm liên rốt cuộc cần rất cường đại pháp lực, bất quá theo lô chính nhất cùng phía trước hai người đối lập đến xem, lô chính nhất xác thực so tiêu sư huynh cùng hạ sư đệ đều muốn mạnh hơn một bậc, thật sự đã muốn đạt đến tại kim đan hậu kỳ đại thành cảnh giới. Lô chính nhất chậm rãi thu pháp lực, cử phẩm liên khôi phục như lúc ban đầu, lúc này mới mỉm cười nói, lại để cho tiêu trưởng lão chê cười, chính nhất tuy nhiên đồng thời thúc đẩy sinh trưởng 6 đóa hoa sen, nhưng mỗi một đóa hoa sen đều không có chạy đến 10 phần, nhiều nhất chạy đến 9 thành khoảng chừng gì đó, cái này là pháp lực chưa đầy a hát. Tiêu phàm cười cười, không có nói cái gì nữa. Vừa rồi cử phẩm liên tình hình, hắn cũng đã thấy thập phần tinh tường, sơ mới nhìn đi, tựa hồ 6 đóa hoa sen đều đều nổ phóng nở rộ, trên thực tế, tự giống như lô chính nhất nói. Sau đóa hoa sen cũng chưa xong toàn bộ nổ phóng, dùng tiêu phàm trong mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được. Lô chính nhất nói như thế, chỉ là không muốn lừa mình dối người mà thôi. Bảo vật này quả nhiên thần kỳ, lô đường chủ, có thể cho ta xem một chút sao? Nhìn qua tinh xảo cửu phẩm liên, tiêu phàm mỉm cười hỏi. Đương nhiên, tiêu trưởng lão thỉnh xem. Lô chính nhất không nói hai lời, hai tay đem ngọc bồn phụng đi lên. Cầm cái này cửu phẩm liên đi ra, không phải là muốn nghĩ kỹ tiêu phàm chân thật sức nặng sao? Tiêu Phàm rất cẩn thận mà nhận lấy cửu phẩm liên, cẩn thận bắt đầu đánh giá, nhiều hứng thú bộ dạng. Như vậy sinh cơ bừng bừng bảo vật, hắn dĩ vãng thật đúng là vô cùng hiếm thấy qua, chỉ có nam cực tiên ông linh dược viên mới cho hắn đồng dạng cảm giác. Đương nhiên, cửu phẩm liên khẳng định không thể cùng linh dược viên đánh đồng. Tiêu Phàm thậm chí hoài nghi, nam cực tiên ông linh dược viên như vậy nghịch thiên, khả năng ngay thông huyền, linh bảo đều không có như thế không được, vô cùng có khả năng là tạo hóa chi bảo phỏng chế phẩm dò xét một lát, tiêu phàm hai mắt nhắm lại, hai tay bưng cửu phẩm liên, đem hai cánh tay ngón tay cái, đều đặt tại ngọc bồn phía trên, thần niệm chi lực thỏ ra, theo hai ngón tay đi phía trước vuốt, bắt đầu điều tra bảo vật này bí mật. Đây là tiêu phàm trước kia trên địa cầu xem xét đồ cổ thời điểm thường dùng nhất phương pháp. Tuy nhiên tu chân giới cùng phàm tục thế giới đồ cổ xem xét không là một chuyện, nhưng đại khái phương hướng nhất định là sẽ không sai đích. Lô chính nhất cùng tiêu sư huynh liếc nhau, ai không nói không rằng chất vấn, cho phép hắn đi. chương 983, Nguyên Anh tu sĩ thủ đoạn. Tiêu phàm hai mắt dần dần mị phùng. Cái này cửu phẩm liên quả nhiên có chút ý tứ, hắn đem pháp lực một chút mà quán chú đi vào, vậy mà không có chút nào phản ánh, phản phất cái này tiểu tiểu ngọc bồn chính là cái không đấy. Mặc kệ hắn rót vào bao nhiêu pháp lực, đều bị hấp thu đắc không còn một mảnh, mà thanh trong nước hoa sen, tắc chính là có chút rung động. Tiêu phàm cơ hồ lập tức có thể kết luận, Bảo vật này xác thực không giống người thường, ít nhất tại linh tính phương diện, vượt qua xa bình thường bảo vật có thể so sánh đích. Bất quá khi lấy cái này rất nhiều người mặt, Tiêu Phàm tự nhiên cũng khó có thể thật sự cẩn thận nghiên cứu, chỉ có thể lướt qua chiếc dừng lại. Không biết Tiêu trưởng lão cảm thấy cái này cửu phẩm liên như thế nào. Tiêu sư huynh thật dài mã trên mặt, lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc, hỏi. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói ra, nếu là lệnh sư đinh trưởng lão pháp bảo tự nhiên là cực kỳ khó lường liễu tương đương. Ta tới thử xem. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt mà nhìn thẳng tiêu phàm trong tay ngọc bồn. Tiêu phàm cứ như vậy một tay nâng ngọc bồn, khóe miệng mang theo vẻ mím cười, hai con người định ở đằng kia vài đoá nụ hoa chớm nở hoa sen phía trên, tựa hồ đang tại thưởng thức cái này nho nhỏ bồn cây cảnh. Chỉ thấy mặt nước nhẹ nhàng nổi lên một tia rung động, đệ nhất đóa hoa sen tinh xảo hoa hành run nhẹ nhẹ lấy, phấn hồng cánh hoa dần dần mở ra, tốc độ không nhanh, nhưng mở ra quá trình cực kỳ rõ ràng, cơ hồ nở rộ từng cái chi tiết, tỉ mỉ, đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Những người khác còn thì thôi rồi, Tiêu sư huynh dài nhỏ con mắt lơ đãng mà híp mắt một chút. Hắn không chỉ một lần chứng kiến sư phụ hắn Đinh Sán mở ra cái này cửu phẩm liên, liên hoa đua nở tình hình, cùng với Tiêu Phàm hiện tại mở ra cửu phẩm liên tình hình cơ hồ giống như đúc. Cái này đã nói lên, Tiêu Phàm pháp lực cực kỳ tinh thuần, cực kỳ tinh tế tỉ mỉ có thể đem cửu phẩm liên nhỏ bé nhất biến hóa đều thanh thanh sở sở mà biểu hiện ra ngoài. Có thể đem pháp lực cô động đến như thế tinh thuần như thế tinh tế tỉ mỉ trình độ, cũng không phải cái loại này một mặt truy cầu cảnh giới tăng trưởng công pháp có thể làm đến đích. Chỉ có càng chính tông càng lâu xa truyền thừa, mới có thể năng lực tại pháp lực cô động thượng làm được đã tốt muốn tốt hơn. Đây cũng là rất nhiều đại tông môn đệ tử tổng là có thể nhẹ nhàng mà chiến thắng cùng giai tu sĩ nguyên nhân. Người ta cái kia công phu hạ đắc càng hơn đinh sán cũng không phải xuất thân từ rất lớn tông môn nhưng hắn dùng nguyên anh tu sĩ tu vi đến thúc giục cái này cửu phẩm liên tự nhiên sau so kim đan tu sĩ muốn tinh xảo nhiều lắm tiêu phàm nếu như cũng là một gã nguyên anh tu sĩ cái kia tiêu sư huynh tự sẽ không ăn kinh mấu chốt tiêu phàm cùng hắn cũng chỉ là một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ lại thể hiện ra có thể so với đinh sán tinh thuần pháp lực lúc này mới lệnh tiêu sư huynh thầm giật mình đệ nhất đóa hoa sen chưa hết toàn thịnh mở thứ hai đóa hoa sen lại đã bắt đầu tách ra, đương làm đệ nhất đóa hoa sen toàn bộ mở ra thời điểm, thứ hai đóa hoa sen cũng đã mở phóng một nửa, thứ hai đóa hoa sen mở ra quá trình, như trước cùng đệ nhất đóa hoa sen đồng dạng, mỗi chi tiết đều bày ra đắc thập phần tinh tường, nhanh tận lực bồi tiếp đệ tam đóa, thứ tư đóa, thứ năm đóa, đương làm thứ năm đóa hoa sen từ từ mở ra thời điểm, tất cả mọi người kìm lòng không được mà ngừng lại rồi hô hấp hai mắt một mực nhìn thẳng tiêu phàm trong tay tinh xảo, bồn hoa, ngay cơ lụa mỏng trong mắt đều tràn đầy chú ý ý. Lúc trước hạ tính tráng hán, tiêu sư huynh cùng lô chính nhất đều thuận lợi mở ra phía trước năm đóa hoa sen, ba vị này kim đan hậu kỳ tu sĩ công lực sâu cạn, ngay tại thứ sáu đóa hoa sen phía trên hiển hiện ra. Tiêu phàm có thể mở ra phía trước năm đóa hoa sen, cũng không làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Công lực của hắn cùng lô chính nhất và ba người so sánh với, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, tự xem cái này thứ sáu đóa hoa sen mở ra trình độ. Tiêu phàm trên mặt như trước mang theo nụ cười thản nhiên, thon dài cánh tay trái vững vàng mà nâng cửu phẩm liên. Không có chút nào lắc lư, cái chán, trên chóp mũi đều trơn bóng dị thường. Cũng không thẩm thấu ra nửa điểm mồ hôi. Thứ năm đóa hoa sen mở ra đến một nửa thời điểm, thứ sáu đóa hoa sen cũng bắt đầu một chút mà phát triển phát hiện mình xinh đẹp dáng người. Rất nhanh, thứ năm đóa hoa sen hết toàn thịnh mở, thứ sáu đóa hoa sen cũng không tốn sức chút nào liền mở ra một nửa, sau đó không có chút nào trì trệ, tiếp tục chậm rãi tràn ra, đang lúc mọi người chú ý bên trong, thứ sáu đóa hoa sen không lâu về sau liền hết toàn thịnh mở, cùng phía trước năm đóa hoa sen đồng dạng. Trang điểm xinh đẹp, theo gió chập trờn, kiều diễm dị thường. Lô chính nhất bọn người liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Thân thể vừa động, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại chỉ thấy ngọc trong chậu, lại nổi lên mới biến hóa thứ bảy đóa hoa sen tinh xảo hoa hành, nhẹ nhàng rung động động. Cái gì? Lập tức đoàn người đều ngây ngẩn cả người. Không thể nào. Chẳng lẽ thứ bảy đóa hoa sen cũng có thể mở ra sao? Đây chính là nguyên anh tu sĩ lĩnh vực, chỉ có sư tôn của bọn hắn mới có thể làm được đích. Tiêu phàm rõ ràng chỉ là kim đan hậu kỳ cảnh giới. Không đợi bọn hắn nghĩ đến sẵn sàng, thứ bảy đóa hoa sen đã muốn run rẩy, tràn ra đệ nhất cánh hoa biệt điều này sao có thể? Lô chính nhất bọn người ngây dại. Cứ việc chỉ là tách ra một mảnh cánh hoa, nhưng quả thật là bước chân vào nguyên anh kỳ lĩnh vực. Ngay lô chính nhất vị này được xưng, kim đàn đệ nhất, bang chủ đệ tử truyền, đều chưa bao giờ có thể kích phát đến thứ bảy đóa hoa sen. Hơn nữa, tách ra không chỉ một cánh hoa biện. Ngay sau đó, thứ hai tấm đệ tam cánh hoa biện cũng camera mở ra. Cái này cửu phẩm liên mỗi một đóa hoa sen đều là 16 cánh hoa biệt, hình hoa phức tạp, cánh hoa đan vào, thập phần tươi đẹp mỹ. Mọi người ở đây kinh ngạc chi tế, thứ bảy đóa hoa sen đã muốn lần lượt tách ra 12 cánh hoa biệt, nhưng theo thứ 9 cánh hoa biện bắt đầu, tách ra quá trình cũng không phải là như vậy yêu nhã thanh tích, có vẻ thoảng qua cấp tào chút ít, tựa hồ có chút tác dụng chậm không kế. Thứ 13 cánh hoa biện có chút rung động, rốt cục vẫn phải không có thể tách ra ra. Tiêu phàm chậm rãi thu công, nở rộ hoa sen lại nhiều đóa thu nạp, một lần nữa biến thành nụ hoa chớm nở nụ hoa. Thật sự là tốt bảo bối, Hồ thẹn, thứ bảy đóa hoa sen không được đầy đủ liễu tương đương. Tiêu phàm khẽ cười nói, lại nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ đối với không cạnh toàn bộ công tỏ vẻ tiếc nuối. Cử động giơ tay lên, cử phẩm liên vững vàng về phía lấy tiêu sư huynh xoay tròn bay đi. Lô chính nhất bọn người đều đều hút một hơi lương khí. Theo bọn hắn biết, cái này thứ bảy đóa hoa sen, chính thức có thể hoàn toàn mở ra đích, cả trăm hùng chỉ có bang chủ Hồng Thiên một người mà thôi. Nhi Hồng Thiên đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, mấy vị khác nguyên anh trưởng lão cũng khó khăn dùng lại để cho thứ bảy đóa hoa sen 16 cánh hoa biện toàn bộ tách ra. Tiêu sư huynh nhớ rõ thanh thanh sở sở, sư phụ hắn ninh sán 3 năm trước đây bế quan, tiến vào động phủ trước kia, đã từng thúc giục qua một lần cửu phẩm liên, cái kia một lần, cũng chỉ mở ra 15 cánh hoa biện, vô luận sư phụ cỡ nào cố gắng, để thập lục cánh hoa biện thủy chung đều không thể tách ra. Tiêu sư huynh trong nội tâm minh bạch, sư phụ bế là sinh tử quan. Nếu như sông không phá nguyên anh sơ kỳ bình cảnh, cái kia cả đời này tự triệt để dừng bước tại dưới mắt cảnh giới. Mà 16 cánh hoa biện không được đầy đủ, vậy thì chứng minh ninh sán pháp lực cũng không đạt đến tại nguyên anh sơ kỳ đại viên mãn cảnh giới. Tùy tiện trùng kích nguyên anh trung kỳ, thật sự là có chút nguyễn cưỡng liếu tương đương biết rõ không thể làm làm chi, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ. Ninh sán thọ nguyên sắp hết, đã không có thời gian đến làm từng bước mà thong dong an bài. Có thể hay không đặt chân nguyên anh trung kỳ, lại kéo dài một hai trăm năm thọ nguyên, tự đều xem cái này là một cú. Hôm nay tiêu phàm dùng kim đan hậu kỳ cảnh giới, vậy mà một hơi mở ra thứ bảy đóa hoa sen 12 cánh hoa biệt, chẳng phải là nói, hắn tuy nhiên còn so ra kém ninh sán, nhưng cũng đã kém không xa nhưng điều này sao có thể? Kim đan kỳ tu sĩ pháp lực, sao có thể cùng nguyên anh kỳ tu sĩ như thế tiếp cận? Thậm chí một ít vừa mới đặt chân nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, còn chưa hẳn có thể mở ra cửu phẩm liên thứ bảy đóa hoa sen 12 cánh hoa biện. Cái này cũng khó trách bọn hắn kinh nghi bất định, tiêu phàm loại này nửa chân đạp đến nhập nguyên anh kỳ tình hình, thật sự quá hiếm thấy, ngay tiêu phàm mình cũng có chút không hiểu thấu. Rõ ràng đã muốn có thể ngưng tụ ra nguyên anh kỳ pháp lực, cảnh giới lại thủy chung dừng lại tại kim đan kỳ, kém cuối cùng nửa bước không có có thể đột phá. Tiêu chân nhân so người khác càng thêm phiền muộn. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì hắn một mực đều ở chữa thương, tạm thời còn không có thời gian đến an bài đột phá bình cảnh. Cùng lô chính nhất tiêu sư huynh bọn hắn kinh nghi bất định hoàn toàn bất đồng, cơ lụa mỏng là đầy cõi lòng kinh hỉ. Nàng biết rõ tiêu phàm cho tới bây giờ đều là thâm tàng bất lộ đích, quan trọng hơn trước mắt, cũng cho tới bây giờ đều chưa từng làm cho nàng thất vọng qua. Lại cũng chưa từng nghĩ đến, tiêu phàm pháp lực vậy mà đã muốn vượt xa kim đan hậu kỳ tu sĩ xứng đáng tiêu chuẩn, thẳng truy nguyên anh kỳ tu sĩ. Khó trách Hồng Thiên cùng Thanh Phu Nhân mời tiêu phàm vì khách khanh trưởng lão, tiêu phàm không có như thế nào khách khí liền ứng thừa xuống. Dùng tiêu phàm bản tính, nếu như hắn tự giác không có nguyên anh tu sĩ tiêu chuẩn, là sẽ không tiếp nhận khách khanh trưởng lão cái này hư danh đích đã đảm nhiệm trăm hùng loại này đại bang phái khách khanh trưởng lão, bất kể là người trong bang có lẽ hay là mặt khác tông môn tu sĩ, đều hội tự nhiên mà vậy mà đem ngươi đương làm thành nguyên anh tu sĩ mà đối đãi. Nói một cách khác, những thứ khác nguyên anh tu sĩ nếu như đối với ngươi ra tay, không tính lấy lớn hát yêu ta ép nhỏ, chỉ có thể là cùng dai giao phong. Không có bỏ cánh cam, không ôm đồ sứ sống. Người nam nhân này, luôn sẽ cho nàng không tưởng được kinh hỉ đây cũng là cơ lụa mỏng càng ngày càng đối với tiêu phàm si mê một trong những nguyên nhân. Một cái luôn có thể cho nữ nhân mang đến kinh hỉ nam nhân, muốn không bị người ưa thích cũng khó khăn. Tiêu trưởng lão thần công thông huyền, thật là làm chúng ta mở rộng tầm mắt, bội phục, bội phục. Lô chính nhất sốt cuộc không hổ là kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm sóng gió người tài ba, rất nhanh liền từ trong lúc cây ếch ta ép sợ phục hồi tinh thần lại, hai tay ôm quyền, cười ha hả nói những người khác cũng phụ họa theo đuôi, đồng loạt hướng Tiêu Phàm chắp tay làm lễ. Bất quá theo mặt ngựa Tiêu sư huynh trong mắt có thể nhìn ra được, hắn đối với vừa rồi một màn kia vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Tiêu Phàm chỉ có kim đan hậu kỳ cảnh giới, đây là xác định không thể nghi ngờ đích, tung tính toán bọn hắn nhìn không ra, Hồng Bang chủ nhất định có thể nhìn ra được. Thân là nguyên anh trung kỳ đại cao thủ, nếu như ngay cả cái này đều xem nhìn lầm, quả thực chính là chê cười. Vì cái gì kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn có thể thể hiện ra nguyên anh tu sĩ thực lực, thật sự làm cho người ta đoán nghỉ không ra. Tiêu sư huynh cảm thấy, trong lúc này khẳng định còn có cái gì huyền cơ, nhất định là Tiêu phàm dùng nào đó không muốn người biết thủ đoạn, đã lừa gạt bảo vật, lại để cho Cửu phẩm Liên xuất hiện khác tầm thường biến hóa. Cứ việc hắn đã muốn âm thầm đã kiểm tra Cửu phẩm Liên, xác thực không có phát hiện cái gì không ổn, nhưng không thấy đắc Tiêu phàm sẽ không có động đậy tay chân. Chỉ là tiêu phàm thủ đoạn rất có thể thập phần cao minh, hắn trong khoảng thời gian ngắn phát giác không đến mà thôi. Tiêu sư huynh tuyệt không tin, một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ thật có thể đủ cùng nguyên anh tu sĩ đánh đồng. Kỳ thật chẳng những trong lòng của hắn có như vậy hoài nghi, lô chính nhất bọn người cũng đều có cùng loại cách nghĩ. Bất kể thế nào nói, còn đắc hảo hảo thăm dò thoáng một tí, tránh khỏi bị hắn lừa gạt đi qua lại để cho một cái giả thần giả quỷ ra hỏa cưỡi nhà mình trên đầu làm mưa làm gió, cái này tư vị nhưng thật sự không được tốt lắm. Chương 984, linh trùng khoe sắc. Tiêu trưởng lão đến chúng ta Kim Châu thành, cũng một đoạn thời gian đi à nha. Lập tức mọi người giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, lại uống vài chén rượu, Lô Chính nhất cười hỏi. Có mấy tháng liễu tương đương. Tiêu Phàm thuận miệng đáp. Nghĩ đến lụa mỏng sư muội khẳng định đem chúng ta chăm hùng tình huống hướng tiêu trưởng lão giới thiệu qua rồi Mặc dù nói chúng ta chăm hùng là ở Kim Châu trong thành lập phái nhưng ngoại trừ kinh doanh y quán cùng tiệm thuốc bên ngoài chúng ta chăm hùng lớn nhất không giống người thường chính là chăn nuôi Linh trùng đây là lụa mỏng sư muội chỗ ngũ độc đường phụ trách đích bất quá mỗi tên Kim Đan Kỳ đã ngoài trong bang đồng môn bình thường đều dưỡng dục là tự nhiên mình Linh trùng vô luận tại tranh đấu có lẽ hay là phương diện khác một đành phải linh trùng, đều là thật tốt giúp đỡ. Lô Chính Nhất khẽ cười nói. Cơ lụa mỏng khóe miệng hiện lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Xem ra Lô Chính Nhất mang theo một đám tử huynh đệ chạy tới quấy rối trước kia, cũng không có tìm thanh phu nhân bên người đệ tử giải qua hôm nay giao dịch hội về sau phát sinh hết thảy. Nếu không nghe lời, hắn tự việt sẽ không nhắc tới cái này mảnh vụn gốc liếu tương đương. Cái này tự nhiên, lụa mỏng ngay tại thanh trưởng lão môn hạ tu luyện, có quan hệ linh trùng chăn nuôi, ta còn là bao nhiêu biết rõ một ít đích. Tại thanh phu nhân trước mặt, tiêu phàm rất khách khí mà gọi hắn là tiền bối, hôm nay đã muốn trở thành trăm hùng khách khanh trưởng lão, thân phận địa vị đã cùng thanh phu nhân không giống, muốn chú ý thân thể chỉ huy. Bình thường cũng là không sao cả, nhưng dưới mắt nhất định phải hảo hảo chú ý xuống. Biết rõ một ít, lô chính nhất liền nhẹ nhàng cười một tiếng, những người khác cũng lẫn nhau đối mặt, đều cười theo bắt đầu đứng dậy vừa nói đến linh trùng, vừa rồi tại cửu phẩm liên thượng vứt bỏ tự tin, lập tức lại tìm trở về. Trăm hùng cứ việc tại bảy đại tông môn bên trong sắp xếp không vào tiền tam giáp, nhưng linh trùng chăn nuôi, cũng tuyệt đối là kim châu thành thứ nhất, mặt khác tông môn cho dù thuốc ngựa đều cản không nổi đích. Ngoại trừ y quán cùng tiệm thuốc, trăm hùng linh trùng giao dịch, từ trước đến nay cũng là nhất đến tiền phương pháp. Quanh năm suốt tháng, không biết có bao nhiêu đồng đạo cầu đến thăm đến, hướng ngũ độc đường cầu mua linh trùng, Tram Hùng Y quán cũng không giống người thường. Tram Hùng trong nội đường còn có một độc lập ngũ độc huyền. Tất cả đối ngoại linh trùng giao dịch đều ở Tram Hùng đường ngũ độc huyền hoàn thành. Cái này ngũ độc huyền trực tiếp hướng ngũ độc đường phụ trách. Theo như thanh phu nhân mệnh lệnh làm việc, ngẫu nhiên cũng sẽ thu trị một ít cùng ngũ độc tương quan người bệnh. Thân là Tram Hùng đẳng cấp cao chấp sự lô chính nhất những người này tự nhiên từng đều dưỡng đắc ý bổn mạng linh trùng. Giống như lô chính nhất nói, vô luận dùng cho tranh đấu có lẽ hay là tìm hiểu tin tức. Linh trùng đều là tốt giúp đỡ. Hôm nay Tiêu Phàm nói mình biết rõ một ít, cũng khó trách lô chính nhất bọn người cười mỉa không thôi. Tiêu Phàm đối với trăm hùng linh trùng nhận thức, ước chừng cùng những kia ngoại nhân cũng kém không nhiều lắm a. À. Tiêu Phàm lại không thèm để ý chút nào bọn hắn cười mỉa, nói ra, chư vị đều là trăm hùng trung kiên, chăn nuôi linh trùng chắc hẳn đều là thượng giai giống a. À. Lô chính nhất mỉm cười nói, Tiêu trưởng lão bổn bang đệ tử chăn nuôi linh trùng giống phương diện tự nhiên là ngàn chọn vạn lấy đích, bất quá cuối cùng nhất có thể dưỡng tới trình độ nào, muốn xem đều tự vận khí. Hơn nữa, chăn nuôi cái dạng gì linh trùng, cũng phải nhìn cá nhân cùng linh trùng duyên phận. Còn có cái này rất nhiều chú ý. Tiêu phàm cảm thấy kinh ngạc, lại cũng không khỏi được đến hứng thú. Cơ lụa mỏng tựu ở một bên nhẹ giọng giải thích nói, ngũ độc đường tại vì khách nhân chọn lựa linh trùng phẩm loại lúc, xác thực sẽ có phương diện này suy tính nhất là bổn mạng linh trùng, nhất định phải cùng chủ nhân tính cách tương hợp, nếu không nghe lời, nhất định sẽ làm nhiều công ít, không phải linh trùng tiến dai dị thường gian nan, chính là câu thông phương diện xảy ra vấn đề, cuối cùng nhất bỏ vở nửa chừng. Những vật này, linh trùng tông khu trùng thuật ở phía trong cũng đề cập tới, chỉ là xa không có trăm hùng như vậy tường tận. Ngũ độc đường đám người chọn lựa linh trùng, cảm giác giống như là tại phối ngày sinh tháng đẻ. Nói đến đây, cơ lụa mỏng tự nhiên cười nói, mềm mại đáng yêu đến thập phần. Tiêu Phàm cũng nở nụ cười. Có thể đem chăn nuôi linh trùng làm ra nhiều như vậy đạo đạo đến, trăm hùng danh chấn kim châu, trở thành bảy đại tông môn một trong. Quả nhiên là có đạo lý đích tuyệt không phải may mắn gây nên. Lô Đường chủ bổn mạng linh trùng có thể triệu hoán đi ra, lại để cho ta biết một chút về sao? Lô Chính nhất nhìn về phía trên rất kính cẩn nói: trưởng lão có lệch, dám không tuân theo. ống tay áo run lên. Một cổ đặc hơn mùi máu tanh thổi qua, một chỉ nhìn giống như cùng con rết rất giống, lại toàn thân huyết hồng, dài ước chừng hai thước cổ quái linh trùng, ở giữa không trung di động hiện ra. Cái này linh trùng từ đầu đến chân đều là đỏ tươi như máu, thậm chí ngay đầu hai con mắt, lộ ra miệng bên ngoài cái nanh, thậm chí trên lưng trường lấy một đôi hơi mỏng cánh ve sầu hình dáng cánh cùng với thân hình hai bên mấy chục đối với ngao đủ, đều là huyết hồng nhan sắc, chợt nhìn đi, giống như là một kiện huyết ngọc hoa văn trang sức không giống như là vật còn sống. Cái này màu đỏ như máu con rết trên người, ẩn ẩn lộ ra tam giai linh trùng khí tức, cứ việc cũng là vừa vặn tiến giai không lâu, nhưng quả thật đã là tam giai linh trùng. Huyết con rết, mà ngay cả tiêu phàm, cũng thoảng qua lắp bắp kinh hãi. Huyết con rết loại này linh trùng, tại linh trùng tông khu trùng thuật thượng cũng có qua minh xác ghi lại, là hiếm thấy công kích thuộc tính linh trùng, trong miệng phun ra khí tức, ẩn chứa kịch độc, có thể đả thương người ở vô hình kỳ chân hy trình độ, không tại lưng sắt con bạo ngựa phía dưới. Lô chính nhất trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, nói ra tiêu trưởng lão quả nhiên hảo nhãn lực, liếc tự nhận ra cái này huyết con rết. Ta đây linh trùng, tuy nhiên không phải chính tông nhất huyết con rết, nhưng cũng đã phi thường hiếm thấy, trên người dòng chính huyết mạch nhất đậm đặc. Không dối gạt tiêu trưởng lão nói, huyết con rết muốn đào tạo đến tam giai, cực kỳ hao tổn hao tổn tâm thần. Tại hạ tại đây huyết con rết trên người, quả thực tốn không ít tinh lực cùng tâm huyết, thậm chí vì thế làm trễ nãi bản thân tu luyện. Bất quá cuối cùng thành công lại để cho linh trùng tiến hóa đến tam giai, coi như là đáng giá liễu tương đương. Những người khác nghe vậy đều ào ào gật đầu, hiển nhiên cảm thấy lô chính nhất lời này sâu lấy được lòng ta. Lô chính nhất thân mình cũng đã là kim đan hậu kỳ đại thành cảnh giới, tăng thêm có như vậy một tam giai huyết con rết tương trợ, không chỉ nói bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ tuyệt không phải hắn địch, tung tính toán gặp được nguyên anh kỳ cao thủ, cũng không phải hoàn toàn không có giấy dụa đường sống, ít nhất trốn chạy để khỏi chết đào mệnh cơ hội muốn nhiều ra vài thành đến. Cái kia huyết con rết hai cánh run run, treo ở giữa không chung, yên lặng nhìn thẳng tiêu phàm, tiêu phàm có thể thanh sở địa cảm thấy linh trùng địch ý đối với hắn, tự hồ chỉ muốn lô chính nhất ra lệnh một tiếng, cái này huyết con rết sẽ không chút do dự mà đối với hắn phát động công kích. Tiêu phàm cũng không thèm để ý, bưng chén rượu lên, nhấp một miếng tung tính toán cái này huyết con rết càng lợi hại, dùng hắn hôm nay tu vi, tự cũng nghiêm nghị không sợ. Cái này huyết con rết nếu thật là không biết trời cao đất rộng dám đối với hắn phát động đột nhiên tập kích, hắn tự có biện pháp lại để cho lô chính nhất hối hận thanh ruột. Cũng may lô chính nhất tạm thời cũng không có điên cuồng như vậy cách nghĩ. Hắc hắc, mặt ngựa tiêu sư huynh một tiếng cười quái dị, cũng là ống tay áo run lên. Lại là một hồi gió tanh sông vào mũi. Mọi người thấy hoa mắt, chỉ thấy một đầu dài ba xích hoa ban mãng xà tự tiêu sư huynh linh thú hoàn ở phía trong bắn ra, đón gió tăng vọt, trong nháy liền biến thành chiều cao hơn 10 trượng cự mãng, tại tiêu sư huynh bên người bàn thành một đoàn, giỏ đại đầu rắn dơ lên, dài đến vài thước huyết hồng lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, mắt nhỏ ở phía trong hung lóng lánh, lưỡi rắn phun ra nuốt vào trong lúc đó, hai khỏa tuyết trắng răng nọc thỉnh thoảng lóng lánh lấy lãnh khốc sáng bóng. Tại tiêu phàm đã từng chung thổ giới phàm tục thế giới, cự mãng giống nhau đều là không độc xa. Nhưng đây là đang thoi ma giới, tại trăm hùng cái này đầu cự mãng xem xét tổ chất chứa kịch độc, độc tính mạnh, chút nào cũng không tại lô chính nhất huyết con rết phía dưới, trên người linh lực chấn động, vậy mà cũng đã có tam giai linh trùng khí tức. Cái này đầu cự mãng thật sự là linh trùng, không phải yêu thú. Trăm hùng ngũ độc đường ngũ độc bên trong, thì có độc xà cái này phân loại. Nhưng cái này đầu cử mãng chính thức khiến cho tiêu phàm chú ý đích, lại cũng không là hắn hình thể cực đại, mà là cái này cự mãng đầu lâu thượng thứ hai đối với con mắt. Nghiêm khắc mà nói, đây chẳng qua là cao hơn cự mãng con mắt bộ vị hai cái cùng loại con mắt hoa văn, từ xa nhìn lại, rất giống là nhiều ra tới đôi mắt. Bốn mắt độc trăn tiêu phàm thấp giọng nói ra, hai hàng lông mày có chút dương bắt đầu đứng dậy. Thân hình như thủy xà tiêu sư huynh hai hàng lông mày cũng mãnh liệt dơ lên, thoảng qua lộ ra một tia kinh ngạc. Nói ra, không nghĩ tới tiêu trưởng lão cũng đã được nghe nói bốn mắt độc chăn. Cái gọi là bốn mắt độc chăn, đồng dạng ghi chép tại linh trùng tông khu trùng thuật thược, nhất đại, trùng vương, đào thiên thu ghi đắc minh bạch. Bốn mắt độc chăn là loài rắn linh trùng bên trong cực kỳ quý hiếm giống, hắn hiếm thấy trình độ, càng tại lưng sắt con bạo ngựa phía trên. Nghe nói loại này bốn mắt độc chăn sau trưởng thành, chính thức đáng sợ đích, không phải là chúng có thể vừa được hơn mấy trăm ngàn trượng khổng lồ hình thể cũng không phải chúng cái kia lóe sáng phong duệ răng nhanh, thậm chí không phải chúng trong lúc này người chết ngay lập tức nọc độc, mà là chúng trên đỉnh đầu phát dục hoàn thành thứ hai đôi mắt con người. cái này nhiều ra tới đôi mắt, nghe nói có xé rách không gian cực lớn uy năng. chính thức bốn mắt độc chân cũng nổi tiếng huyền linh thượng giới, trời sinh thánh linh, hơn nữa tại trời sinh thánh linh bên trong bài danh phía trên tiêu sư huynh lập tức đắc ý nói nói, tiêu nào đó cái này đầu bốn mắt gấm mãng tự nhiên không phải chân tránh bốn mắt độc chăn, nhưng cũng có được bốn mắt độc chăn một chút huyết mạch. Chính thức sau trưởng thành, chỉ sợ cũng xem như nguyên anh tu sĩ, cũng phải nhượng bộ lui binh. Há dừng lại như thế. Tiêu phàm lắc đầu, nhẹ nói nói. Loại này có chứa trời sinh thánh linh bộ phận huyết mạch linh trùng, chính thức sau trưởng thành, uy lực chi cực lớn, xa không phải tiêu sư huynh có thể tưởng tượng được đến đích. Nói thí dụ như có chứa ngân dược lôi bằng bộ phận huyết mạch ngân xí đại bằng, thì ra là thất giả dạ giới biển chim cú vọ, sau trưởng thành ít nhất đều có được mộ linh kỳ tu sĩ tiêu chuẩn, là đại trên biển công nhận thương thiên bá chủ, không chỉ nói bình thường nguyên anh tu sĩ, tung xem như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng còn chưa đủ biển chim cú vọ một ngụm ăn. Đương nhiên, linh trùng thó nguyên thật dài, tiến giai độ khó to lớn, lại càng làm cho người giận sôi. Ít nhất tiêu sư huynh sinh thời, là không đại khả có thể nhìn thấy hắn cái này đầu bốn mắt gấm mãng thật sự trưởng thành. Làm cho là như thế, một đầu tam dài bốn mắt gấm mãng cũng tuyệt đối là nhất đẳng tốt giúp đỡ. Cũng khó trách người này mặt mũi tràn đầy ngạo khí, có này đầu bốn mắt gấm mãng giúp đỡ lời mà nói, hắn tự giác có thể thoải mái nắm bắt tiêu phàm. Dù cho tiêu phàm vừa rồi đã muốn thể hiện ra có thể so với nguyên anh tu sĩ tinh thuần pháp lực. Đó là làm bộ. Tiêu sư huynh kiên trì cho rằng như vậy. Ngay sau đó, hạ tính tráng hán cùng mặt khác vài tên kim đan tu sĩ, ao ao lộ ra chính mình chăn nuôi bổn mạng linh trùng, nguyên một đám ganh đua sắc đẹp, cũng không phải vật phàm. Trong khoảng thời gian ngắn, trên tiệc rượu, xà trùng chiếm giữ, gió tanh trận trận. Bành thất đẳng một bên hầu hạ bọn hạ nhân sớm bị dọa đắc gân xốp giòn cốt mềm, xa xa lách mình tránh ra, nửa bước cũng không dám tới gần. Nếu thật là bị những kia hung hãn đến cực điểm linh trùng một ngụm nuốt, chết rồi cũng là chết vô ích, tuyệt sẽ không có người giúp bọn hắn lấy lại công đạo đích. Chương 985, tam giai còn bạo ngựa. Lụa mỏng sư muội, người là thanh sư cô đắc ý truyền nhân, tất cả mọi người nói, thanh sư cô hội đem y bát của nàng truyền cho sư muội. Bởi vậy có thể thấy được, sư muội tại khu trùng thuật thượng tạo nghệ độ cao. Các sư huynh, này linh trùng dưỡng đắc như thế nào? Sư muội lời bình vài câu ha? mắt thấy đoàn người đều lộ ra chăn nuôi nhiều năm bổn mạng linh trùng, lô chính nhất lại khôi phục trước kia cái kia tràn đầy tự tin, khẽ cười nói. Cơ lụa mỏng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, lô sư huynh khen chật rồi, tiểu muội tuyệt không dám nhận. Sư phụ nàng lão nhân ra cũng không nói muốn đem y bát truyền cho tiểu muội. Hơn nữa, chư vị sư huynh tối nay là đến tiếp tướng công nhà ta, có lẽ hay là thỉnh tiêu trưởng lão vì mọi người lời bình vài câu a. À. A hát, tiêu trưởng lão cũng tinh thông khu trùng chi thuật. Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía tiêu phàm, đều đều có chút ít không tin. Tiêu phàm vừa cười vừa nói, lụa mỏng cùng chư vị đồng môn hay nói dẫn đâu rồi, tiêu mỗ chỉ là hiểu sơ chút ít khu trùng thuật ra lông mà thôi, yên thì ra xương tinh thông. Tiêu trưởng lão không cần khiêm tốn, nói như vậy, tiêu trưởng lão cũng chăn nuôi linh trùng. Một gã kim đan tu sĩ tò mò hỏi. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói ra, xác thực lung tung nuôi vài. A à hát, có loại sự tình này, vậy thì mời tiêu trưởng lão đem ngươi dưỡng linh trùng lộ ra đến, cho chúng ta đoàn người mở mang tầm mắt như thế nào. Chúng ta đều rất chờ mong, quốc gia khác khu trùng chi thuật, rốt cuộc là hạng bộ giáng đích. Lô chính nhất lập tức nói ra, cười lên ha hả. Tiêu sư huynh hạ tính tráng hán bọn người cũng đi theo cười to không thôi. Tung tính toán tiêu phàm thần công kinh người, y thuật cũng thập phần xuất chúng, muốn nói tại linh trùng chăn nuôi phía trên cũng vượt qua bọn hắn những ngày trăm hùng trung kiên đệ tử, bọn họ là quyết định sẽ không tin tưởng đích. Thực nếu như vậy, trăm hùng về sau còn dùng sao? Tiêu phàm cũng không nhiều lời, mỉm cười, ống tay áo run lên, hai đạo màu dỉ xét sắc gió lốc mang tất cả mà dậy. Cùng những người này nói thật là làm không đến dùng đích, nếu muốn ở trăm hùng đứng vững gót chân, cũng chỉ có thể dùng mất thăng bằng năng lực nói chuyện. Người nắm đấm lớn, người ta dĩ nhiên là phục ngươi. Tại một cái tôn trọng luật rừng thế giới, đây là lớn nhất chân lý. Ồ, đây là... Một hồi kinh hô hồ vang lên. Màu dỉ xét sắc gió lốc yên tĩnh, một mình trường ba thước, thân tử thành màu dỉ xét sắc con bọ ngựa hiện thân ra, phong duệ như đao chân trước có chút dơ lên, không tình cảm chút nào mắt kép sẽ cực kỳ nhanh tại lô chính nhất bọn người cùng bọn họ linh trùng trên người đảo qua, một cổ thô bạo khí tức, phóng lên trời. Lưng sắt con bọ ngựa, hơn nữa còn là tam giai lưng sắt con bọ ngựa, điều này sao có thể? Nhìn rõ ràng về sau, tiếng kinh hô chẳng những không có chìm xuống, ngược lại càng thêm chấn vang lên. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cả đám đều lộ ra lại là cây ếch yêu ta ép sợ lại là vẻ mặt sợ hãi. Vốn là vinh váo tự đắc cái kia đầu huyết con rết, lại càng như lâm đại địch giống nhau, hai thước trường thân thể mãnh liệt cung kính bắt đầu đứng dậy, một chút mà lui về sau đi. Mà tiêu sư huynh cái kia bốn mắt gấm máng, cũng thoáng cái tựu thẳng băng dài hơn 10 trượng cực đại thân hình, giỏ đại đầu lâu cao cao dơ lên, hồ hồ, chi tiếng nổ lớn, lưỡi rắn phun ra nuốt vào tốc độ, so vừa rồi bỗng nhiên nhanh hơn gấp bội, mắt nhỏ ở phía trong toát ra rõ ràng sợ hãi ý. Nếu như không phải tiêu sư huynh dùng thần niệm chi lực cưỡng ép hát yêu ta ép ổn định, cái này đầu uy phong lẫm lẫm bốn mắt gấm máng, chỉ sợ sẽ trước tiên chạy chối chết. Về phần mặt khác linh trùng, biểu hiện lại càng không chịu nổi, cơ hồ cùng một thời gian lui về sau, trong đó tím ban bò cạp khổng lồ, lại càng trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám liễu tương đương. Đào thiên thu khu trùng thuật thượng ghi lại đắc rõ ràng, lưng sắt con bọ ngựa cơ hồ có thể khắc chế cử đại bộ phận linh trùng. Nói một cách khác, lưng sắt con bọ ngựa kỳ thật chính là dùng mặt khác linh trùng là thức ăn đích. Lưng sắt con bọ ngựa đúng vậy tại lệ thú cánh đồng hoang vu đại lượng cắn nuốt tam giai biết mẫu trùng vương hòa đồng dạng là tam giai huyền ong chúa về sau mới bắt đầu ngủ say tiến giai hôm nay vừa mới tiến dài thành công, một phóng xuất, tự nhiên cao cao tại thượng, bế nghĩa tứ phương, khinh thường hết thảy mặt khác linh trùng. Thẳng nếu không phải tiêu phàm một mực khống chế được, cái này lưng sắt con bọ ngựa chỉ sợ sớm đã mãnh liệt phát qua, đại khoái cắn ăn liếu tương đương. Vô luận là tam giai huyết con rết, bốn mắt gấm mãng có lẽ hay là mặt khác đẳng cấp cao linh trùng, đối với lưng sắt con bọ ngựa mà nói, đều là đại bổ vật mắt thấy lưng sát con bọ ngựa phục trong mắt hung quang bùng cháy mạnh, lô chính nhất trước tiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng run lên ống tay áo, giữa không trung hồng quang lóe lên, đem cái kia sớm đã như lâm đại địch loại huyết con dết thu vào, những người khác thấy thế, lại càng như ở trong mộng mới tỉnh, nguyên một đám luống cuống tay chân mà đem linh trùng thu vào linh thú hoàn. Cái này nếu là thật bị lưng sát con bọ ngựa ăn tươi một chính mình cũng không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Ai kêu ngươi đang ở đây mặt người trước khoe khoang ngươi linh trùng. Tiêu trưởng lão nho nhỏ tiến hành khiển trách, hoàn toàn nên vậy. Mấy chục trên trăm năm tâm huyết, cứ như vậy trôi theo nước chảy, đó mới thực kêu oan nì. Cái này, cái này, Tiêu trưởng lão quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, rõ ràng chăn nuôi lưng sát con bạo ngựa. Không dối gạt Tiêu trưởng lão nói, cái này lưng sát con bạo ngựa tại chúng ta Hoắc Sơn quốc cùng quanh thân tính ra quốc gia, đã sớm tuyệt tích liễu tương đương xem ra tiêu trưởng lão có thể gia nhập chúng ta trăm hùng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên đích tối tăm chung đều có thiên ý a hát lô chính nhất thu hồi huyết con rết vội vội vàng vàng nói chuyện hòa giải thần sắc ngượng ngùng đích rất là xấu hổ những người khác vội vàng lần nữa phụ hỏa theo đuôi đồng dạng xấu hổ dị thường may mà tiêu trưởng lão coi như phúc hậu không có thật sự khiển trách bọn hắn tiêu phàm cười cười nói ra cái này lưng sắt con bọ ngựa ta cũng là rất ngẫu nhiên tìm được đích sau này nếu như thanh trưởng lão có cần, ta tự nhiên muốn cung cấp một ít trứng côn trùng cho nàng, có lẽ ngũ độc đường có thể đào tạo ra đại lượng lưng sắt con bạo ngựa đến. Lô chính nhất nghiêm mặt nói ra, nếu thật là nói như vậy, cũng không muốn quá nhiều, chỉ cần có thể đào tạo ra hơn một ngàn cấp hai con bạo ngựa cùng hơn vạn nhất giai con bạo ngựa, không chỉ nói tại Kim Châu Thành, coi như là cả Hoác Sơn Quốc, thậm chí cả Nam Châu Đại Lục Tây Nam, chúng ta trăm hùng đều muốn thanh danh đại trấn. Đối với Lô Chính Nhất lời này, tiêu phàm đảo là phi thường đồng ý. Không ai so với hắn càng thêm hiểu rõ lưng sắt con bọ ngựa sức chiến đấu, cấp hai con bọ ngựa cũng đã có thể đối phó được đại bộ phận kim đan tu sĩ. Hơn một ngàn cấp hai con bọ ngựa cùng hơn vạn nhất dai con bọ ngựa đồng loạt xuất động, thật đúng là không có người nào ngăn cản được, trong nháy cũng sẽ bị tháo thành tám khối, ăn sạch bách. Bất quá, sức chiến đấu càng mạnh linh trùng, đào tạo độ khó càng lớn, tiến dai thời gian cũng càng dài. Lúc trước tiêu phàm theo đào hoa cốc tìm được cấp hai con bọ ngựa cùng 30 mấy nhất giai con bọ ngựa, trải qua 40-50 năm mới tiến giai hơn nữa đến hiện tại mới thôi, cũng không đào tạo ra một mới lưng sắt con bọ ngựa đi ra. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì tiêu phàm những năm này không có đem tinh lực đặt ở khu trùng thuật thược, lưng sắt con bọ ngựa thủy chung đều ở vào tục tầng nuôi thả, bên trong. Nếu không, dùng tiêu phàm cơ chí, nếu như toàn lực nghiên cứu khu trùng chi thuật, nên vậy có chỗ đột phá mới được là. Cơ lụa mỏng khóe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Từ bái nhập thanh phu nhân môn hạ, nàng thì càng gia tăng nhận thức đến lưng sắt con bọ ngựa tại linh trùng bên trong đặc thù địa vị. Khi đó một mực đều không có tiêu phàm tin tức, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Hôm nay tiêu phàm từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên ra hiện tại bên người nàng, chẳng những một an ủi nỗi khổ tương tư, cái này lưng sắt con bọ ngựa nghiên cứu cũng không tưởng được có mới tiến triển. Lô chính nhất nói không sai, thanh phu nhân xác thực là có thụ dùng y bát ý định, chỉ có điều thanh phu nhân đệ tử không ít, trong đó tu vi tại nàng phía trên tựu có mấy cái, đều đều là trong kim đan hậu kỳ cảnh giới, bái nhập thanh phu nhân môn hạ thời gian cũng xa so nàng càng dài, tung tính toán dùng thanh phu nhân như thế kiên nghị tính cách, muốn đem y bát truyền cho cơ lụa mỏng, cũng là do dự liên tục, không thể không cân nhắc đệ tử khác cảm thụ. Hôm nay có lưng sắt con bọ ngựa nơi tay, chỉ cần có thể ở phương diện này có chỗ đột phá, tìm được đào tạo Lưng Sắt Con Bọ Ngựa phương pháp xử lý, ngũ độc đường tương lai trưởng lão, nhất định là nàng Cơ Lụa Mỏng, không phải là người khác. Cơ Lụa Mỏng nhớ rõ, ban đầu ở Hoa Đào trại thời điểm, Lưng Sắt Con Bọ Ngựa đúng vậy cấp 2 đích, hôm nay đã muốn tiến hóa đến tam giai, tuy nhiên dài đến 40-50 năm, vốn lấy Lưng Sắt Con Bọ Ngựa tiến giai khó khăn, như vậy chút thời gian thật sự được coi là là phi thường ngắn liễu tương đương xem ra tiêu phàm nhất định là tìm được rồi nào đó đường tắt. Tiêu phàm có chút vuốt cằm, rồi lại gương mặt một túc, rất chân thành nói, lô đường chủ, chư vị đồng môn, mặc dù nói chăn nuôi linh trùng linh sùng, có thể mà vượt không ít bề bột, nhưng ở tu chân giới chỗ dựa, chính yếu nhất hay là muốn dựa vào chính mình. Nếu vì mặt khác làm trễ nãi bản thân tu luyện, vậy cũng tự cái được không bù đắp đủ cái mất. Mặc kệ tới nơi nào, rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn ngạnh. Đạo lý là như vậy cái đạo lý, chỉ có điều nghe vào lô chính nhất bọn người trong tai, lại như thế nào cũng không phải cái tư vị. Tiêu phàm lời này, quả thật có điểm dưới cao nhìn xuống giáo huân ý tứ hàm xúc liễu tương đương. Ngài cái này trưởng lão bảo tọa, nhưng còn không có ngồi ấm chỗ đâu rồi, chúng ta những này cùng giai tu sĩ, cũng cũng không có chính thức tâm phục. Kích phát cửu phẩm liên thứ bảy đóa hoa sen cũng tốt, lưng sắt con bọ ngựa cũng thế, dù sao cũng không phải thật sự giao phong. Trong lúc này, không phải ngay một điểm giả bộ khả năng đều không có đích. Lưu manh trong mắt không văn về hạt cát, thật muốn muốn bày trưởng lão cái giá đỡ, lăng xung tiền bối giáo huấn chúng ta, thỉnh cầu ngươi trước đem chúng ta triệt để thuyết phục nói sau, đánh phục chúng ta, người dĩ nhiên là là lão đại. Đến lúc đó, người cũng có thể khoa tay múa chân, phát số tham mưu trưởng. Vô luận tiêu phàm có lẽ hay là cơ lụa mỏng, đối với cái này đều trong lòng hiểu rõ. Chỉ là cây ếch yêu ta ếch sở tiêu phàm đã muốn triển lộ ra đến thủ đoạn, ai cũng không muốn tùy tiện nhảy ra làm chim đầu đàn. Vạn nhất tiêu phàm ngồi vững vàng trưởng lão vị trí, cho đến thu được về tính sổ, cho dù có sư phụ chiếu cố, cũng có chút không chịu đựng nổi. Lô chính nhất bưng chén rượu lên kính một chén rượu, liền nghiêng đầu, hướng bên người tráng kiện hạ tính tráng hán nháy mắt. Hạ tính tráng hán bề ngoài hào phóng, bên trong lại cũng không phải cái đầu óc ngu si bao cỏ, rất khó tưởng tượng một cái ngốc núc ních không có đầu óc ra hỏa, có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ cảnh giới. Ngay từ đầu, đối với Lô Chính Nhất ánh mắt nhìn như không thấy, bị Lô Chính Nhất thúc nóng này, cắn răng một cái, đứng dậy, ôm quyền nói ra, "Tiêu trưởng lão, nghe lụa mỏng sư muội nói, các ngươi trước kia đã từng tu tập qua phàm tục gian võ thuật." Tiêu Phàm liền nhìn bên người cơ lụa mỏng liếc, cơ lụa mỏng nhẹ nhàng gõ đầu. Lại không biết loại này phàm tục gian võ thuật Hôm nay tại chúng ta tu chân giới còn có thể hay không cần dùng đến? Tất cả mọi người đồng loạt mà nhìn sang, tựa hồ đối với đáp án của vấn đề này thập phần chú ý. Đương nhiên cần dùng đến." Tiêu Phàm cười cười, rất chắc chắn nói. "Cận thân vật lộn, võ thuật chi đạo chẳng những cần dùng đến, dùng đắc tốt rồi, có lẽ hay là đại sát khí." Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 986, Võ thuật chi đạo phải không đây cũng thật là là đầu một hồi nghe nói rất mới lạ đích thân hình như thủy xà tiêu sư huynh nhịn không được nhướng mày giống như cười mà không phải cười nói thần sắc có chút không cho là đúng lô chính nhất và những người khác tác chính là đồng thời trên mặt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn nguyên lai tưởng rằng tiêu phàm hội nghiêm nghị quát lớn vì lời nói vô căn cứ không nghĩ tới tiêu phàm dễ dàng như vậy tự bị lừa rồi võ thuật chi đạo bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua đích nghe nói tại phàm tục thế giới còn phi thường lưu hành một ít thân thủ kiện tráng lữ lực hùng hồ đồ người thường thường có thể trở nên nổi bật hơn người thượng nhân thời gian nhưng võ thuật càng lợi hại đó cũng là phàm nhân dùng để cường thân kiện thể một loại pháp môn mà thôi cùng tu chân giới tiên ra bí thuật nơi nào sẽ có bất kỳ có thể so sánh chỗ ai ngờ tiêu phàm lại như thế chắc chắn mà nói cho đoàn người thứ này có thể phái thượng trọng dụng sân đại sát khí nghe một chút Loại lời này đều có thể nói được, quả thực chính là khôi hài. Nếu như phàm tục thế giới võ thuật có thể trở thành tu sĩ đại sát khí, đây chẳng phải là nói, đường đường tu sĩ ngay một gã phàm nhân cũng không đối phó được. Mà thực tế tình huống nhưng lại, phàm tục thế giới v. Y ngắn, p nhất đính tiêm võ thuật cao thủ, thậm chí còn đánh không lại một gã trúc cơ kỳ đệ tử. Nhưng rất hiển nhiên, Tiêu Phàm không có ý định làm càng giải thích nhiều, ta cứ như vậy nói, có tin hay không là tùy các ngươi càng ngày càng có trưởng lão phái đoàn liễu tương đương. Hạ tính tráng hán mãnh liệt đứng dậy, lớn tiếng nói tiêu trưởng lão, hạ mỗ là người thô hào, không thế nào có thể nói, nhưng người nói cái này võ thuật lợi hại như thế, ta thật sự không tin tưởng lắm. Không biết tiêu trưởng lão có thể hay không ở trước mặt chỉ điểm ta mấy chiêu, để cho ta mở mang tầm mắt. Không đợi tiêu phàm mở miệng, lô chính vừa đã giận tái mặt, mang theo quát tháo ngữ khí nói ra, hạ sư đệ, không được vô lễ tiêu trưởng lão tu vi tinh thâm, pháp lực thâm hậu, người sao có thể là trưởng lão đối thủ. Trăm hùng cùng bình thường tông môn bất đồng, ví dụ như Lăng Vân Tông cùng giai tu sĩ, cơ hồ đều được coi là là theo thứ tự sư huynh đệ, mọi người tu tập cùng một loại công pháp, bái chính là cùng một cái tổ sư. Trăm hùng đệ tử tác chính là là đến từ ngũ hồ tứ hải, lô chính nhất sư phụ hồng thiên cùng hạ tính tráng hán sư phụ cũng không phải là đồng môn sư huynh đệ. Lô chính nhất cùng hạ tính tráng hán trong lúc đó càng là không có bất kỳ sư môn sâu xa. Thậm chí còn lô chính nhất cùng hạ tính tráng hán đều là dẫn nghệ theo thầy học, cái này tại trong phái là phi thường thông thường tình hình. Bởi vậy bang phái bên trong bang quy cũng xa so tông môn môn quy muốn nghiêm trọng, đối với phản người xử trí phi thường nặng. Không có sư môn tình nghĩa như vậy một đầu ràng buộc duy trì lẫn nhau quan hệ, cái kia cũng chỉ có thể dùng càng nghiêm khắc quy tắc đến giữ gìn cả bang phái vận chuyển. Nhưng lô chính nhất đã bang chủ đệ tử truyền, lại là thực nhâm đường chủ, càng được xưng trăm hùng, kim đan đệ nhất, được công nhận kim đan kỳ đệ nhất cao thủ, ngày bình thường uy vọng tố lấy, mọi người duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, cái này một quát lớn, hạ tính tráng hán lập tức liền vâng vâng đồng ý. Thân hình như thủy xà tiêu sư huynh âm hiểm nói, lô sư huynh, lời nói không phải nói như vậy, nếu là hướng tiêu trưởng lão thỉnh giáo thế tục võ thuật, tự nhiên là không dùng đến pháp lực đích. Nếu không nghe lời, chúng ta như vậy kim đan tu sĩ duỗi ra một cái ngón tay cũng đem phạm nhân, võ sư bóp chết rồi, kính xin dạy cái gì. Cơ lụa mỏng nhìn qua của bọn hắn kẻ sướng người họa mà diễn trò, trong nội tâm cười lạnh không ngừng. Chỉ có không có luyện qua võ thuật nhân tài sẽ có ngây thơ như vậy buồn cười cách nghĩ, nếu như bọn hắn đã từng thấy tận mắt qua tiêu phàm ra tay, tự tuyệt sẽ không giảng ra loại những lời này. Đồng môn tranh tài, lại là luận bàn võ thuật chi đạo, tự nhiên không dùng được pháp lực. Tiêu Phàm lại sắc mặt bình tĩnh, không chút Phật lòng, lạnh nhạt nói ra. Chỉ cần tại đây không có Nguyên Anh tu sĩ, vô luận Lô Chính Nhất bọn người có hoa chiêu gì, Tiêu Phàm đều tuyệt sẽ không đặt tại trong nội tâm. Lô Chính Nhất trên mặt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Đã sớm nhìn ra Tiêu Phàm là ngạo khí ra hỏa, quả nhiên trùng kế. Hắn ước chừng không biết hạ sư đệ chính là trời sinh thần lực, trăm hùng giúp đỡ Hà Công nhận đệ nhất thần lực chi sĩ, tinh thông luyện thể chi thuật thân thể mạnh hoành, nhân sở cộng chi, không chỉ có tại trăm hùng uy danh hiển hách, tại cả Kim Châu thành đô đại danh đỉnh đỉnh, coi như là lô chính nhất, cũng không dám cùng hắn cận thân vật lộn. Hôm nay cái này họ tiêu hậu sinh chính mình thừa nhận không cần pháp lực, dùng cái gì, võ thuật, đến cùng hạ sư đệ so chiêu, đúng là mình đào hầm vùi chính mình. Vừa nghe tiêu phàm hứa hẹn không sử dụng pháp lực, hạ sư đệ trong mắt cũng lập tức hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, treo lấy tâm lập tức buông xuống không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cỡ nào không chịu tin tưởng, tiêu phàm vừa rồi thúc đẩy sinh trưởng thứ bảy đóa hoa sen sự tình hãy để cho người khó có thể tiêu tan. Vạn nhất người này thật không có dùng cái gì quỷ kế, xác thực là pháp lực cao thâm, chính mình vì tiện tiến lên khiêu chiến, quả thực chính là tự dước lấy nhục liễu tương đương. Chỉ cần không cần pháp lực, thuần túy dùng thân thể cứng đối cứng, hạ sư đệ ở đâu còn sẽ có chút nào ý sợ hãi. Tự tiêu phàm cái kia tiểu thân thể, chỉ sợ một quyền của mình nện xuống đi, vị này không biết trời cao đất rộng tân nghiệp trưởng lão đại nhân lập tức tự gục xuống. Hạ tính tráng hán theo án vải về sau chuyển ra, đi nhanh đi vào trong sân, hai tay ôm quyền nhún, cao giọng nói ra tiêu trưởng lão, hạ mỗ thỉnh giáo. Tiêu phàm từ từ đứng dậy, cũng theo án vải về sau chuyển ra, chậm rãi đi vào hạ tính tráng hán đối diện mấy bước xa xa, đứng lại thân thể, áo trắng bồng bềnh, sắc mặt bình tĩnh nói, không dám, mắt thấy tiêu phàm như thế chấn định tự nhiên, vốn là tin tưởng 10 phần hạ tính tráng hán lập tức lại đả khởi cổ lai, nghĩ nghĩ, nói ra tiêu trưởng lão, cái gọi là đao kiếm không có mắt. Mặc dù là đồng môn luận bàn, nhưng hạ mỗ tay chân trầm trọng, còn tu tập qua luyện thể chi thuật, vạn vừa xảy tay làm bị thương trưởng lão, nhưng lại đại bất kính chi tội liễu tương đương. Bất kể thế nào nói, cái này họ tiêu cũng là bang chủ cùng thanh sư cô tự mình mời chào khách khanh trưởng lão, nếu là nhập ngày đầu tiên tự tổn thương tại trong tay mình, nếu thật là truy cứu tới, chính mình tội danh nhưng cũng không nhẹ. Trước đó thanh minh một câu như vậy, nếu như cái này họ tiêu hậu sinh biết khó mà lui, đó là tốt nhất. Đến với mình có thể hay không bị tiêu phàm gây thương tích, hạ tính tráng hán hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn ngay muốn đều không nghĩ như vậy qua. Song phương thể trạng rõ ràng, nếu như đều không sử dụng pháp lực lời mà nói, chính mình tự bày ở chỗ này tùy ý tiêu trưởng lão đánh lên 3 năm thập quyền, cũng khi tất cả là gãi ngứa ngứa liễu tương đương sau tiêu trưởng lão muốn hay không dùng đến bị thương thư gân lung lay thuốc dán vậy thì không liên quan chuyện của mình liễu tương đương tiêu phàm mỉm cười nói ra không sao hạ đạo hiếu cứ việc toàn lực thi triển ta sẽ bảo đảm không làm bị thương đạo hiếu những lời này nói được đoàn người đều là sững sờ tiêu sư huynh nhịn không được nói ra tiêu trưởng lão đã nói là thỉnh giáo cận thân vật lộn ah chính là thỉnh giáo tiêu trưởng lão thập phần tôn sùng võ thuật, không sử dụng pháp lực đích. Tiêu phàm nhẹ nhàng vuốt cằm, lạnh nhạt nói ra, đương nhiên. Luyện thể chi thuật, ta cũng vậy luyện tập qua đích. Há dừng lại là luyện tập qua, trước đây 30 năm, hắn cơ hồ có hơn phân nửa thời gian cùng tinh lực hoa tại luyện thể thuật thường. Cứng như vậy sinh sinh luyện ra được cử linh tộc hai đại thiên phú thần thông, như thế nào nhân loại bình thường tu sĩ luyện thể thuật có thể chịu được bằng được hay sao? tiêu sư huynh liền là hướng hạ tính tráng hán ngay nháy mắt. Nếu như thế, cái kia hạ mỗ tựu đi quá giới hạn rồi. Hạ tính tráng hán không do dự nữa, song trưởng hướng chính giữa nặng nề một kích, hét lớn một tiếng, ngay sau đó một hồi bạo cây đậu loại dày đặc bạo vang lên thanh âm, răng rắc, địa chấn vang lên. Tại đây bạo vang lên bên trong, hạ tính tráng hán vốn là to lớn không gì so sánh được thân hình trở nên càng thêm cường tráng, toàn thân quần áo đều bị rắn chắc cơ thể phồng lên, lòa lồ bên ngoài trên cánh tay, một mảnh dài hẹp gân xanh nổi lên mà dậy, một cổ làm cho người rung động sức lực, ầm ầm bạo phát đi ra. Tiêu phàm nhưng như cũ lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, trái tay vắt chéo sau lưng, một bộ thập phần dù bận vẫn ung dung bộ dáng, chút nào cũng không còn đem hạ tính tráng hán kinh người tình hình để ở trong lòng. Đắc tội! Mắt thấy tiêu phàm như thế làm vẻ ta đây, hạ tính tráng hán cũng nhịn không được trong nội tâm giận dữ, một tiếng hô quát, cùng lấy thân thể Mở ra đi nhanh, rũi ra quạt hương bổ loại bàn tay lớn, vào đầu hướng Tiêu Phàm chảo xuống dưới. Trong chốc lát cắt bay đá chạy, vù vù vui vẻ. Đều nhìn rõ ràng rồi, cái này là võ thuật bên trong thân pháp. Mọi người trong tai vang lên Tiêu Phàm bình tĩnh thanh âm, ngay tại bàn tay lớn trước mắt lập tức, mọi người thấy hoa mắt, không thấy Tiêu Phàm bóng người. Vội vàng dùng sức mở to hai mắt, muốn xem cái minh bạch. Lại chỉ thấy sau một khắc tiêu phàm đã tại hạ tính tráng hán sau lưng hiện thân ra, xòe bàn tay ra, tại hạ tính tráng hán bên hông vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái. Một trường này không bao hàm bất luận cái gì kinh lực, tự nhiên sẽ không đả thương đến hắn. Hạ tính tráng hán lại chấn động. Nếu như là chính thức đối địch lời mà nói, lần này, hắn liền đã trúng chiêu liễu tương đương. Tổn thương vết thương nhẹ trọng, tất cả tiêu phàm một ý niệm. Cũng may hạ tính tráng hán cũng không phải nhân vật bình thường, cả kinh qua đi, thân thể mãnh liệt thay đổi, đồng thời nắm chặt thiết quyền, dùng thân thể xoay tròn lực đạo kéo, lôi đình vạn quân về phía lấy tiêu phàm đập phá xuống dưới. Nếu như nói để ôm đồm ra hắn còn có lưu đường sống, lần này thì thôi đem tất cả băn khoăn đều ném ra. Đến trời cao vân ngoại, hết toàn lực. Hạ tính tráng hán vận quyền như gió, mắt thấy một quyền muốn nện ở tiêu phàm trên đầu, nếu như tiêu phàm không vận công chống cự lời mà nói, một quyền này đủ để đưa hắn nện đến óc vỡ toang. Lô Chính Nhất cùng Tiêu Sư Huynh bọn người liếc nhau, đều đều từ đối phương trong mắt đọc được vẻ mừng rỡ. Dùng Tiêu Phàm Tu Vi, hạ tính tráng hán một quyền này tự nhiên không có khả năng thật sự làm bị thương hắn, nhưng chỉ cần hắn vận công chống cự, thì phải là thua. Mọi người đã nói không sử dụng pháp lực, luận bàn cận thân vật lộn kỹ xảo đích. Nhìn rõ ràng rồi. Đây là võ thuật bên trong tiểu cầm nã thủ, chiêm y thập bát điệt. liền vào lúc này, tiêu phàm bình tĩnh thanh âm lại lần nữa từ từ vang lên hạ tính tráng hán chỉ cảm thấy nắm tay quả đấm vừa chợt tựa hồ đánh chúng cái gì, lại tựa hồ thật là làm không đến đánh chúng, như vậy toàn lực phóng ra, lại một quyền đánh vào không chung, trong nháy mắt đó đi không chỗ hình thành cực lớn quán tính, thoáng cái liền đem thân thể của hắn dẫn đắc đi phía trước bay ra. Lúc này đây, tiêu phàm hai tay hoàn toàn vai phác ở sau lưng, ngay thân thể của hắn tử đô không có đụng phải, hạ tính tráng hán tự chính mình đem chính mình đánh bay. Mắt thấy muốn một dao té ngã, Ngã cái chật vật không chịu nổi, ngã gục, Hạ Tĩnh Tráng Hán không cần suy nghĩ, pháp lực lập tức lưu chuyển toàn thân, lập tức liền ổn định thân hình. Đại cầm nã thủ. Không đợi hắn hồi quá thân lai, bên tai lại vang lên tiêu phàm quát khẽ thanh âm. Hạ Tĩnh Tráng Hán chỉ cảm thấy cổ áo siết chặt, lập tức một cổ bàng nhiên sức lực truyền đến, cực đại thân hình liền kìm lòng không được theo sát vẻ này sức lực bay lên, lướt qua tiêu phàm đỉnh đầu, về phía trước ngã đi. Hạ Tĩnh Tráng Hán chấn động lưng eo một cái, muốn lần nữa vận khởi pháp lực đến thoát khỏi khốn cảnh. Ai ngờ giữa ngực và bụng tê dần, kinh mạch trong chốc lát đã bị phong bế, pháp lực bị một mực giam cầm ở đan điền khí trong nước, nửa điểm đều thay đổi không đứng dậy. Hạ tính tráng hán giống như một tòa núi thịt loại, tại không trung hóa làm một đạo vòng tròn, nặng nề hướng đá xanh mặt đất đập tới. Hắn cực đại thân hình tại tiêu phàm trong tay coi như món đồ chơi giống nhau, vậy mà không có chút nào kháng cự chi lực chương 987, thần công cái thế. Tất cả mọi người nhịn không được lên tiếng kinh hô, lô chính nhất cùng tiêu sư huynh cơ hồ là đồng thời thủ đoạn một phen, muốn tế ra pháp bảo tới cứu người. Ngay tại hạ tính tráng hán khổng lồ thân thể sắp cùng mặt đất bàn đá xanh tiếp xúc trong nháy mắt đó, lại một cổ đại lực theo hắn phần gáy nơi chuyển đến, cả người hắn đều bay bổng mà bay lên, về phía trước bay tứ tung ba bốn bước, dưới chân tự tiếp xúc đến dày đặc đại địa. Hạ tính tráng hán không cần suy nghĩ, phản xạ có điều kiện loại lưng eo một cái, tự đứng vững vàng thân thể, không biết lúc nào, bị một mực giam cầm pháp lực, lại có thể tự do vận dụng liếu tương đương. Tiêu trưởng lão, chẳng lẽ cái này võ thuật cũng chỉ có thể đầu cơ trục lợi sao? Tiêu sư huynh âm trầm thanh âm lần nữa vang lên. Mặc cho ai đều nghe được đi ra, hắn cái này chỉ do cố tình gây sự. Tiêu phàm vừa rồi bày ra cận thân vật lộn kỹ xảo, quả thực có thể nói thần kỳ kỹ năng, thấy đoàn người hoa mắt thần trì, lưới kiệu không dưới thật sự đến lúc này, nếu không chung trả một phen, đêm nay thượng đoàn người tới, chính là đưa trên mặt cửa. Hạ tính tráng hán đứng ở nơi đó, cường tráng ngực nóng nảy phập phồng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong hai mắt đã có tia tí ti tia tí ti, huyết sắc. Lời nói thật nói, từ đặt chân kim đan hậu kỳ, hắn còn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, bất lực qua, rõ ràng một thân khổ luyện, lại bị tiêu phàm khéo léo công phu chế đắc chói chân trói tay, nửa phần đều phát huy không được vừa lên đi đã bị tiêu phàm giống như như trẻ con trêu chọc đủ, nếu như cứ như vậy nhận thua lui ra, không chỉ nói lô chính nhất tiêu sư huynh bọn hắn hội chế nhạo, chính mình một cửa trước tổ gây khó dễ. Không phục, thật sự không phục, cái này nghẹn đích, tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói ra, võ thuật chi đạo, bác đại tinh thâm, nếu như cùng luyện thể thuật tan ra làm một thể lời mà nói, uy lực to lớn, xa xa vượt qua chư vị tưởng tượng tiêu sư huynh nhìn chằm chằm hỏi cái kia rốt cuộc lớn đến loại trình độ nào đâu này tiêu phàm quét bọn hắn liếc nói ra ta đứng ở chỗ này hạ đạo hữu không ngại toàn lực thi triển chỉ cần có thể đem ta bước lui một bước coi như là hạ đạo hữu thắng có lẽ hay là không sử dụng pháp lực sao tiêu sư huynh mãnh liệt đứng thẳng lên thân thể kêu lên đương nhiên tiêu phàm như trước gợn sóng không sợ hãi quả thực khinh người quá đáng không đợi tiêu sư huynh mở miệng hạ tính tráng hán đã muốn hổ gầm một tiếng, toàn thân cốt cách lại một lần nữa bạo vang lên, cả đầu cánh tay phải bỗng nhiên trướng đại, trong nháy tựu so bình thường lúc phồng lớn lên một vòng, có thêm một xích 0,33 mét có thừa. Bàn tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay, ự. Ừ. C băng ự, ừ, C băng, rung động, cho thấy đắc đã đem luyện thể thuật vận dụng đến cực hạn. Ăn ta một quyền, hạ tính tráng hán ngửa mặt lên trời giống to, mãnh liệt mở ra đi nhanh, bỗng nhiên gian đã đến tiêu phàm trước mặt, dơ lên cao thiết quyền, một quyền đập phá tới. Cái này một thiết quyền, nhìn về phía trên thậm chí so tiêu phàm thân hình còn muốn cực lớn. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt mà chăm chú nhìn. Ngay cơ lụa mỏng đều kìm lòng không được mà ngừng lại rồi hô hấp, nắng trên mặt đẹp sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Nàng tuy nhiên được chứng kiến tiêu phàm tuyệt đỉnh vũ kỹ, nhưng lại chưa từng nghe nói tiêu phàm tu luyện qua luyện thể chi thuật, như vậy cứng đối cứng, lại không được nhúc nhích cách dùng lực đương làm thực không có chút nào mưu lợi đường sống kẻ lực mạnh thắng lực yếu người bại mắt thấy hạ tĩnh tráng hán bài sơn đảo hải loại lao đến tiêu phạm vẫn đang im lặng mà đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích thậm chí ngay lông nghi đều không có dơ lên nửa điểm hô hạ tĩnh tráng hán quyền phong đã đem tiêu phạm áo bào trắng thổi chúng đón gió bay múa bắt đầu đứng dậy ngay tại thiết quyền sắp sửa gần người lập tức tiêu phàm mới bỗng nhiên nâng lên nắm tay quả đấm, hướng về hạ tính tráng hán thiết quyền đón đánh đi lên. Răng giác, giống như mọi người dự đoán cái kia dạng, một lớn một nhỏ nắm tay quả đấm trước mặt đụng vào cùng một chỗ thời điểm, lập tức vang lên xương cốt vỡ vụn thanh âm. Tiêu sư huynh khóe miệng hiện lên một tia nhe răng cười. Lại để cho người biết luyện thể thuật lợi hại. Ngay sau đó, kinh thiên động địa tiếng kêu thảm bỗng nhiên vang lên. Tiêu sư huynh vừa mới hiện lên cái kia một tia nhe răng cười bỗng nhiên ở phía trong cương trên mặt, bị một loại tuyệt không dám tin thần sắc thay thế. Cái này kêu thảm thanh âm, lại là hạ tính tráng hán vọng lại. Theo cái này thanh âm kêu thảm, hạ tính tráng hán thân thể cao lớn bay lên, so sông lên lúc thế đạo nhanh hơn càng gấp, giống như mũi tên, về phía sau bay nhanh mà đi, hoàn toàn không bị khống chế. Lấy cứng trọi cứng, dĩ nhiên là được xương luyện thể thuật trăm hùng đệ nhất hạ tính tráng hán bại hoàn toàn tiêu trưởng lão hạ thủ lưu tình. Lô chính nhất hét lớn một tiếng, ống tay áo run lên, một thanh vầng sáng lè lè phi kiếm kích xạ ra, thẳng đến tiêu phàm mặt. Cùng lúc đó, mặt ngựa tiêu sư huynh cũng là cánh tay dương lên, chỉ thấy bầu trời đầy sao điểm một chút, vô số màu đen tiểu phi xiên, giống như con lại nhỏ đi rất nhiều lần lưỡi rắn, mang theo một cổ khó nghe mùi máu tanh, hướng về tiêu phàm kích xạ mà đến. Tiêu phàm nhướng mày, nhẹ, hư, một tiếng, sắc mặt khẽ biến thành trầm xuống cái này vài cái động tác mau lẹ, nhanh đắc khác tầm thường, không đợi ở ngoài đứng xem phục hồi tinh thần lại, phi kiếm cùng phi xiên, cũng đã gần trong gang tắc. Tiêu phàm tay trái ống tay áo chấn động, một cổ mắt thường có thể thấy được màu lam nhạt viêm sóng cổ lay động ra, trong nháy liền đem đầy trời phi xiên cái bọc trong đó, một cổ cực kỳ gai mũi khét lẹt khí tức cùng máu tanh mùi vị bỗng nhiên truyền ra. Không tốt, tiêu sư huynh chỉ cảm thấy tâm thần kịch chấn, cổ họng ngon ngọt, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun tới. Cái này mấy chục miếng phi xiên, tuy không phải của hắn bổn mạng pháp bảo, thực sự dùng nguyên thần chi lực tế luyện qua không ít thời điểm, sớm đã cùng hắn thần hồn tương liên, làm được tâm ý tương thông. Hôm nay bỗng nhiên bị tiêu phàm dùng phách đạo đến cực điểm tinh viêm chi lực cháy sạch sạch sẽ, bất ngờ không đề phòng, tiêu sư huynh tâm thần lập tức bị hao tổn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiêu phàm tay phải mở ra, năm ngón tay thon dài, hướng về trước mặt phóng tới phi kiếm ôm đồn dưới đi đoàn người đều thấy minh bạch, đây không phải pháp lực huyễn hóa ra đến bàn tay lớn, mà là thật sự huyết nhục chi thân thể, sinh động bàn tay. Tại không ít người tiếng kinh hô ở bên trong, bàn tay lớn chuẩn xác vô cùng mà một phát bắt được phi kiếm. Lô chính nhất trên mặt giữ tợn sắc lóe lên, tay trái niết quyết, trong miệng nhanh quát một tiếng, tay phải thực trung hai chỉ cũng chỉ hướng trước điểm đi. Cái này thanh phi kiếm, chính là lô chính nhất bổn mạng pháp bảo, này đây phong duệ chứ danh ngân đá mài tinh luyện mà thành trong đó lại càng trộn lẫn vào cứng rắn vô cùng kim tinh, luận phong duệ trình độ, hãn hữu hắn thất. Hôm nay tiêu phàm cũng dám dùng tay không chảo hắn phi kiếm, quả thực chính là tự hành muốn chết. Cơ hồ là trong nháy mắt, lô chính nhất liền có quyết đoán, cho dù là liều mạng bị sư phụ trách phạt, cũng muốn lại để cho cái này họ tiêu hậu sinh tiểu tử ăn thoáng một tí tốt, cho hắn biết trăm hùng khách khanh trưởng lão, không có tốt như vậy đương làm. Từ nay về sau, nếu muốn ở trăm hùng chỗ dựa, có lẽ hay là kẹp lấy cái đuôi làm người tương đối khá đúng vậy có loại ý nghĩ này lô chính nhất mới cấp tốc thúc giục phi kiếm muốn nhất cử khắc địch nhưng ngay sau đó lệnh lô chính nhất tuyệt đối không thể tin được sự tình đã xảy ra hắn vậy mà khu không nhúc nhích được phi kiếm hắn và phi kiếm ở giữa tâm thần liên lạc vẫn còn cũng không bị chặt đứt có thể rõ ràng mà cảm nhận được phi kiếm trạng thái nhưng vô luận bao nhiêu pháp lực quán chú đi vào đều tựa như trâu đất xuống biển loại không tiếp tục nửa phần tin tức. Chuôi phi kiếm tại tiêu phàm trong tay tựu giống như bị kìm sắt kìm ở, không chút sức mẻ. Không có khả năng. Lô chính nhất sắc mặt đại biến, trong miệng thầm kêu một tiếng, lại mãnh liệt bật hơi thanh âm, lập tức đem pháp lực gia tăng rót đến thập thành, lăng không hướng phi kiếm bên trong quán chú mà đi. Cái này thanh phi kiếm với tư cách lô chính nhất bổn mạng pháp bảo, thân mình cũng là thượng phẩm pháp bảo, có nhất định linh tính, lúc này phối hợp lô chính nhất pháp lực, dốc sức liều mạng dẫy ruộng, muốn muốn tránh thoát tiêu phàm bàn tay. Nhưng mà hết thảy đều là phí công. Lô đường chủ lưu ý, đây là tay không đoạt giao sắc. Tiêu phàm nhàn nhạt, nhạt nói ra, bàn tay bỗng nhiên tăng lực. Đang tại liều mạng dẫy ruộng phi kiếm bỗng nhiên ở phía trong một tiếng gào thét, trên thân kiếm trói mắt phần sáng sẽ cực kỳ nhanh phai nhạt xuống, một bộ tùy thời đều linh tính hoàn toàn biến mất, như vậy hủy diệt bộ dạng. Đúng vậy đại gia Minh Minh thấy rõ ràng, tiêu phàm cũng không vận dụng pháp lực, tại tiêu phàm trên người, tất cả mọi người cảm thụ không đến chút nào pháp lực chấn động. Ở đây đều đều là trong kim đan hậu kỳ cao thủ, điểm này tuyệt đối sẽ không cảm ứng ra sai đích. Nói cách khác, tiêu phàm gần kề nương tựa theo thân thể cường hoành, liền đem lô chính nhất bổn mạng pháp bảo khắc chế đến xít sao đích, hơn nữa nhấc tay gian có thể đem cái này thượng phẩm pháp bảo triệt để bị phá hủy. Tiêu trưởng lão thần công cái thế, đệ tử bái phục. Lô chính nhất rốt cuộc cũng là kinh nghiệm mưa gió hạng người, cơ hồ là lập tức tự hiểu được, lại không nhận thua chịu thua, chính mình kiện bổn mạng pháp bảo tựu thật sự giữ không được, đến lúc đó chẳng những hội vứt bỏ pháp bảo, ngay tâm thần đều hội chịu trọng thương, không có mấy năm khổ tu chi công, mơ tưởng phục hồi như cũ. Lúc này liền tự xưng, đệ tử, mở miệng nhận thua. Lời vừa nói ra, vốn là còn có hai cái kích động kim đan hậu kỳ tu sĩ, lập tức liền an tĩnh lại, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được sợ hãi ý. Ngay lô chính nhất vận dụng bổn mảng pháp bảo đều đánh không lại người ta luyện thể thuật. Bọn hắn điểm ấy đạo hạnh, ngạnh xanh xanh đụng lên đi, chính là đưa trên mặt môn mà thôi. Chuyện ngu xuẩn như vậy, không làm cũng thế. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt lập tức tự trở nên kính sợ có phép, lại không một chút không phục ý tứ. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, năm ngón tay chậm rãi buông ra phi kiếm kia như mông đại xá giống nhau, trên không chung một chuyển, nhẹ minh một tiếng, hướng về lô chính nhất kích xạ trở về. Lô chính nhất gấp vội vươn tay tiếp được, cẩn thận xem, may mắn linh tính còn tại, cũng không đã bị bao nhiêu thương tổn, lúc này mới nhẹ nhàng thư một hơi, hướng về tiêu phàm hai tay liền ôm quyền, cung kính nói, đa tạ tiêu trưởng lão hạ thủ lưu tình, đệ tử vui lòng phục tùng. Nói xong, cung kính mà lại dài đến mà. Cái này cúi đầu, đảo thật sự cam tâm tình nguyện, không có nửa phần miễn cương ý. Tiêu phàm nếu thật là một bà bị phá hủy bổn mạng của hắn pháp bảo, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không công ăn lớn như vậy một cái buồn bực thiếu thiệt thòi cái rắm cũng không dám phóng một cái. Ai gọi bọn hắn tại người ta đêm động phòng hoa trúc đến thăm tìm việc hay sao? Ăn một cái quát, được kêu là đáng đời. Một bên tiêu sư huynh thấy thế, lại càng buồn bực đến chết. Hắn mấy chục miếng phi xiên cũng nhiều lần lập chiến công, ai ngờ trong nháy đã bị hủy đắc không còn một mảnh. Tiêu phàm hận hắn ác độc, thủ hạ liền không có khoan dung. Chỉ có điều lúc này tiêu phàm ánh mắt một quét tới, tiêu sư huynh trong nội tâm dùng run sợ, thật dài mặt ngựa thượng lập tức chất đầy dáng tươi cười, đứng dậy, hướng về tiêu phàm cung kính mà vái chào đến mà, kính cẩn nói tiêu trưởng lão thần công cái thế, đệ tử bái phục. Mặt khác kim đan tu sĩ đồng loạt đứng dậy, liên thủ xương bàn tay tiết vỡ vụn hạ tính tráng hắn cũng không ngoại lệ, giấy rụa lấy đứng vững vàng, đồng thời lại dài đến mà. Tiêu trưởng lão thần công cái thế, đệ tử bái phục. chương 988, Động phòng Hoa Trúc. Ban đêm, rất ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Tung tính toán tiêu phàm đã đem thiên nhãn thần thông tu luyện tới sâu đậm cảnh giới, cũng như trước cái gì đều nhìn không tới. Bởi vì cơ lụa mỏng đem trong phòng cuối cùng một chi ngọn nến cũng thổi tắt rồi, giày đặc bức màn đều để xuống, đem chọn gian động phòng che đậy đắc nghiêm nghiêm thực thực nửa điểm ánh sáng đều thấu không vào đến ngay tiêu phàm đều không nghĩ tới động thật sự thời điểm nhìn về phía trên tiếu ngạo nhân sinh cuộc sống mốt vũ nghị cơ tổng vậy mà so nhất kiều tiểu cô nương còn muốn thẹn thùng sẽ không cho ngươi xem bất quá cũng may ngoại trừ con mắt bên ngoài tiêu chân nhân còn dài một đôi tay hơn nữa đôi tay này còn rất linh hoạt cho dù cái gì đều nhìn không thấy cũng vẫn có thể đủ rất chuẩn xác mà sở tại nên động vào địa phương. Đương nhiên, lúc này, sẽ không ở đâu phải không nên động vào, đại khái phương hướng không tệ là được rồi. Tiêu chân nhân ngày bình thường không thế nào thiện ngôn từ miệng, giờ này khắc này cũng trở nên linh xảo vô cùng, có đôi khi, thậm chí so tay của hắn còn muốn linh xảo. Còn không có thấy thực trương, cuộn mình thành một đoàn cơ lụa mỏng cũng đã thở gấp tinh tế, bắt đầu nhơn nhất cầu xin tha thứ. Nhưng cơ tổng cái này kiều mị tận xương thanh âm cùng không ngừng nhẹ nhàng run rẩy sao, ở đâu là ở thật sự cầu xin tha thứ, rõ ràng chính là lửa cháy đổ thêm dầu, khơi mào chiến tranh. Cho nên dùng không bao lâu, cơ tổng liền mang theo khóc nức nở bị Tiêu Chân Nhân khi dễ, liếu tương đương. Tiêu Chân Nhân rất xấu đích. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời điểm, cơ lụa mỏng rốt cục mệt mỏi cực mà ngủ. Bị cái tên xấu xa này rằng co không biết bao nhiêu lần, dù là lụa mỏng tiên tử pháp lực thâm hậu, cũng chống đỡ không nối. Ngày bình thường tao nhã tiêu chân nhân, lên giường liền đem mặt một vòng, lộ ra bổn tướng, dày vò bắt đầu đứng dậy không dứt tựa như thay đổi cá nhân tựa như, cơ lụa mỏng cũng không nhận ra hắn. Mặt trời lên cao, cũng không biết tại sao, vốn là che đậy đắc nghiêm nghiêm mật mật bức màn bỗng nhiên mở ra một ít đầu khe hở. Một đạo ấm áp xuân quang nghịch ngợm mà chui vào động phòng. Tiêu phàm nghiêng nghiêng dựa vào đầu giường, đen nhánh tóc dài rất vị ý mà khoác trên vai chiếu vào đầu vai nhìn về phía trên thon gầy thực tế lại vạm vỡ nửa người trên cứ như vậy lỏa lồ tại áo ngủ bằng gấm bên ngoài đến thoi ma giới nhiều năm như vậy tiêu phàm nhất biến hóa lớn là thói quen lưu tóc dài sơ búi tóc đem đen nhánh mềm mại tóc dài dùng thượng đẳng sợi tơ cẩn thận ghim lên cẩn thận tỉ mỉ kỳ thật cũng là một loại rất không tệ hưởng thụ tại nơi này người mạnh là vua áp dụng luật rừng thế giới tiêu phàm cảm thấy ít nhất sơ búi tóc là một loại văn minh biểu hiện. Bất quá tối hôm qua thượng, hắn trải vuốt đắc rất tinh xảo búi tóc, tự nhiên tất cả đều đánh tan. Thật giống như hắn không chút khách khí đơn giản thô bạo mà giải trừ cơ lụa mỏng vũ trang đồng dạng. Vừa nghĩ tới tối hôm qua tình hình, tiêu phàm khóe miệng liền hiện lên vẻ tươi cười, quay đầu hướng hơi nghiêng nhìn lại. Cơ lụa mỏng co lại thành một đoàn, cuộn tại hắn trong khuỷu tay. Hơi mỏng dưới mặt áo ngủ bằng gấm, Cơ lụa mỏng mềm mại đến cực điểm sau uốn lượn thành một đạo cực kỳ mê người đường vòng cung, áo ngủ bằng gấm che ở đầu vai của nàng, theo nàng nhẹ nhàng nhuyễn bỗng nhúc nhích, bóng loáng vô cùng áo ngủ bằng gấm liền trượt xuống dưới đi. Tiêu Phàm trước mắt lập tức bạch quang chói mắt, một vòng đẹp mắt trắng nõn bỗng nhiên nhảy vào mắt của hắn mảnh vải, thực tế cái kia dính bông tuyết phía trên một điểm đỏ thấm, có vẻ như vậy bắt mắt. Nhưng càng tỉnh mục đích là đỏ thấm bốn phía máu ứ động. Tiêu chân Nhân đột nhiên cảm giác được rất hổ thẹn hắn chính là chỗ này chút ít máu ứ động người chế tạo, một cái người xấu. Đúng vậy cái tên xấu xa này, cái này trong nội tâm ấy náy tiêu trưởng lão. Rồi lại nhịn không được thân thủ đi qua nhẹ nhàng cầm, tinh tế vuốt vuốt bắt đầu đứng dậy. Ừm, cơ lụa mỏng một tiếng hử nhẹ, giãn ra hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhân lại, tựa hồ trong giấc mộng cũng cảm nhận được nào đó đau đớn. Sau đó, bỗng nhiên hé miệng, một ngụm tựu cắn lấy tiêu phàm cường tráng trên cánh tay tốt, ngươi dám cắn ta, xem ta không thu thập ngươi. Giờ phút này tiêu chân nhân, không có chút nào cho lại để cho chi tâm, càng không có nửa điểm quân tử phong thái, tính toán chi ly, có thù vất báo. Tại cơ lụa mỏng tiếng kinh hô chung, bắt đầu hung dữ mà trả thù bắt đầu đứng dậy. Cơ lụa mỏng vốn là cười khanh khách, tránh trái tránh phải. Rất nhanh liền lần nữa cầu xin tha thứ, thanh âm sau tối hôm qua thượng còn muốn nị dính người. Tiêu Phàm chính thức gia nhập Liên minh Trăm Hùng trở thành khách khanh trưởng lão nghi thức, tại ba ngày sau đó cử hành. Theo Hồng Thiên nói, đây là một rất long trọng nghi thức, dựa theo dĩ vãng lễ cũ, bảy đại tông môn mới nhâm trưởng lão, bất kể là chính thức trưởng lão có lẽ hay là khách khanh trưởng lão, đều muốn mời mặt khác tông môn đồng đạo đến đây xem lễ. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ. Nhưng ở Tiêu Phàm chính mình kiên trì hạ, cuối cùng nhất quyết định chỉ ở Trăm Hùng trong bang bộ làm một cái nhỏ nghi thức, lại để cho trong bang đệ tử cũng biết có có chuyện như vậy là đủ rồi, không cần phải khiến cho như vậy thanh thế to lớn. Tiêu chân nhân vốn cũng không là ưa thích náo nhiệt làm náo động tính tình. Hồng Thiên do dự một chút, rốt cục vẫn phải tiếp nhận rồi tiêu phàm đề nghị. Nếu như nói ngay từ đầu, Hồng Thiên sở dĩ đồng ý tiêu phàm trực tiếp xuất nhâm trăm hùng khách khanh trưởng lão mà không phải đảm nhiệm khách khanh tiên sinh, hơn phân nửa là xem tại tiêu phàm tương lai tiềm lực phía trên, đồng thời cũng là xem ở đằng kia tứ giai đại thành trùng vương di thuế phân thược, dưới mắt Hồng Thiên, trong nội tâm suy nghĩ nhưng lại đã xảy ra biến hóa rất lớn. Lô Chính Nhất đem đêm hôm đó cùng tiêu phàm giao thủ tình hình, một năm một người hướng hắn làm nhất kỹ càng bẩm báo. Hồng Thiên lập tức kết luận, tiêu phàm thực lực chân thật, tuyệt không tại bình thường nguyên anh tu sĩ phía dưới, thậm chí đối với tại những kia chuyên tu am hiểu tiến giai công pháp nguyên anh tu sĩ mà nói, chính thức động thủ, chỉ sợ còn không phải tiêu phàm địch thủ trong bang cái này vài tên kim đan hậu kỳ đệ tử thực lực như thế nào, Hồng Thiên đúng vậy nhất thanh nhị sở. Nếu như thế, vậy thì càng thêm không thể chậm chế tiêu phàm. Hồng Thiên thậm chí có một cái ý nghĩ, chỉ cần tiêu phàm một khi tiến giai nguyên anh kỳ, liền đem trăm hùng chức bang chủ tặng cho tiêu phàm, chính mình thoát khỏi những kia tục vụ, chuyên tâm tại trên việc tu luyện. Hồng Thiên nhìn về phía trên chỉ có hơn 40, thực tế niên kỷ, không thể so với đinh sán tiểu bao nhiêu, tuy nhiên đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, trên lý luận so nguyên anh sơ kỳ tu sĩ muốn nhiều ra hơn trăm năm thọ nguyên, nhưng càng như vậy, trong nội tâm ngược lại càng phát ra lật lật. Cảm giác, cảm thấy đại nạn tại ngày từng ngày tới gần. Chỉ tiếc trong bang mặt khác ba vị nguyên anh trưởng lão, ai cũng khó có thể đảm nhiệm trước bang chủ, Hồng Thiên lúc này mới cố mà làm, một mực đảm nhiệm lấy bang chủ chức vụ. Cứ việc thân là bang chủ, có được lấy quyền lực thật to cùng vô tận tài phú, rất nhiều chuyện thiết lập đến đều đặc biệt bớt lo thông thuật, nhưng phần đông tục vụ quấn thân, cũng xác thực muốn chỉ hoãn hắn không ít thời gian tu luyện, thực tế quan trọng là cái đại tông môn ở giữa lục đục với nhau, thật sự rất ảnh hưởng tâm tình. Có đôi khi, trên tâm cảnh làm phức tạp so trì hoãn lúc tu luyện gian còn muốn ảnh hưởng tu luyện tiến cảnh. Nghe Lô Chính Nhất nói, tiêu phàm chẳng những thực lực viễn siêu cùng giai tu sĩ, hơn nữa từ đầu đến cuối, tỉnh táo dị thường, hỉ nộ không lộ, trầm ổn vô cùng, kiêm mà lại trẻ tuổi như vậy, đúng vậy kế nhiệm bang chủ tốt nhất người chọn lựa. Nhi Hồng Thiên với tư cách trong bang duy nhất Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Sĩ, nhưng ngôi chức bang chủ hậu, tự nhiên còn có thể là hoàn toàn xứng đáng đại trưởng lão, cung phụng không chút nào giảm, thực quyền cũng sẽ không đã bị ảnh hưởng quá lớn, lại có thể hoàn toàn theo tục vụ chung giải thoát đi ra, chuyên tâm tu luyện, thậm chí còn có như vậy một tia cơ hội trùng kích Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới. Cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là thập phần có lợi mua bán vì vậy Hồng Thiên đối với tiêu phàm phi thường khách khí, dụng tâm lung lạc. Cái này gia nhập liên minh nghi thức mặc dù không có mời mặt khác tông môn trưởng lão xem lễ, lại cũng không có khiến cho vô cùng đơn giản. Trăm hùng bốn gã nguyên anh tu sĩ, ngoại trừ đinh sán tiếp tục bế quan, vô pháp xuất quan bên ngoài, mặt khác ba vị đều tham gia cái này nghi thức, một vị khác mã trưởng lão, thì ra là hạ tính tráng hán sư phụ, là một ngày trước mới từ nơi khác gấp trở về đích. Mã trưởng lão vốn là nghe xong hạ tính tráng hán bẩm báo, do xét hạ tính tráng hán thương thế, sau đó cùng Hồng Thiên Thanh Phu Nhân câu thông qua, sẽ cùng tiêu phàm đã gặp mặt về sau, cũng không có nói ra cái gì dị nghị. Gia nhập liên minh nghi thức phi thường long trọng, suốt hai canh giờ mới chấm dứt, Hồng Thiên lại mở rộng ra buổi tiệc, đem Trăm Hùng tất cả đường tất cả phân đà đầu lĩnh chấp sự đệ tử đô gọi trở về, cùng một chỗ hảo hảo tụ một lần. Lần này buổi tiệc thượng, tiêu phàm thấy được Trăm Hùng thực lực chân chính có tư cách thượng tịch đích, đều đều là kim đan kỳ chấp sự đệ tử, trong đó tuyệt đại đa số là kim đan trung kỳ đã ngoài, kim đan sơ kỳ đệ tử ngược lại thấy rất ít. Dù sao phải chịu trách nhiệm một cái đường khẩu hoặc là một cái phân đà, tu vi quá thấp chỉ định không được, ép không được tràng diện. Hắn hắn không có đảm nhiệm thủ lĩnh chức vụ kim đan trung kỳ đã ngoài bang chúng, bình thường cũng đều có một chấp sự danh nghĩa. Ví dụ như cơ lụa mỏng chính là ngũ độc đường chấp sự, ngày bình thường cũng không cụ thể phụ trách sự tình gì, chỉ là hoàn thành thanh phu nhân ngẫu nhiên lời nhắn nhủ một ít nhiệm vụ là được, đa số thời điểm là ở tự hành tu luyện, chăn nuôi linh trùng cùng bồi dưỡng mới linh trùng giống. Kim đan trung kỳ đã ngoài chấp sự ban chúng, thậm chí có 40-50 người nhiều, trong đó kim đan hậu kỳ cảnh giới cũng có hơn 10 vị, lộ chính nhất bọn người, lại càng kim đan hậu kỳ đại thành, cách nguyên anh kỳ chỉ có một bước ngắn. Tăng thêm những kia có việc ra ngoài hoặc là chính đang bế quan không thể tham gia buổi tiệc chấp sự, trăm hùng chỉ cần là kim đan kỳ bang chúng thì có hơn trăm người, cơ hồ cùng lâm lang núi thực lực tương đương rồi, tại phía xa nhạc Tây Quốc chín đại ma tông trên thực lực. Tung xem như chín đại ma tông mạnh nhất hắc ma dậy, chỉ sợ cũng không phải trăm hùng đối thủ. Tựu thực lực như vậy, tại Kim Châu thành bảy đại tông môn bên trong, còn sắp xếp không vào tiền tam. Đương nhiên, Hồng Thiên cũng cùng tiêu phàm tán gẫu qua, đây chỉ là bày tại ngoài sáng thượng thực lực, các bang các phái đều còn có chút che giấu thực lực, Ví dụ như trăm hùng nhất lệnh ngoại giới sợ hãi chính là bọn họ bồi dưỡng các loại linh trùng, những này linh trùng sức chiến đấu, chút nào cũng không tại chăn nuôi chủ nhân của bọn nó phía dưới, có đôi khi thậm chí còn hơn lúc trước. Về phần trăm hùng đến giúp ngọn nguồn có bao nhiêu linh trùng, ngay Hồng Thiên cũng là nói không tỉ mỉ. Chỉ nói nếu quả thật tranh đấu bắt đầu đứng dậy, tung tính toán cùng Hạnh Lâm giao đấu, trăm hùng cũng nghiêm nghị không sợ. Đây là trăm hùng lớn nhất bí mật tiêu phàm trước mắt vẫn chỉ là một gã tùy thời có thể thối minh khách khanh trưởng lão, Hồng Thiên tự nhiên không có khả năng đối với hắn tín nhiệm vô điều kiện, tổng sẽ có giữ lại. Một khi tiêu phàm chính thức gia nhập trăm hùng trở thành chính thức trưởng lão thậm chí tiếp nhận chức bang chủ, cái kia lại khác đương làm đừng luận. Sự tiệc lễ phía trên, Hồng Thiên đối với tiêu phàm nói, bởi vì trăm hùng đường thủ tịch Đại lang Trung Ninh Sán chính đang bế quan, trước mắt trăm hùng đường là do cái kia thân hình như thủy xà tiêu sư huynh tại tạm lĩnh chuyện lạ, Hồng Thiên hy vọng Tiêu Phàm có thể nhiều đi chăm hùng đường đi đi lại lại, nếu có các đệ tử xử lý không được nghi nan tạp chứng, Tiêu trưởng lão không ngại người đứng đầu cho giải quyết hết. Trong truyền thuyết, Tiêu trưởng lão đúng vậy thần y. Tiêu Phàm mỉm cười vuốt cằm, cũng không chối từ. Đã đã trở thành chăm hùng khách khanh trưởng lão, hưởng thụ lấy chính thức trưởng lão cung phụng, tự cũng muốn ra chút ít khí lực, không thể quang lấy tiền không làm việc, đây không phải là Tiêu Phàm tác phong làm việc chương 989, cách khác lối tắt cứu mạng phương pháp thượng. Trăm hùng chiều trạch Tây Nam, tân nhiệm khách khanh trường lão tiêu phàm chỗ ở phía dưới, một tòa rộng rãi luyện đan thất trong, địa hỏa hừng hực giấy lên, luyện đan thất ở giữa, một tòa dài rộng đạt mấy trượng chi cự lô đỉnh, gác ở đỏ rừng rực địa hỏa phía trên. Cứ việc trăm hùng tổng đàn chỗ đầm lầy, nhưng sâu trong lòng đất địa hỏa đồng dạng thập phần tràn đầy. Tuy nhiên cái này địa hỏa chưa nói tới đặc biệt tinh thuần, nhưng là miễn cưỡng có thể dùng tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng cùng một chỗ, đứng ở đại đỉnh cách đó không xa. Tân hồn yến ngươi, trước sau như một ưa thích màu đen cơ lụa mỏng cũng thay đổi thân đỏ thấm mạ vàng quần trang, tràn đầy vui mừng vẻ, giúp vào tiêu phàm bên người, tinh xảo mặt mày trong lúc đó, ẩn chứa ti ti hạnh phúc cùng nói không nên lời thẹn thùng. Ba ngày qua này, nàng cùng tiêu phàm tận hưởng cá nước thân mật. Tiêu phàm ốm tay áo run lên, một đạo bóng đen tự linh thú hoàn trung bắn ra, ngay tại chỗ lăn một vòng, mèo ô, một tiếng, hóa thành một thần khí hiện ra như thật đại hắc miêu. Hắc lân đứng vững vàng thân thể, lục oánh oánh mắt to hướng bên này quét qua, lập tức tự định tại cơ lụa mỏng trên mặt, lần nữa, meo mà một tiếng, tựa hồ cảm thấy kinh ngạc. Là hắc lân, cơ lụa mỏng vừa mừng vừa sợ, kêu lên. Tiêu phàm này đầu bổn mãng linh sủng, hắn mấy vị hồng nhan chi kỷ đều gặp đích, hơn nữa đều chiêu chọc qua hắc lân. Hôm nay lần nữa nhìn thấy, tự nhiên cảm thấy thân thiết bất quá lập tức, cơ lụa mỏng trên mặt thần sắc tổ trở nên hết sức kinh ngạc. Nàng rõ ràng tại hắc lân trên người cảm ứng được cửu cấp linh thú khí tức, hơn nữa đã muốn tiếp cận cửu cấp linh thú đỉnh phong trạng thái. Nhớ rõ ban đầu ở địa cầu thời điểm, hắc lân còn chỉ có thất cấp yêu thú tu vi, mấy chục năm không thấy, hắc lân vậy mà cũng liên tiếp đột phá hai đạo gông cùng xiềng xích, trở thành cường đại như thế linh thú. YAA, a, a, hắc lân đã muốn tiến hóa đến cửu cấp rồi mèo hắc lân lông xù tròn ục ục trên đầu hào quang lóe lên một gã hơn một xích cao dáng người đầy đặt thân thể xinh đẹp hắc y thiếu nữ lộ ra hiện ra hướng phía cơ lụa mỏng tự nhiên cười nói kêu lên lụa mỏng tỉ tỉ ngươi hảo đây là dù là cơ lụa mỏng nhìn quen đại quen mặt trong lúc này cũng mở to hai mắt nhìn lộ ra khó có thể tin thần sắc linh thú biến hóa cơ lụa mỏng ngược lại có thể giải thích Tại Kim Châu Thành tuy nhiên chưa thấy qua biến hóa yêu thú, lại nghe nói qua không ít có quan hệ biến hóa yêu thú nghe đồn, cũng đã gặp biến hóa yêu thú nội đan máu huyết cùng tài liệu. Bình thường mà nói, yêu thú biến hóa ít nhất cũng cần trên 10 cấp, có nhân loại xây sĩ Nguyên Anh Kỳ Tu Vi mới có thể siêu thoát thú thân, hóa thành nhân hình. Hắc lân khí tức, rõ ràng chỉ là cửu cấp linh thú, nhưng mà làm sao vậy? Có thể hiện hình ra. Nhưng cơ lụa mỏng lập tức cũng cảm giác được cái này đầy đặn hắc y thiếu nữ không giống người thường, tựa hồ không là chân thật thân thể, mà là dùng thần niệm chi lực biến ảo mà thành. Dù vậy, cũng đã hết sức kinh người liếu tương đương. Hắc lân, thật là người sao? Đương nhiên là ta, còn ai vào đây? Đầy đặn hắc y thiếu nữ cổ nghiêng một cái, đùa vừa cười vừa nói. Có thể gặp lại ngươi, thật tốt. Cơ lụa mỏng tự đáy lòng nói, ẩn ẩn nhớ tới tiêu phàm cùng nàng đề cập tới đích có quan hệ hắc lân thôn vệ Ngọc Uyển Nhi nguyên thần sự tình, xem ra loại này dị biến khẳng định cùng chuyện này có quan hệ. Cơ lụa mỏng thông minh hơn người, thoáng cái tự đoán được chân tướng sự tình. Hắc lân lại nhìn từ trên xuống dưới cơ lụa mỏng, khanh khách một tiếng, nói ra, lụa mỏng tỷ tỷ, người hiện tại cũng là chủ nhân thê tử sao. Cơ lụa mỏng vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức nháo cái đỏ thấm mặt, đường đường cơ tổng, tại một đầu đại hắc miêu trước mặt, kỳ nào ngải ngải, gò má ửng hồng, nói không ra lời. Xấu hổ dẫn kiều mà liếc Hắc Lân liếc. Hắc Lân cười hì hì nói ra, đừng thẹn thùng A Hát, cái này có cái gì thật kinh khủng xấu hổ đích. Người ưa thích chủ nhân, nên làm vợ con của hắn. Cùng hắn đợi cùng một chỗ, cả đời không xa rời nhau. Ta cũng vậy ưa thích hắn, ta cũng vậy hội cả đời cùng hắn, tuyệt không cùng hắn tách ra. Lần này, nhưng lại đến phiên vốn là ở một bên xem náo nhiệt tiêu chân nhân mặt đỏ tới mang tai rồi, vội vàng quát hắc lân chớ nói nhảm cơ lụa mỏng liếc nhìn hắn một cái bỗng nhiên cười lên ha hả hắc lân chừng lớn một đôi lục oánh oánh con mắt xem của bọn hắn thần thái hơi có chút không hiểu thấu không biết mình nói sai rồi cái gì thầm nói ta không có nói bậy a hát tiêu phàm ho khan một tiếng vội vàng chuyển hướng chủ đề nói ra hắc lân tài liệu đều thu thập đủ toàn bộ rồi đợi tí nữa ta liền cho muốn cho hoàng tam ca hóa huyết trúc linh bất quá lần này hóa huyết trúc linh cùng thú tộc hóa huyết trúc linh sao có chút chỗ rất nhỏ khác biệt đơn tuần dựa vào vãi lúa ta một người lực lượng khó có thể hoàn thành cuối cùng trình tự đến lúc đó cần ngươi cùng lụa mỏng cùng một chỗ giúp ta giúp một tay hiểu chưa hắc lân vừa nghe gấp vội vàng gật đầu nói ra ta minh bạch người yên tâm đi ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó đích tiểu gia hỏa đâu này đốn một chút hắc lân lại hỏi hết nhìn đông tới nhìn tây đích trong khoảng thời gian này, mỗi cách một hồi, Tiêu Phàm muốn đem Tiểu Gia Hỏa theo linh thú hoàn ở phía trong phóng xuất, lại để cho Hắc Lân mang theo hắn chơi một hồi. Không biết vì cái gì, Tiểu Gia Hỏa phát dục rất chậm, đặc biệt thích ngủ, theo như niên kỳ tính toán, Tiểu Gia Hỏa cũng có 40 50 tuổi rồi, nhưng như cũng dừng lại tại nhi đồng giai đoạn, ngu ngơ đích, hoàn toàn không hiểu chuyện. Nhưng phi thường thông minh, trí lực phương diện tuyệt đối không có vấn đề tiêu phàm chỉ có thể tương chi quy kết tại tiểu gia hỏa thiên phú dị bẩm không giống người thường đồng giáp gấu cùng vệ linh con trồn vốn là liền từ không thai ngén qua con lai hậu đại ai biết tiểu gia hỏa cuối cùng nhất sẽ biến thành bộ dáng gì nữa hắc lân đối với tiểu gia hỏa đó là sủng ái có ra tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu nói ra lần này cho hoàng tam ca hóa huyết trúc linh ta cũng không có 10 phần nắm chắc có lẽ hay là đừng cho tiểu gia hỏa đứng ngoài quan sát tốt vạn nhất thất bại ta lo lắng sẽ ở tiểu gia hỏa trong lòng lưu lại cái gì bóng mờ. Hắc lân nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý tiêu phàm cách nhìn. Chúng ta bắt đầu đi. Tiêu phàm nói xong, tại khổng lồ lô đỉnh cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống. Cái này khổng lồ lô đỉnh cũng là y theo, đỉnh càn khôn, bộ dạng phẳng phất chế ra đích, đỉnh trên người chữ khắc vào đồ vật lấy vô số phức tạp hỗn độn đồ án, tại hừng hực địa hỏa chiếu dọi phía dưới, có vẻ đặc biệt thần bí. Tiêu phàm ống tay áo run lên, một đống yêu thú tài liệu bay ra, từng cái lơ lửng ở trước mặt hắn giữa không chung. Cơ lụa mỏng lại một lần thấy trợn mắt há hốc ngồm. Mấy ngày nay, tiêu phàm xác thực cùng nàng nói qua cái này mấy chục năm qua tại thoi ma giới các loại tao mộ cùng kinh nghiệm, cũng đã nói tại lệ thú cánh đồng hoang vô cùng lệ thú dãy núi bên trong siêu tầm đến không ít yêu thú tài liệu, nhưng cơ lụa mỏng Việt không nghĩ tới, hội có nhiều như vậy. Những này yêu thú tài liệu nếu như bắt được ra ngoài đi, tùy tùy tiện tiện đều có thể đổi lại mấy trăm vạn linh thạch. Tung tính toán tại Kim Châu Thành giàu có như vậy đại thành, linh dược nơi tập kết hàng, các nơi đến mua sắm linh đan linh dược phú hảo quá nhiều, mấy trăm vạn linh thạch cũng không phải cái số lượng nhỏ, đủ để cho rất nhiều nguyên anh tu sĩ đỏ mắt động tâm. Cơ lụa mỏng quả thực vô pháp tưởng tượng, lúc trước tiêu phàm rốt cuộc trải qua những thứ gì, nhưng tuyệt sẽ không tưởng trong miệng hắn nói được như vậy hời hợt, nhất định là trải qua kiếp nạn, vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua chỉ có điều dùng tiêu phàm tính tình, tuyệt sẽ không phủ lên đi ra. Tiêu phàm vung tay lên, cái này một đống lớn giá trị mấy trăm vạn linh thạch yêu thú tài liệu, liền ảo ảo rơi vào đến lớn trong đỉnh. Những điều này đều là cửu cấp phía dưới yêu thú tài liệu. Yêu thú tài liệu hạ đến lô trong đỉnh không lâu, tiêu phàm lại đem một cây cây hiếm thấy ngàn năm linh dược cũng không chút do so dự vứt vào lô trong đỉnh. Nên vì hoàng đường như vậy thân chịu trọng thương biến hóa yêu thú hóa huyết trúc linh, một lần nữa tế luyện thân thể cần thiết tài liệu cùng linh dược nhiều, tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự. Nếu như không phải tiêu phàm thân ra hào phóng, lại có lấy nam cực tiên ông linh dược viên như vậy nghịch thiên bảo vật, tung tính toán hiểu được hóa huyết trúc linh sao biến báo vận dụng, cũng thật sự tiêu hao không nổi. Cơ lụa mỏng ở một bên thấy xem thế là đủ rồi. Yêu thú tài liệu cùng linh thảo linh dược đều xuống dưới không lâu, lô đỉnh chung rất nhanh liền bốc lên ra trận trận mãnh liệt mùi tanh, cơ lụa mỏng nhẹ nhàng trao nổi lên lông mày. Tuy nhiên nàng cũng luyện qua không ít đan dược, nhưng như vậy đặc hơn mùi tanh, vẫn còn có chút khó có thể thừa nhận. Cũng may lập tức lô đỉnh trung liền toát ra một cổ đặc hơn mùi thuốc, đem cái này mãnh liệt mùi tanh đẻ ép xuống dưới. Tiêu phàm tay trái niết quyết, tay phải năm ngón tay thay đổi liên tục, không ngừng đem từng đạo chân nguyên pháp lực rót vào lô trong đỉnh, phỏng chế, đỉnh càn khôn, quang hoa đại thịnh, đỉnh trên người hỗn độn hoa văn giảng rỡ sáng chói trong đỉnh dược chất không ngừng quay cuồng. Nhìn đến 6 canh giờ về sau, lô đỉnh bên trong các loại linh dược cùng tài liệu dần dần tan ra làm một thể, mùi thuốc cùng mùi tanh cũng dần dần trở thành nhạt. Tiêu Phàm thần sắc càng thêm ngưng trọng lên, chậm rãi đứng dậy, ống tay áo lại là run lên, cơ lụa mỏng chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, một đầu chiều cao hai trượng có thừa màu nâu nhạt cửa thú, bỗng nhiên di động hiện ra, đúng vậy lâm vào chiều sâu ngủ say hoàng đường. Bất quá giờ phút này hoàng đường Sớm đã không có sảng khoái sơ mới tương kiến lúc cái loại này phi dương thần thái, hai má hãm sâu, cực đại thân hình gầy đắc xương bọc ra, có vẻ suy nhược không chịu nổi, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, nếu như không phải giữa ngực và bụng còn có cực kỳ yếu ớt phập phồng, thật sự cũng bị người trở thành một cỗ thi thể liễu tương đương. Cái này là hoàng tam ca." Cơ Lụa mỏng có chút hoảng sợ nói. "Ừm." Tiêu Phàm nhẹ nhàng gõ đầu. Có quan hệ hoàng đường đối với hắn chưa chiếu cố nhiều cùng trợ giúp. Tiêu Phàm tinh tế đối với cơ lụa mỏng nói qua. Nhìn qua Hoàng Đường hãm sâu gò má, Tiêu Phàm trong mắt hiện lên một vòng kiên quyết vẻ, lầm bầm lầu bầu loại nói ra, "Hoàng Tam ca, chúng ta đánh cuộc một lần." Tiêu Phàm sử dụng cái này Hóa Huyết Trúc Linh phương thức, cùng trước kia Hóa Huyết Trúc Linh sao kém khá xa, chỉ là nguyên lý ăn ảnh thông, Tiêu Phàm cũng không biết rốt cuộc có thể hay không thành công. Vạn nhất thất bại lời mà nói, Hoàng Đường còn sót lại cuối cùng này một đường sinh cơ, lập tức đoạn tuyệt coi như là đại la kim tiên hạ phàm, cũng cứu không sống hắn. Khởi, tiêu phàm nhấc tay vừa nhấc, hoàng đường cực đại thân hình liền chậm rãi hướng lô đỉnh bên kia rời đi, chậm rãi ngâm đến dược chất bên trong. Tiêu phàm dưới chân đạp trên thiên cương thất tinh bộ, vây quanh lô đỉnh không ngừng xoay quanh tử, tay phải động liên tục, thỉnh thoảng đem từng đạo pháp quyết đánh vào lô đỉnh, mỗi đánh ra một đạo pháp quyết, tiêu phàm sắc mặt liền thoảng qua tái nhợt một phần, cho thấy đắc đã muốn thúc giục bổn mạng của hắn chân nguyên. Cơ lụa mỏng cùng hắc lân biến thành đầy đặn thiếu nữ, đều nhìn không chuyển mắt mà theo dõi hắn, tràn đầy chú ý ý. Tiêu phàm xoay quanh tốc độ tuy nhiên không khoái, dưới chân nhưng lại một lát không ngừng, liên tiếp chuyển bảy quyển vòng, sớm đã mồ hôi đầm đìa, ngay màu trắng nho sinh bảo đều do ở phía trong ra ngoài sũng nước rồi, có thể thấy được chân nguyên tiêu hao chi cự. Thứ bảy quyển vòng khó khăn lắm chuyển xong, tiêu phàm mãnh liệt dừng lại bước chân, há miệng, một cổ màu lam nhạt đan hỏa, hô, mà phun tới, thẳng đến khổng lồ lô đỉnh mà đi. Oanh! Địa hỏa hừng hực mà dậy, lô đỉnh trung nguyên vốn đã dần dần chìm xuống dược chất lập tức liền sùng sục sùng sục mà quay cuồng bắt đầu đứng dậy, toát ra đại đoàn đại đoàn màu trắng hơi nước. chương 990, cách khác lối tắt cứu mạng phương pháp hạ. Trong nháy ba ngày ba đêm đi qua, luyện đan thất trong bỗng nhiên xét đánh chi tiếng nổ lớn, từng đạo ngân sáng tia chớp tự ở giữa khổng lồ lô trong đỉnh bắn ra ra, lập tức liền tràn đầy cả gian mật thất thanh thế cực kỳ kinh người vẫn đứng tại tiêu phàm sau lưng cơ lụa mỏng sắc mặt biến hóa trong mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi phi lôi báo tài liệu vừa mới thoáng một tí đến lô trong đỉnh lập tức tự biến thành bộ dáng như vậy ngay một mực nằm ở lô đỉnh dược chất bên trong vẫn không nhúc nhích không chút biểu tình hoàng đường trên mặt cũng bỗng nhiên run rẩy vài cái tựa hồ cảm nhận được nào đó thống khổ ý thập cấp yêu thú bổn nguyên chi lực cũng không phải là hay nói dẫn đích. Dùng nàng tu vi hiện tại, nếu như bị cái này lôi điện chi lực tùy ý một đạo bổ chúng, không chết tức tổn thương. Tiêu phàm thấy thế, lại mặt lộ một tia hưng phấn, giơ tay lên, một tòa hoàng kim như ý bảo tháp bắn ra, đảo mắt hóa thành lớn gần trượng nhỏ, một chương bạch sắc lôi võng nhô lên cao chân áp mà hạ, lập tức đem chọn cái lô đỉnh đều bao phủ trong đó, hồ quang điện lòe lòe, tuy nhiên nhìn về phía trên không có lô đỉnh bên trong lôi điện chi lực như vậy cuồng bạo, lại muốn dậm dạp nhiều lắm. vô luận phi lôi báo bổn nguyên lôi điện chi lực cỡ nào cường hãn, vừa gặp phải cái này dậm dạp lôi võng, lập tức liền bị hấp thu đi vào, không dậy nổi chút nào gợn sóng, lôi võng thậm chí ngay nửa điểm biến hóa đều không có. cái này bảo vật, tiêu phàm là tiến vào lệ thú cánh đồng hoang vu về sau mới từ đỉnh càn khôn trong lấy được, cơ lụa mỏng cũng không bái kiến, tự nhiên nhiều vài phần kinh ngạc. bất quá dùng tiêu phàm chi năng vô luận hắn đến cỡ nào kinh người biểu hiện tại hắn hồng nhan trong mắt đều là như vậy đương nhiên người nam nhân này tựa hồ chính là không gì làm không được đại danh từ trọn vẹn gần nửa canh giờ đi qua lô trong đỉnh mới dần dần an tĩnh lại không hề có lôi điện chi lực bắn ra ra tựa hồ phi lôi báo bổn nguyên lôi điện chi lực rốt cuộc bị luyện hóa sạch sẽ giữa không trung hoàng kim như ý tháp lòe lòe sáng lên phảng phất xúc đủ lực lượng đang chuẩn bị bộc phát nhanh Tiêu phàm quát khẽ một tiếng, tay phải thực trung hai chỉ cũng chỉ như kích, một đạo hùng hậu pháp lực trực tiếp hướng giữa không trung như ý lôi quang tháp kích bắn đi. Hoàng kim tháp nhẹ nhàng chấn động, một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, bỗng nhiên tán phát ra. Đây là... Cơ lụa mỏng vội và ngửa đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến. Chỉ thấy một đoàn cực đại lôi cầu đang tại hoàng kim tháp cuối cùng tụ tập, không ngừng quay cuồng, ẩn ẩn bộc phát ra tựa là hủy diệt khí tức. Cổ hơi thở này cường đại, vượt xa giống nhau nguyên anh tu sĩ, cơ lụa mỏng chưa bao giờ tiếp xúc qua. Trên thực tế, nguyên anh tu sĩ cũng không dám đón đỡ lôi quang tháp một kích. Phu linh cốc ân lão quái chính là tại lôi quang tháp hạ hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Hôm nay, tiêu phàm lại một lần nữa thúc giục lôi quang tháp, uy lực chỉ có so vừa mới tiến giai kim đan hậu kỳ lúc càng cường đại hơn nhiều. Oanh! Nhất thanh muộn hưởng, một đạo vừa thô vừa to lôi trụ hướng về chính phía dưới lô đỉnh cùng lô trong đỉnh hoàng đường mãnh liệt đánh mà hạ, qua trong giây lát, đã gần người. Hoàng đường như trước lẳng lặng nằm ở lô trong đỉnh, khuôn mặt bình tĩnh, không có chút nào động tính, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết tai họa ngập đầu liền tại trước mắt. Ô hay! Ngay tại lôi trụ gần người nháy mắt, tiêu phàm lại là quát khẽ một tiếng, dương tay điểm ra chỉ thấy cực đại lôi trụ qua trong dây lát liền biến thành vô số tinh xảo hồ quang điện, giống như tóc tiệt tí ti, loại hết sức nhỏ, mãnh liệt oanh kích tại hoàng đường trên người, cơ hồ đưa hắn toàn thân toàn bộ bao trùm, liên tục suốt chỉ tiêm cùng mũi chân đều chưa từng bỏ sót. Lần này thiên lôi oanh đỉnh rất lợi hại. Chỉ nghe hoàng đường một tiếng kinh thiên động địa giống to, cực đại thân hình bỗng nhiên tại lô đỉnh ở phía trong ngồi dậy, một đôi hai mắt thật to trừng đắc tròn căng đích, phảng phất đèn lồng giống nhau bất quá ánh mắt có lẽ hay là tan giả vô thần, cực kỳ mờ mịt, nhìn không tới nửa phần thần thái. Lập tức lại, ầm ầm té xuống, một lần nữa nằm lại dược chất bên trong. Nhưng vốn chỉ là có chút phập phồng, không lưu ý cơ hồ nhìn không tới ngực, bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ sóng gió nổi lên, một chút nhanh hơn, tuy nhiên tương đối bình thường tình hình mà nói, như trước rất chậm, nhưng so với lúc trước, nhưng lại muốn mạnh hơn nhiều liếu tương đương. Tốt, tiêu phàm trên mặt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Hắc lân, lụa mỏng, chính là hiện tại, bắt đầu. Nói xong, tiêu phàm dẫn đầu nâng lên tay phải, năm ngón tay thay đổi liên tục, từng đạo hùng hậu pháp quyết đánh vào lô đình, lại há miệng, phụt lên ra một đạo xanh đầm đìa đan hỏa. Cơ lụa mỏng không dám chậm chế, lúc này tại cách vị khoanh chân mà ngồi, bàn tay trắng nõn nhẹ dơ lên, cũng là một đạo pháp lực hướng lô đỉnh đánh ra. Hắc lân tác chính là phi thân cướp được đoái vị, nhảy tại giữa không trung, toàn thân màu đen bộ lông run lên, thiên vạn đạo màu đen quang mang bắn ra, trên không trung tụ hợp một chỗ, hóa thành một đạo chén ăn cơm thô cột sáng, bắn về phía lô đỉnh. Ba người cái này hợp lại lực, lập tức địa hỏa hừng hực, liệt diễm bay vút lên mà dậy, lô đỉnh ở phía trong dược chất cấp tốc sôi trào, một tia dược lực, hóa thành mắt thường có thể thấy được cực kỳ thật nhỏ hắc tia tí ti một chút chui vào hoàng đường trong cơ thể vốn là khô gầy dị thường hoàng đường dưới da, dần dần nổi lên một điểm biến hóa, cơ thể tựa hồ trở nên đẫy đà chút ít, giống như lại nặng hơn nữa mới tỏa sáng sinh ra cơ. Trọn vẹn đi qua 7 ngày thất dạ, luyện đan thất trong, hừng hực địa hỏa đã tắt, lô trong đỉnh dược chất đã muốn luộc làm, chỉ còn lại có một ít dược cám. Hoàng đường theo lô đỉnh ở phía trong rời đi ra, lẳng lặng nằm tại trong hư không, dài đến hai trượng thân hình thu nhỏ lại đến bảy xích khoảng chừng gì đó, trở nên cùng bình thường trưởng thành giống nhau chiều cao, nhưng hãm sâu hai gò má, cũng đã một lần nữa trở nên đẫy đà, khô gầy khô quát thân thể tứ chi, cũng có cơ thể. Hô hấp trong lúc đó, cũng cùng thường nhân không khác. Chỉ có điều như trước hai mắt nhắm nghiền, phát giác không đến linh lực chấn động. Chủ nhân, lần này hóa huyết trúc linh, tính toán thành công không? Hắc lân ghé vào tiêu phàm đầu vai, lệch ra cái đầu nhìn về phía cách đó không xa hoàng đường, thấp giọng hỏi. Nhìn về phía trên, Hắc Lân tinh thần cũng có chút huệ hoài, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không giống 7 ngày lúc trước dạng thần hoàn khí túc. Có thể thấy được lần này hiệp trợ tiêu phàm thi triển khác loại hóa huyết trúc linh đại pháp, Hắc Lân cũng hao phí không ít chân nguyên pháp lực. Tiêu phàm gật gật đầu, nói ra, đương nhiên rất thành công, ít nhất hiện tại Hoàng Tam Ca đã không có lo lắng tính mạng. Nhưng hắn tại thế giới dưới lòng đất thời điểm, bổn nguyên tiêu hao quá lớn, đối với tu vi của hắn cảnh giới có thật lớn ảnh hưởng, không có có vài chục thì giờ cảnh, là rất khó phục hồi như cũ. Hắc lân nhẹ nhẹ thở vào một cái, nói ra, mấy chục năm mà thôi, cũng không coi vào đâu. Yêu thú thọ nguyên cực kỳ kéo dài, mấy chục năm quang cảnh, đã là phàm con người khi còn sống, đối với yêu thú mà nói, cũng bất quá là ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi, thật sự không lâu lắm. Cơ lụa mỏng đồng dạng có chút mệt mỏi, vừa cười vừa nói, đây là cái gì y thuật. Hiệu quả tốt như vậy, cơ hồ có thể sống người chết thịt bạch cốt liếu tương đương nàng tuy nhiên không phải lang trung thực sự hiểu được một ít y đạo bảy ngày trước hoàng đường là cái dạng gì nữa trời hôm nay lại là cái dạng gì nữa trời hai bên một đôi so nói sinh tử thịt người bạch cốt thật đúng là không quá phận tung tính toán tại kim châu thành như vậy y thuật cũng là rất khó lường đích tiêu phàm mỉm cười nói ra đây là đang lâm lang núi thời điểm theo thương đại ca chỗ đó học được hóa huyết trúc linh đại pháp vừa nhắc tới thương kỳ, tiêu phàm liền là trong nội tâm buồn bã. Vị này lâm lang núi đứng đầu, cự linh thú bên trong cường giả, đối với hắn quả thực không tệ hiện tại chỉ sợ sớm được chấn nhạc thần quân sát hại liễu tương đương. Sau một lát, tiêu phàm đem hoàng đường chuyển qua một cái khác gian mật thất. Gian phòng này mật thất ngay tại tiêu phàm ngồi xuống tĩnh thất bên cạnh, không gian không lớn, bên trong bố trí một cái tụ linh pháp trận, đem nơi đây linh nhãn chi lực, liên tục không ngừng mà hội tụ tới tụ linh pháp trận ở trung tâm, tác chính là bày đặt một hơi mở bạch ngọc giường. Tiêu phàm đem hoàng đường chuyển qua cái này trương bạch giường ngọc thượng. Hoàng đường chỉ là vừa vừa thoát ly nguy hiểm tánh mạng, tạm thời còn sẽ không thổ nạp điều tức, tiêu phàm liền đưa hắn an trí tại đây tụ linh pháp trận trung tâm, lại để cho linh lực tự động dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, giúp hắn điều dưỡng thân thể, sớm ngày khôi phục tu vi. Kim Châu Thành là do thuần túy nhân loại tu sĩ chủ đạo đại thành, yêu thú ở chỗ này chỉ có thể làm làm sủng vật tồn tại, hoặc là với tư cách tài liệu bán ra. Còn sống biến hóa yêu thú, tại Kim Châu Thành là không tồn tại đích. Nếu như làm cho người ta biết rõ, tiêu phàm còn vụ gta cất giấu một gã biến hóa yêu thú, chỉ sợ lập tức sẽ dẫn tới vô số người ghé mắt. Chẳng những hoàng đường tuyệt không an toàn, coi như là tiêu phàm chính mình, cũng rất không an toàn. Trăm hùng khách khanh trưởng lão thân phận, có thể giúp hắn thoảng qua ngăn cản thoáng một tí, nhưng là khởi không đến quá lớn tác dụng một ít cơ bản nhất quy tắc cũng không phải bằng vào sức một mình liền có thể thay đổi được đích bất quá hiện tại tiêu phàm tạm thời còn không thể tưởng được xa như vậy việc cấp bách chính là trước hết để cho hoàng đường mau chóng khôi phục một khi hoàng đường khôi phục hóa hình kỳ yêu thú tu vi có phải là còn muốn tiếp tục đợi tại kim châu thành cũng có thể lại thương lượng đến lúc đó tin tưởng tiêu phàm mình cũng sớm đã tiến giai nguyên anh kỳ quyền nói chuyện so hiện tại lớn liễu tương đương chỗ này mật thất dưới đất, xâm nhập trăm hùng tổng đàn, chỉ cần hắn có lẽ hay là trăm hùng khách khanh trưởng lão, người bình thường tự tuyệt không dám lung tung đi đến bên trong sông. Làm cho là như thế, tiêu phàm như trước tại mật thất bốn phía bày ra cực kỳ cường đại phòng hộ pháp trận, chuẩn bị vạn nhất chi cần. Nếu thật là chính mình không tại thời điểm, cũng không trở thành bị người trộm che tiến đến. Ăn trí tốt hoàng đường, tiêu phàm nhẹ nhẹ thở phào một cái. Mấy tháng qua, hoàng đường sinh từ tụ phảng phất một khối trầm trọng đến cực điểm đại tảng đá thủy trung đặt ở ngực của hắn gian thậm chí so tiêu phàm chính mình khôi phục thương thế còn càng thêm quan trọng hơn một ngày không giải quyết tự một ngày không phải thật chính thoải mái chỉ là hoàng đường thương thế thật sự quá nặng nghiêm khắc mà nói phải có lẽ đã đồng đẳng với một người chết nếu không phải tiêu phàm dùng các loại linh dược cưỡng ép hát yêu, ta ép cho hắn treo một hơi chỉ sợ sớm đã hóa thành một bồi đất vàng liễu tương đương dù là tiêu phàm y đạo thông huyền, đối mặt loại tình hình này, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. May mà cái này hóa huyết trúc linh đại pháp quả thực thần kỳ, mạo hiểm thử một lần, vậy mà cũng đại lấy được thành công, rốt cục thành công lại để cho hoàng đường lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Kế tiếp người định làm như thế nào? Cơ lụa mỏng nhẹ giọng hỏi. Tiêu phàm không cần suy nghĩ, lập tức đáp, đi chăm hùng đường xem một chút đi, đã đáp ứng hùng bang chủ đích. Nói sau, cũng còn muốn chuẩn bị một ít linh dược, đợi thương thế của ta triệt để khỏi hẳn về sau, muốn bế quan trùng kích nguyên anh kỳ bình cảnh liễu tương đương. Cơ lụa mỏng nhẹ gật đầu, thấp giọng nói ra, như vậy cũng tốt, nếu như lần này đinh sán đinh trưởng lão sông không qua cái này một đạo quan khẩu lời mà nói cái này trăm hùng đường khả năng thật đúng là chỉ có thể dựa vào ngươi. Không có một vị nhất đẳng đại lang ở bên trong, tung xem như bảy đại tông môn, tại Kim Châu thành chỗ dựa cũng thủ vi bất dịch rất là khác nhau lời còn chưa dứt, bỗng nhiên, ầm ầm, một hồi nổ mạnh truyền đến, cả mật thất dưới đất đều ở ẩn ẩn chấn động. Tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng liếc nhau, hai hàng lông mày đồng thời nhăn bắt đầu đứng dậy. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 990